Từ lúc bắt đầu, linh khí trong cơ thể cô ta đã ào ào tuôn ra, như sóng biển gào thét mà đến, che kín khoảng không gian xung quanh đây, đồng thời bao phủ Trần Đức. Nếu đổi lại là những tu sĩ linh căn kỳ khác, e là đã sụi lơ trên mặt đất từ lâu rồi. Nhưng Trần Bát Hoang vẫn đứng thẳng. Mặc dù chân của anh đã bị lún xuống sàn nhà, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, nhưng anh vẫn ôm chặt cô gái trong ngực, liều mạng đứng vững. Có một khoảnh khắc, Âu Dã Tự Linh cảm thấy rất hâm mộ cô gái kia. Anh nói đúng, tôi sẽ không giết anh, Âu Dã Tự Linh thu kiếm. Cùng lúc đó, linh khí xung quanh nhanh chóng rút đi như thủy triều. Cô ta đã có cái nhìn khác về Trần Bát Hoang. Nếu ngay từ đầu, Trần Bát Hoang chấp nhận giao ra kiếm tâm long ngâm, thì cô ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa, đền bù cho anh ta một bộ võ kỹ. Có điều, bắt đầu từ giây phút đó, cô ta sẽ xếp Trần Bát Hoang và những gã đàn ông khác vào cùng một loại. Những người này, không xứng qua lại với cô ta. Âu Dã Tư Linh thu kiếm lại và nói đi, phải làm sao thì anh mới bằng lòng giao ra kiếm tâm. Muốn tôi giao kiếm tâm cũng không khó, chỉ cần cô nói cho tôi biết chuyện của bố mẹ tôi là được. Trần Đức giữ lại kiếm tâm long ngâm chỉ với hai mục đích, một là vì tìm kiếm hung thủ đã sát hại anh em của mình, hai là muốn tìm được bố mẹ mình. Hung thủ đã sát hại anh em của anh vẫn chưa chết hết. Và anh vẫn chưa tìm được bố mẹ. Không biết bọn họ sống chết thế nào thì sao anh có thể giao ra được. Anh cảm thấy với thực lực của anh hiện tại thì có tư cách đặt câu hỏi cho tôi à? Giọng Âu Dã Tư Linh cực lạnh, không nghe ra một chút tình cảm nào, cứ như cô ta là một người vô tình vậy. Trần Đức im lặng. Chương 888. Không phải cô ta hỏi anh phải làm thế nào mới chịu giao ra kiếm tâm long ngâm à? Suy nghĩ của phụ nữ quả thật rất khó hiểu. Cho nên, hiện tại cô sẽ không lấy được kiếm tâm long ngâm, ánh mắt Trần Đức vô cùng sắc bén, dù có chết, tôi cũng sẽ hủy nó, cô đừng mong chiếm được. Anh! Âu Dã Tư Linh không ngờ Trần Bát Hoang lại cứng đầu như vậy, cô ta hừ lạnh một tiếng, có chiếm được hay không, hủy hay không cũng không phải do anh định đoạt, tôi bằng lòng cho anh một cơ hội. Một năm, tôi cho anh thời gian một năm, nếu một năm sau, anh có thể tiếp được ba chiêu của tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết mọi việc, còn nếu không thể, mà anh vẫn không chịu giao ra kiếm tâm thì chỉ có một con đường chết. Âu Dã Tư Linh không nói đùa, cô ta chỉ có thể đợi một năm. Tuy cô ta không cho rằng sau một năm, Trần Bát Hoang có thể tiếp được ba chiêu của mình, thế nhưng thời gian một năm đã là cực hạn đối với cô ta. Một năm sau, nếu Trần Bát Hoang vẫn cố chấp, như vậy, cô ta sẽ tự tay giết người đàn ông này. Âu Dã Tư Linh không quan tâm Trần Bát Hoang có đồng ý hay không, bởi vì anh ta quá yếu, mà. Kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn. Âu Dã Tư Linh tung người nhảy lên cao, thân hình cô thoát ẩn thoát hiện. Dáng người uyển chuyển như hồ điệp, càng lúc càng bay cao, sau đó biến mất trong nháy mắt. Thật mạnh. Dõi theo bóng lưng cô ta, Trần Đức không khỏi cảm thán. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người mạnh như vậy, mà quan trọng hơn chính là. Đó là một cô gái trạc tuổi anh. Quả thật là một thiên tài. Một năm ư, ba chiêu, cô đề cao bản thân quá rồi. Tuy Âu Dã Tư Linh rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ khiến anh phải ngước nhìn và không thể với tới. Dù sao thì cô ta đã được đón đến Côn Luân Hư từ năm 3 tuổi, dù đến 8 tuổi mới bắt đầu tu luyện thì đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi. Trong khi đó, tính kỹ lại thì Trần Đức quen biết Sử gia còn chưa đến 4 năm. Anh chỉ dùng một tháng để tu luyện từ địa nguyên tam trọng cho đến linh căn kỳ trong thiên nguyên tam trọng, thế nên, anh có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể vượt trội hơn Âu Dã Tư Linh chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Một năm quá dài, Trần Bát Hoang này chỉ cần một tháng mà thôi. Trần Đức ôm Diêm Mộng biến mất trong màn đêm. Lúc này, Diêm Thanh Nhã đang lo lắng ngồi đợi trong phòng khách, vừa thấy hai người về, cô ta lập tức chạy ra mở cửa, đã có chuyện gì xảy ra? Mộng Mộng sao vậy? Không có việc gì, cô bé cần nghỉ ngơi một lúc, đợi sau khi tỉnh lại, bệnh của cô bé sẽ đỡ hơn. Vậy à, vậy thì tốt quá rồi. Diêm Thanh Nhã luôn tin tưởng Trần Đức vô điều kiện. Cuối cùng, cô ta cũng yên tâm, bèn hỗ trợ Trần Đức đưa Diêm Mộng về phòng. Sau khi đóng cửa phòng, Diêm Thanh Nhã nở một nụ cười quyến rũ và nói, Bát Hoang, theo tôi đi, tôi cho cậu xem một thứ. Chương 889. Nói xong, Diêm Thanh Nhã liền dẫn anh vào phòng mình. Là gì vậy? Trần Đức ngạc nhiên, tỏ vẻ nghi hoặc đi theo sau.
Vừa vào phòng thì anh phát hiện một bộ váy viền ren màu hồng phấn vô cùng gợi cảm được đặt trên giường. Càng khiến người ta sôi máu hơn nữa chính là những chỗ cần che trên bộ quần áo này. Có cũng như không. Sau khi thay nó vào, một Diêm Thanh Nhã vẫn luôn bảo thủ bỗng chốc biến thành một người khác. Dáng người đấy đã được chiếc váy ngủ tôn lên một cách trọn vẹn. Tuy rằng tuổi tác đã lớn, nhưng cô ta vẫn giữ được dáng dấp xinh đẹp như thuở đôi mươi, quả thật là vóc dáng tỷ lệ vàng. Thấy Trần Đức kinh ngạc, Diêm Thanh Nhã cười khẽ, uyển chuyển bước đến trước mặt anh, sau đó ôm lấy anh, tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy. Đôi môi thơm ngọt, vóc dáng say lòng người, đêm nay, những gì cần làm, hai người đều làm không sót chút gì. 2 giờ sáng, Trần Đức mới rời đi, quay về biệt thự. Lúc này, trong biệt thự vẫn còn sáng đèn. Vừa vào cửa, anh liền nhìn thấy Tống Ngữ Yên đang nhoài người trên bàn máy tính, ngủ thiếp đi. Trên người cô ấy mặc một bộ đồ ngủ rất đáng yêu. Cần gì phải cực khổ như vậy? Trần Đức cảm thấy rất bất đắc dĩ, bèn lẳng lặng ôm cô ấy trở về phòng, sau khi đắp chăn cho Tống Ngữ Yên, anh bắt đầu tu luyện. Sự xuất hiện của Âu Dã Tư Linh đã phần nào tác động đến anh. Phải tranh thủ tu luyện mới được, Phương Tâm Ngọc, Âu Dã Tư Linh, các người nhất định sẽ bại trong tay tôi, Trần Đức lẩm bẩm nói, ánh mắt anh lóe lên tia bất kham. Trải qua hơn 10 năm chiến tranh, mưa đạn, chứng kiến vô số thăng trầm cùng sinh tử tồn vong, Trần Đức hiểu rất rõ, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Đêm nay, khi đối mặt với Âu Dã Tư Linh, ngay cả tư cách đặt câu hỏi mà Trần Đức cũng không có. Đây là một sự thật tàn khốc. Cũng may, Trần Đức là một người có tâm lý vững, không hề bị đả kích bởi điều đó, trái lại, anh lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Đêm nay, Trần Đức chuyên tâm vào tu luyện. Đối thủ của anh hiện tại không phải Âu Dã Tư Linh, mà là Phương Tâm Ngọc. Còn 5 ngày nữa thôi, cuộc thi giành xuất tiến vào học viện vô song sẽ chính thức bắt đầu. Phương Tâm Ngọc sẽ dẫn theo các đệ tử đến tham dự và tranh đoạt. Khi đó, Trần Đức sẽ dùng máu của ông ta để tế cho vong hồn của các anh em. Sáng hôm sau, Trần Đức đến học viện thương mại để gặp mặt Đàm Thu, đồng thời, tặng cho cậu ấy một ít thuốc. 4 ngày sau sẽ có một cuộc thi tuyển chọn được tổ chức ở Vân Bắc, đến lúc đó, cậu cũng đi đi. Tôi đã đặt vé máy bay cho cậu rồi, sau khi đến đó, cậu cứ đi tìm Kỳ Hàn, hắn sẽ dẫn cậu đi. Anh hai, cảm ơn anh, Đàm Thu vô cùng phấn khích, trực tiếp gọi Trần Đức là anh hai. Trước kia, cậu ấy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành võ giả, cứ tưởng cả đời này sẽ tầm thường, nào ngờ Trần Đức lại cho cậu ấy một cơ hội. Hiện tại, Đàm Thu đã sớm trở thành một nhân vật tiếng tăm tại học viện thương mại. Giờ đây, những người đã từng khi dễ cậu ấy đều gọi một tiếng anh Thu mỗi khi gặp cậu ấy. Chương 890. Thế nhưng, đây không phải là những thứ cậu ta muốn, cậu ta cũng muốn kiến thức một chút thế giới võ đạo, mở mang hiểu biết đối với Côn Luân Hư trong truyền thuyết. Không chỉ Đàm Thu, Giang Hồ Hải bên kia Trần Đức cũng đã chào hỏi qua, kêu hắn ta cùng tới. Rốt cuộc chỉ có Côn Luân Hư mới là nơi thích hợp nhất cho tu võ giả, với thiên phú của hai người Đàm Thu, Giang Hồ Hải đặt trong thế giới bình thường thiếu hụt tài nguyên, không người chỉ dẫn cũng không khai thác và phát huy được hết tiềm lực của họ. Chỉ khi tiến vào học viện vô song họ mới có thể học tập được càng nhiều thứ, đạt được càng nhiều thành tựu hơn. Vào giữa trưa, một tin tức mang tính bùng nổ đột nhiên xuất hiện tại thành phố Tần. Tập đoàn Dược Thiên Vũ sẽ tổ chức một buổi họp báo thuốc mới cho mọi tầng lớp trong xã hội vào 7 giờ tối, được mệnh danh là thay đổi thế giới, vào thời điểm này. Tin tức tiết lộ rằng Dược Thiên Vũ sẽ tung ra 3 loại thuốc mới, 3 loại thuốc mới này sẽ khiến cả thế giới phải chấn động, thay đổi số phận của vô số người. Tin tức này được đưa ra bởi kênh truyền thông chính thức của thành phố Tần cùng hàng chục mạng tin tức lớn và các phương tiện truyền thông tự trị với hơn 10 triệu người hâm mộ, độ tin cậy là 100%. Thậm chí một vài tin đồn còn dò dỉ ra rằng trong số 3 loại thuốc được ra mắt lần này, có một loại mặt nạ có thể chữa lành các vết sẹo trên mặt và cơ thể. Thông tin cũng chỉ ra rằng loại mặt nạ này chỉ là loại bình thường nhất trong 3 loại thuốc. Cuộc họp báo sẽ do gia tộc đứng đầu thành phố Tần nhà họ Trương đảm trách và được tổ chức tại trung tâm thế kỷ thành phố Tần, với sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội, bao gồm quan chức cùng toàn bộ các gia tộc danh vọng tại tỉnh Hoa Bắc. Ai dám không nể mặt gia tộc đứng đầu Tây Bắc là nhà họ Trương đây? Thâm Đô, thành phố Tần, Giang Bắc. Các ông trùm trong giới kinh doanh, chuyên gia cấp cao,
cùng kênh truyền thông tư nhân và phía chính phủ từ ba thành phố Hoa Bắc đều nhộn nhịp đổ xô đến thành phố Tần để tập trung tại trung tâm thế kỷ vào ngày này. Không chỉ vậy, ngay cả những thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc cũng đến đây, Đường Hiển Sinh, nay đã trở thành hội trưởng cũng đích thân tới tham dự. Mới chỉ diễn ra chưa đầy một tháng kể từ cuộc đấu giá hàng năm của trung tâm thế kỷ, hôm nay nơi đây lại một lần nữa mở ra hội họp long trọng. Hoạt động lần này càng trọng thể hơn so với buổi đấu giá trước đó. Và những người vây xem chỉ có thể theo dõi buổi truyền hình trực tiếp ở tầng 1 qua màn hình lớn, chỉ có quan chức ba tỉnh Hoa Bắc, các nhân vật xã hội thượng lưu, các kênh truyền thông với quy mô vượt trội với nhiều người hâm mộ mới có thể thực sự tiến vào, nhóm phóng viên, người bình thường còn lại chỉ có thể xem qua sóng truyền hình trực tiếp. Mặc dù tin tức về buổi họp báo vào buổi trưa mới được tung ra nhưng do sự oanh tạc của các kênh truyền thông và sự chia sẻ của những người nổi tiếng, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hơn 60% người dân Hoa Bắc. Thậm chí ngay cả những tỉnh thành khác cũng có rất nhiều người nhận được tin tức, chỉ trong 2-3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, ít nhất hàng trăm triệu người ở Hoa Hạ đồng thời bắt đầu chú ý đến buổi họp báo này. Chương 891. Chủ tịch của Dược Thiên Vũ chẳng qua chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, có thể tạo lên trò trống gì? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, đến lúc không công bố ra được thứ gì tốt thì đúng là trò cười mà. Trong vài năm trở lại đây Dược Thiên Vũ về cơ bản đều đã nguội lạnh rồi đi, loại thuốc được tiêu thụ nhiều nhất cũng đã được phát triển cách đây vài năm. Rốt cuộc là muốn phát hành loại thuốc nào đây? Là loại mặt nạ có thể chữa lành vết thương trên mặt mà trên mạng đang bàn tán đó sao? Thổi phồng chăng, nếu thực sự có loại thuốc như vậy thì sớm đã được giải Nobel mẹ nó rồi. Thu hút được sự chú ý tự nhiên cũng có người bắt đầu hoài nghi, một số nhóm thù địch tập đoàn khi thăm dò tin tức cũng tiến hành công kích. Nhất thời, cổ phiếu của Dược Thiên Ninh không chỉ không những không tăng, ngược lại còn bị dư luận tạo thành khủng hoảng, chỉ trong vòng một giờ đã nhanh chóng giảm sàn. Kim giờ điểm đúng 6 giờ chiều. Toàn bộ nhân viên an ninh của trung tâm thế kỷ đều đã vào vị trí, hội trường được bố trí hoàn tất, bắt đầu có người lần lượt kéo đến. Những ông trùm trong mọi ngành nghề chỉ có thể nhìn thấy trên TV, Internet, và trang quảng cáo tấp nập đến địa điểm, dẫn tới một trận nối tiếp từng trận kinh ngạc cảm thán. Trần Đức cũng đến, so với những nhân vật nổi danh kia thì có vẻ lạc lõng, anh chỉ có một mình, trang phục lại giản dị, không những không lái xe mà còn đi bộ đến. Anh bước ra khỏi đám đông người xem đi tới trước cánh cửa được răng dây đỏ, xuất trình thư mời rồi đi thẳng vào trung tâm thế kỷ. Trời ạ, tên nhóc đó là ai vậy? Sao lại trà trộn được vào trong này? Ăn mặc như vậy cũng có thể đi vào. Không khoa học mà, đi đi đi, chúng ta cũng thử xem. Khi một số người nhìn thấy Trần Đức tiến vào còn tưởng rằng là anh lừa gạt nên cũng muốn lẻn vào, chẳng ngờ rất nhanh đã bị nhân viên an ninh ngăn lại. Dựa vào đâu mà tên nhóc đó có thể vào trong khi chúng tôi lại bị cản ở ngoài cơ chứ? Đúng đó, chúng tôi có chỗ nào thua kém anh ta? Đúng vậy, mau tránh ra. Hừ, nhân viên bảo vệ chỉ khịt mũi đáp, anh ta có thư mời, mấy người có không, không có liền lùi lại đi. Hoang gia. Nhân viên an ninh vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên khi nhìn thấy Trần Đức đang đứng trước cửa trung tâm thế kỷ đột nhiên hét lên một tiếng, rồi lon ton chạy về phía anh. Ông ta là thầy bói, tên Liễu Thiên Thành. Tiếng hét của ông ta lập tức thu hút sự chú ý của càng nhiều người. Những người vốn đang nói chuyện giao lưu xung quanh cũng giật mình. Ánh mắt đều quét về phía Trần Đức, sau đó đồng loạt tiến lên vây quanh anh. Hoàng gia, cậu tới rồi. Hoàng gia, lâu rồi không gặp, hy vọng cậu vẫn khỏe. Hoàng gia. Chương 892. Châu Vân Tề, Chủ tịch Tập đoàn Trang sức Châu Lục Sinh, Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Long Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn Rượu Thiên Niên Lão Tửu, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz, Tổng Giám đốc BMW. Từng người đều đến chào hỏi anh với tư thái khiêm nhường. Người lớn nhất đều đã ngoài 60-70 tuổi nhưng trước mặt anh vẫn gọi một tiếng hoang gia, kêu tới vô cùng trìu mến. Bên ngoài trung tâm thế kỷ, những người bị ngăn cản phía ngoài dây đỏ đều sững sờ. Mặc dù trong lòng nhân viên bảo vệ ngạc nhiên không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không, hừ lạnh. Nhìn thấy chưa, đây chính là lý do anh ta có thể tiến mà còn mấy người thì không, đã hiểu chưa? Trong đám đông, vài người đang làm loạn kia đều sửng sốt. Hoảng hốt và kinh hãi trước thân phận của Trần Đức, cũng chỉ đành ngoan ngoãn lui ra ngoài. Tên đó rốt cuộc là ai, sao lại không có ấn tượng gì vậy, ngay cả Ngưu Vũ,
ông chủ viễn thông hàng đầu tại thành phố Tần chúng ta cũng phải khom lưng chào hỏi. Đó đâu phải là chào hỏi, anh không phát hiện ra à, Ngưu Vũ rất cẩn thận khi nói chuyện trước mặt anh ta, căn bản không phách lối giống như trong chương trình hay trên TV. Trời ạ, tôi cũng nhìn ra rồi, thực sự là vậy. Mau nhìn xem, còn có Lý Khoáng Tuyền, ông chủ của Tìm Kiếm Thiên Độ, sao lại cũng cung cung kính kính vậy. Còn có Lưu Nhược Tây. Mọi người kinh hoàng phát hiện ra xung quanh chàng trai kia ngày càng có nhiều người hơn, Ngưu Vũ, người năm đó nổi tiếng với câu nói, không có hứng thú với tiền bạc, hay Lưu Nhược Tây, không biết vợ đẹp, Lý Khoáng Tuyền, nước khoáng đỉnh đầu, Vương Kiến Thụ, mục tiêu nhỏ, từng người đều là nhân vật sừng sỏ trong ngành viễn thông, bất động sản, toàn bộ đều lấy anh làm trung tâm. Điều quan trọng nhất là những người này chỉ có thể đứng ở vòng ngoài, lẽo đẽo theo sau giống như lâu la, mà thân cận với người thanh niên kia nhất là những người cầm lái của các gia tộc hàng đầu tỉnh Hoa Bắc. Hoàng gia, cậu tới rồi. Vào lúc này, một chàng cảm thán lại vang lên, chỉ thấy nhân vật số một tỉnh Hoa Bắc Trương Thiên Dương đích thân tiến lên nghênh đón với gương mặt niềm nở, chẳng chút kiêng kỵ, bước đến bên cạnh người thanh niên một cách tự nhiên. Bên ngoài khu cảnh giới, nhóm dân chúng bình thường đều đã chết lặng. Trời ạ! À, đây là loại đãi ngộ gì thế? Ngay cả Trương Thiên Dương cũng, đích thân chào đón, gọi một tiếng hoang ra. Nhiều cô gái đã nhìn tới hoa đào nhảy nhót, đàn ông thì xì mũi khinh bỉ, vừa hâm mộ, lại xen lẫn đố kỵ. Có gì đáng ra vẻ, chắc chắn là một tên con ông cháu cha. Đúng vậy, loại con ông cháu cha phô trương đó sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện mà thôi. Kiêu ngạo cái gì? Có vài người gì rầm cằn nhằn, trong đám đông, một số sinh viên của Học viện Thương mại thành phố Tần thấy Trần Đức đều cảm khái thổn thức không thôi, nhớ lại lúc đầu Trần Bát Hoang chỉ là một tên nhà quê, nhưng chỉ trong 1-2 tháng lại trở thành nhân vật đặt cùng một chỗ với tầng lớp trên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 893. Không đợi họ kịp tìm ra đáp án, một trận tiếng động cơ xe thể thao đã gầm rú vang tới, là một chiếc Land Rover từ xa đang lao thẳng tới. Sau khi vững vàng dừng bánh lập tức có người đi tới mở cửa, tiếp đó, một người phụ nữ với khí thế cường hãn bước xuống dưới sự che chở của một nhóm người. Cô ta đeo kính râm, khoác trên mình một chiếc váy dài, vừa cao quý lại thành thục, đôi môi đỏ mọng như lửa đốt, hai má trắng nõn, một vẻ nghiêm túc, cô ta quá xinh đẹp đến nỗi ngay khi xuất hiện liền thu hút những người đàn ông vốn đang chú ý đến Trần Đức. Ân thập nương! Sao cô ta cũng tới rồi? Có người nhận ra người phụ nữ này, không có cách nào, danh tiếng gần đây của cô ta lan rộng khắp, thế lực ngầm của thành phố Tần đã hoàn toàn bị cô ta độc chiếm, hơn nữa còn quản lý một cách chặt chẽ và có trật tự. Nghe nói ngay cả nhân vật đứng đầu giới chính trị của thành phố Tần khi làm một vài việc cũng phải nhìn tới sắc mặt của cô ta. Cô ta tuyệt đối là người nắm quyền thế lực ngầm mạnh mẽ nhất toàn Hoa Hạ. Cho dù cô ta chỉ là nhẹ nhàng bước đi, trên người cũng sẽ toát ra một loại khí thế sát phạt vô hình, nữ cường nhân chân chính là nói loại người như cô ta. Anh Bát Hoang. Tuy nhiên, một giây tiếp theo, đường đường là ân thập nương lại chủ động tháo xuống kính râm, giống như một cô gái nhỏ chạy về phía Trần Đức, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người hôn nhẹ lên má anh một cái. Ông trời của tôi ơi! Chết tiệt! Chết tiệt! Từng tiếng chửi thô tục râm ran đồng thời vang lên, không kể là nam hay nữ. Giờ phút này đều chết đứng. Họ không quen biết Trần Bát Hoang, nhưng hầu hết mọi người đều biết đến ân thập nương. Trong 2 tháng trở lại đây, cô thường xuyên xuất hiện trên các bản tin và buổi phỏng vấn. Những người giao thiệp với cô ta không phải là nhân vật đứng một phương chính là các quan chức cao và người cao quý, hay nổi đình nổi đám một thời. Nhưng nữ cường nhân duy nhất có thể đưa thế lực ngầm ra ngoài ánh sáng trong gần 100 năm qua, một nữ cường nhân trong cảm nhận của mọi người, là nữ hoàng, vậy mà. Vậy mà chủ động hôn một người đàn ông trẻ tuổi, một người mạnh mẽ như cô cũng biểu hiện ra tính cách thiếu nữ trước mặt đàn ông sao? Quả nhiên mà, không phải là đàn bà, chỉ là bạn chưa thể chinh phục được cô ấy mà thôi. Chàng trai đó rốt cuộc có lai lịch gì? Anh ta tên là Trần Bát Hoang, cách đây hơn 1-2 tháng còn đang theo học tại Học viện Thương mại thành phố Tần, là một chàng trai đến từ nông thôn. Một người nào đó cuối cùng đã tiết lộ thân phận và tên tuổi của Trần Đức. Nhưng không ai biết anh làm thế nào đạt được thành tựu như hôm nay chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Suy cho cùng, phần lớn những người đứng bên ngoài vòng vây đều là dân thường, có địa vị cao nhất cũng chỉ là những người giàu có bình thường với tài sản ròng vừa vặn hơn 100 triệu, hoặc vài tỷ.
Tầng lớp thượng lưu đã xảy ra những chuyện gì, có nhân vật nào xuất hiện, bọn họ căn bản đều không có cơ hội tiếp xúc tới. Chương 894. Không lâu sau lại có ba người phụ nữ nữa đến, Miêu Tiểu Thanh, hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Trương Thị cùng Hạ Thiên Tuyết, bà chủ của quán Ba Thiên Tuyết. Ngay cả Lâm Giao sống ở thành phố Ninh An cũng tới, cô bước xuống từ một chiếc xe thể thao hạng sang, mặc một chiếc váy dạ hội thướt tha, đôi gò bồng đào lộ ra phân nửa, tuyết trắng mê người. Cách ăn mặc hôm nay của cô không còn tùy ý như trước mà là dáng vẻ của một tiểu thư xuất thân dòng dõi chân chính với váy dạ hội cùng sự tháp thùng của vệ sĩ. Mấy người phụ nữ này quyến rũ động lòng người, bất luận là khí chất, hình tượng, ngoại hình, dáng người đều không thua kém so với nữ minh tinh tuyến 1 tuyến 2, thậm chí còn xinh đẹp hơn hầu hết các minh tinh hiện nay. Điều khiến người ta phải kinh ngạc rớt cằm là họ đồng thời đều sải bước về phía Trần Đức và vây quanh anh, đặc biệt là Hạ Thiên Tuyết và Lâm Giao đều không cố kỵ mà khoác lấy cánh tay anh, mỗi người một bên, một trái một phải. Một màn này thực sự khiến đám đông sửng sốt không thôi. Trần Đức có chút bối rối, các cô ấy, sao đều tới vậy? Anh liếc mắt ra ý hỏi với Trương Thiên Dương liền cười nịnh nọt nói, hôm nay là ngày trọng đại của Ngữ Yên, tôi muốn càng nhiều người tới càng tốt, do đó. Lão già ông đúng là, Trần Đức không kìm được chửi tục một câu. Mấy người phụ nữ này cũng quá táo bạo rồi chăng, họ không sợ ngày mai lên trang nhất sao? Trần Đức thở dài. Cũng may hôm nay là buổi ra mắt thuốc mới nên chút chuyện này của anh cũng không được tính là gì, nếu không chắc chắn sẽ phải nổi danh khắp các mặt báo rồi. Một hàng người vào trung tâm thế kỷ đi thẳng đến địa điểm họp báo, cuối cùng cũng thoát khỏi sự nhòm ngó chỉ trỏ của đám đông. Về phần những người thuộc tầng lớp thượng lưu này, bọn họ ngoại trừ có chút hâm mộ nhan sắc của vài người phụ nữ kia ra, những người khác ngược lại tỏ ra rất bình thường, ai ở đây mà không có vài người vợ ở nhà. Có người thậm chí còn bao chọn một căn chung cư, trong đó toàn bộ đều là tình nhân của ông ta. Niềm vui của những người như bọn họ người dân bình thường không thể tưởng tượng được. Còn 10 phút nữa buổi họp báo sẽ diễn ra, địa điểm họp báo có sức chứa hàng trăm người đã chật kín ghế trống, tùy tiện điểm tên một người trong số đó cũng là triệu phú hàng thật giá thật. Buổi họp báo do Tống Ngữ Yên đích thân chủ trì. Cô mặc một bộ Âu phục bằng lụa đen, chân đi giày cao gót. Cặp đùi thon thả hoàn mỹ đặc biệt thu hút ánh nhìn, mái tóc suôn dài cũng được buộc gọn, trên mặt còn đeo kính gọng đen, hoàn toàn phô bày được cái gọi là tài sắc vẹn toàn, so với sự non trẻ trong quá khứ, cô của hiện tại đã thành thục hơn rất nhiều. Chào buổi tối các vị lãnh đạo và chủ doanh nghiệp, các quý ông quý bà, trước hết xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian từ lịch trình bận rộn tới buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Dược Thiên Vũ hôm nay, Ngữ Yên tại đây xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình. Sau khi buổi họp báo kết thúc sẽ tổ chức tiệc tối tại trung tâm thế kỷ, đến lúc đó mọi người nhất định phải nán lại nhé. Tống Ngữ Yên uyển chuyển ưu nhã, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo, khuyết điểm duy nhất là trên mặt không lộ ra nét cười, nhưng cho dù như vậy cũng đã đủ hấp dẫn người khác. Cô đứng giữa sân khấu, như một đóa hoa hồng đen độc nhất vô nhị. Ngữ Yên biết thời gian của các vị quý báu nên sẽ không nhiều lời vô nghĩa nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Loại thuốc đầu tiên phát hành buổi chiều trên mạng đã có tin đồn rằng đó là một loại mặt nạ tên là Khánh Ngôn. Chương 895. Khi Tống Ngữ Yên nói, hình ảnh của mặt nạ và bao bì cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn. Mặt nạ này khác với các loại mặt nạ thông thường trên thị trường khác, nó có thể phục hồi các vết sẹo trên mặt và cơ thể, tin rằng mọi người biết việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào. Tống Ngữ Yên ôn tồn nói tiếp, nói một cách đơn giản. Bất luận là nam hay nữ sau khi sử dụng một khoảng thời gian nhất định sẽ không để lại sẹo trên cơ thể nữa, bất kể là vết thâm mụn, rỗ, đều có thể biến mất, ngoài ra còn có tác dụng dưỡng trắng, căng da mặt. Tôi sẽ không nói nhiều về loại thuốc này nữa, công hiệu của nó đã được viết ở phía trên, và nó cũng không phải là loại thuốc trọng điểm của hôm nay. Mặt nạ này sẽ chính thức được đưa ra thị trường vào ngày 1 tháng sau, trước mắt đã được đăng ký nhãn hiệu. Bằng sáng chế, Hoa Hạ sẽ là nơi đầu tiên được thưởng thức nó. Tống Ngữ Yên chậm rãi giới thiệu mặt nạ Khánh Ngôn, bất luận là mọi người dưới khán đài hay người bên ngoài chứng kiến một màn này qua chương trình phát sóng trực tiếp đều sững sờ. Là thật. Thực sự không ngờ thông tin được lan truyền trên mạng lại là sự thật. Đây đúng là một loại mặt nạ thần thánh mà. Mặc dù hiện tại vẫn chưa xuất hiện sản phẩm thực tế nhưng bọn họ tin rằng một tập đoàn lớn như Dược Thiên Vũ sẽ không đem loại chuyện này ra đùa giỡn. Hơn nữa,
Hiện trường buổi họp báo còn đang ngồi những nhân vật hàng đầu của thành phố Tần, Giang Bắc, Thâm Đô cùng toàn bộ các lãnh đạo của tỉnh Hoa Bắc. Nếu không thực sự vượt qua quá trình xem xét và kiểm tra nghiêm ngặt, họ tuyệt đối sẽ không ngồi ở phía dưới này. Mặt nạ Khánh Ngôn vừa xuất hiện, thế giới bên ngoài đã rơi vào náo động. Dù là đàn ông hay phụ nữ yêu cái đẹp đều tràn đầy mong đợi, một khi loại mặt nạ này chân chính ra mắt thì Hoa Hạ sẽ ngày càng có thêm nhiều mỹ nữ. Giá mặt nạ là 999 tệ một miếng, một hộp 12 miếng. Trên màn hình lớn xuất hiện ba con số 999, mọi người lập tức xôi trào. 999, so với mặt nạ thông thường có lẽ là rất đắt đỏ. Tuy nhiên tác dụng của nó chắc chắn đáng giá mức giá này, phải biết rằng để làm trắng và căng da mặt trước đây đều phải đến bệnh viện để tiêm chất làm đầy và lăn kim mới làm được, mà hiện tại chỉ cần đắp mặt nạ. Tiêm chất làm đầy và lăn kim phải tiêu tốn bao nhiêu tiền? Giá của hai thứ này người dân bình thường căn bản không dám mơ tới. So sánh như vậy khiến giá của mặt nạ Khánh Ngôn hoàn toàn không đắt. Thậm chí đặc biệt rẻ. Tống Ngữ Yên không nói nhiều về chiếc mặt nạ Khánh Ngôn này, nhưng tại khoảnh khắc khi cô dứt lời, khán giả phía dưới đã vang lên từng tràng vỗ tay vang dội, đôi mắt của một vài phu nhân phú quý đã tỏa sáng kích động tới cực điểm, chỉ hận không thể lập tức chạy đến hỏi Tống Ngữ Yên một vài nội dung sử dụng thử của sản phẩm. Loại thuốc đầu tiên cứ như vậy bùng nổ. Mọi người càng ôm nhiều kỳ vọng đối với hai loại thuốc tiếp theo sắp được công bố. Sau tràng pháo tay, bản thân Tống Ngữ Yên rõ ràng cũng có chút phấn khích đối với hai loại thuốc sau đó, sản phẩm thứ hai sẽ là sự tồn tại đánh dấu thời đại mới, để tưởng nhớ người bố đã qua đời của tôi đặt tên nó là Thiên Vũ, nó là một loại thuốc điều trị ung thư. Tống Ngữ Yên vừa dứt lời, toàn bộ hội trường, người theo dõi bên ngoài ngay lập tức rơi vào im lặng không một tiếng động. Chương 896. Ung thư. Chữa trị bệnh ung thư. Không sai, mọi người không nghe lầm, nó chính là một loại thuốc điều trị bệnh ung thư. Loại thuốc này sẽ chính thức được tung ra thị trường sau 3 tháng nữa. Tuy nhiên, tôi muốn nói một lời xin lỗi tới mọi người rằng loại thuốc này không thể chữa khỏi bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Tống Ngữ Yên ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh nói. Dùng nó có thể trực tiếp chữa khỏi tất cả các bệnh ung thư giai đoạn đầu và giai đoạn giữa mà không cần hóa trị hoặc phẫu thuật. Căn bệnh này cũng có thể được kiểm soát từ đó kéo dài tuổi thọ. Trời ạ, điều trị bệnh ung thư. Tôi không phải nghe lầm đó chứ. Câu nói này của Tống Ngữ Yên vừa vang lên, bên ngoài liền một mảnh huyên náo rộn ràng. Nếu mặt nạ Khánh Ngôn vừa rồi chỉ khiến người ta kinh ngạc thì loại thuốc tên Thiên Vũ này trực tiếp khiến họ phải cuộn trào. Nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu đều tràn đầy niềm phấn khởi và hy vọng vào giờ phút này, nó đã hoàn toàn lật ngược sự sụp đổ trong họ. Ngay lập tức, các phương tiện truyền thông lớn đã tiến hành tweet lại loại thuốc này, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đã lan truyền khắp nơi, gây chấn động toàn thế giới, bảng hot sớt che trời dập đất thông tin về Thiên Vũ. Vốn dĩ buổi họp báo chỉ có vài trăm triệu người theo dõi, trong chớp mắt con số này đã lên tới 2 tỷ người. Thế nhưng, đúng lúc này, đường truyền tại hiện trường buổi họp báo đột ngột bị cắt đứt. Buổi phát trực tiếp trên nền tảng cũng bị gián đoạn. Chỉ những người có mặt tại hiện trường và tầng 1 của trung tâm thế kỷ mới có thể nhìn thấy rõ ràng chương trình phát sóng trực tiếp. Tống Ngữ Yên đứng trên sân khấu cũng lộ vẻ nghi hoặc, micro của cô dường như đã mất kết nối, không thể phát ra tiếng nữa. Cùng lúc đó hình ảnh trên màn hình trực tiếp ở tầng 1 và hiện trường buổi họp báo đột ngột thay đổi, thay vào đó là hai người đàn ông đang đứng trước cửa trung tâm thế kỷ, một người mặc vest, người còn lại mặc áo choàng phong cách cổ. Bọn họ là ai? Sao lại đứng ở cửa? Lúc này mọi người mới phát hiện ra toàn bộ nhân viên an ninh của trung tâm thế kỷ đều đã đổ gục trên mặt đất. Khi mọi người còn đang bối rối, người đàn ông mặc vest đã lấy ra một chiếc micro, cao ngạo mà giễu cợt ung dung nói. Trần Bát Hoang, cậu chủ của chúng tôi đích thân tới đây còn không mau lăn ra ngoài quỳ xuống nghênh đón. Trong chớp mắt, lời nói của hắn ta đã vang vọng khắp trung tâm thế kỷ, từng chữ rõ ràng lọt vào tai từng người. Trần Đức ngồi trên ghế thoáng sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Hai tên này là ai? Cậu Trần, cậu biết họ sao? Đường Hiển Sinh, người đang ngồi cách Trần Đức không xa đứng dậy hỏi một cách cung kính. Chương 897. Không quen. Trần Đức lắc đầu, anh thực sự chưa từng gặp hai người đó, tuy nhiên xem dáng vẻ này cũng không phải người tốt đẹp gì. Đúng vậy, cậu Trần, cậu đừng nóng vội,
để tôi ra ngoài nhìn xem mấy tên khốn kiếp đó là từ đâu tới mà dám gây chuyện tại trung tâm thế kỷ. Đường Hiền Sinh với tư cách là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc đích thân ở đây trấn thủ, còn có người dám tới gây rối, quả đúng là quét sạch thể diện của ông ta. Sao có thể nhẫn nhịn chuyện này? Nói xong ông ta lập tức đứng dậy dẫn theo một vài người đi ra ngoài trung tâm thế kỷ. Lão Đường, ông đợi đã. Đúng lúc này, Trương Thiên Dương chủ nhân Đường Đông lên tiếng, nơi đây nói thế nào cũng là địa bàn của tôi, vẫn là để tôi ra xem sao, đối phó với hai người trẻ tuổi không cần ông phải đích thân ra tay. Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc về cơ bản tương đương với vị trí cao nhất ở Hoa Bắc, ở khía cạnh nào đó, ngay cả quan chức hàng đầu của ba thành phố Hoa Bắc khi đưa ra sách lược, thay đổi quan trọng nào cũng phải trưng cầu ý kiến của họ. Người bình thường hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của họ, thân phận cao quý, là nhân vật nắm quyền thế chân chính, ra tay với hai tên thanh niên đúng là có chút dùng dao mổ trâu giết gà rồi. Thế này đi Chủ tịch Trương, chúng tôi đi cùng ông, nếu thực sự xảy ra chuyện chúng tôi lại hành động, Đường Hiền Sinh đáp, hai tên nhãi đó không phải là người bình thường. Trương Thiên Dương hơi ngẩn người nhưng lập tức hiểu được ý của Đường Hiền Sinh, như vậy cũng tốt, vậy mời ông cùng tôi đi một chuyến. Chẳng bao lâu, nhóm người Trương Thiên Dương đã ra đến ngoài, có vài người Đường Hiển Sinh của Hiệp hội Võ thuật bên cạnh, ông ta cũng không gọi thêm vệ sĩ nữa mà đi thẳng tới trước cửa trung tâm thế kỷ. Sự xuất hiện của họ lập tức gây ra một tràng náo động. Đó không phải là Trương Thiên Dương sao? Ông ta vậy mà đích thân tới rồi. Gia chủ của gia tộc đứng đầu tỉnh Hoa Bắc, chậc chậc, hai tên đó lần này thảm rồi. Dám tới đây gây náo loạn, kết cục đã rất rõ ràng rồi có được không? Người vây xem ít nhất cũng có 2 đến 3 nghìn người, từng người đều phát ra từng đợt chế giễu. Trong mắt họ, Trương Thiên Dương chính là ông trời của thành phố Tần, là nhân vật đỉnh cấp số 1 tại đây. Dám gây chuyện trên địa bàn của ông ta đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Đám kiến hôi đáng chết này, tên đàn ông mặc vest đầu bẹt vô cùng tức giận, cậu chủ, để tôi tùy tiện tóm hai tên rồi giết chết khiến chúng câm miệng lại. Bên cạnh hắn ta là một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc áo choàng kiểu cổ màu nâu nghe vậy bật cười đáp, nếu đã biết là kiến hôi, tại sao phải thiển cận như bọn chúng, Cổ Lâm, tôi chưa nói với anh là đừng chấp nhặt với đám kiến hôi đó sao? Vâng, Cổ Lâm đáp lại một tiếng, không có lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ ý định. Trương Thiên Dương lúc này đã đi đến trước mặt bọn họ, nở một nụ cười, tỏ ra lịch sự. Chào hai vị, tôi là Trương Thiên Dương của tập đoàn Trương Thị. Hôm nay là ngày trọng đại của tập đoàn chúng tôi cũng như của toàn bộ Hoa Hạ, không biết tên gọi của hai vị là gì, là tới để tham gia buổi họp báo hay là... Tôi tên là Cổ Lâm, cậu chủ của tôi là Cổ Thông Thiên, tới đây không phải để tham dự buổi họp báo rác rưởi gì đó của các người. Cổ Lâm cầm micro nói một cách đầy phách lối và hỗn xược, tôi nói lại một lần nữa, chúng tôi tới tìm Trần Bát Hoang, mau kêu hắn cút ra đây. Chương 898. Cổ Lâm ngạo mạn tới cực điểm. Không hề đặt mấy người Trương Thiên Dương vào trong mắt. Hoặc là nói, không chỉ Trương Thiên Dương, mà toàn bộ những người bình thường hắn đều không thèm để ý tới, căn bản không quan tâm tới nhà họ Trương hay buổi họp báo có tính ảnh hưởng tới thế giới gì đó. Giọng nói điên cuồng theo sự khuếch đại của micro mà truyền khắp bốn phía, phàm là những người ở trung tâm thế kỷ đều đã nghe thấy. Cổ Lâm, Cổ Thông Thiên, chưa từng nghe qua, lá gan cũng lớn đó chứ. Nói vào micro như vậy khác nào đang sỉ nhục Trương Thiên Dương, đánh vào mặt ông ta cơ chứ. Hai tên này chết chắc rồi. Cổ Lâm, Cổ Thông Thiên, các người mau cút đi, ở đây không phải là nơi hai người có thể dở thói ngang ngược đâu. Có người chào phúng gào to. Một số người thậm chí còn ném quả óc chó bằng sắt mà họ đang chơi đùa trong tay lên người hai người họ. Khốn kiếp! Cổ Lâm thấp giọng chửi một tiếng, hắn ta nhấc tay. Giây tiếp theo đã vững vàng tiếp lấy quả óc chó bằng sắt, lòng bàn tay khẽ dùng lực, chỉ thấy viên sắt rắn chắc lập tức bị bóp méo mó biến dạng. Trong nháy mắt những người kia đều yên ắng lại. Giật mình choáng váng, lặng ngắt. Đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Chuyện quái quỷ gì vậy? Đó là viên óc chó bằng sắt. Làm thế nào có thể bị vê tới biến dạng rồi? Thế nhưng đây còn chưa phải là điều khiến người ta kinh hoàng nhất, ngay giây tiếp theo. Quả óc chó bằng sắt biến dạng trong tay Cổ Lâm đã vỡ nát. Đúng vậy. Quả óc chó bằng sắt tưởng chừng như bị bóp chặt đến mức không thể biến dạng được nữa kia trực tiếp vỡ lìa, biến thành những mảnh xỉ sắt cực nhỏ, rơi lả tả từ kẽ hở giữa những ngón tay của Cổ Lâm xuống đất.
Những người trước đó còn đang ngạo nghễ, chế nhạo, cười trên nỗi đau của người khác bỗng chốc không nói lên lời. Đây thực sự còn là con người sao? Những người ở xa thì theo dõi chòng chọc màn hình lớn, gần hơn thì trực tiếp đổ dồn ánh mắt về phía Cổ Lâm. Lại thấy Cổ Lâm một lần nữa cầm lên micro nói, đám kiến hôi các người ai dám dì dầm một câu nữa thử xem. Lời này vừa vang lên, không còn bất cứ người nào dám tiếp lời. Ngay cả khi hầu hết mọi người nghĩ rằng đây là một xã hội được cai trị bởi luật pháp và giết người là phạm pháp nhưng đối mặt với Cổ Lâm vẫn kinh hãi không thôi. Khí thế trên người hắn ta quá mạnh mẽ, giống như mang theo một loại sát phạt nói được làm được. Cổ Lâm hài lòng cười lạnh hai tiếng, sau đó mới chuyển ánh mắt lên người Trương Thiên Dương, lão già chết tiệt, ông bị điếc hay sao? Nếu như là một kẻ điếc, vậy tôi giúp ông kêu. Chương 899. Trần Bát Hoang, tao biết mày có thể nghe thấy, còn không mau cút ra ngoài, mày muốn trốn sau lưng người khác làm rùa rụt cổ sao? Một kẻ hèn nhát như mày cũng mơ tưởng làm vị hôn phu của Âu Dã Tư Linh. Câm miệng. Trương Thiên Dương thu lại nét cười, vẻ mặt chìm xuống, nể mặt các người không phải là người bình thường, tôi cho các người một cơ hội, lập tức rời khỏi đây, nếu không. Chưa kịp nói xong, Cổ Lâm đã bất ngờ ra tay, hắn lấy tốc độ cực nhanh chớp mắt đã túm lấy cổ áo của Trương Thiên Dương, một người đàn ông nặng hơn 50 cân cứ như vậy trực tiếp bị hắn xách lên, hai chân không chạm mặt đất. To gan. Đường Hiển Sinh giận dữ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ông ta không ngờ tên nhóc này lại dám ra tay trước mặt mình. Ông ta đường đường là một vị đại tông sư, há có thể dung thứ cho loại thanh niên ngang ngược này. Sau đó ông ta tung ra một cú đá cao đạp về phía Cổ Lâm với tốc độ sét đánh, sức lực cũng rất lớn, không hề nương tay mà đánh ra 10 phần công lực, tiếng xé rách không khí cũng theo đó vang lên. Theo sau động tác của ông ta, 4 thành viên khác của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc cũng đồng thời ra tay. Chia 4 phía khóa chặt Cổ Lâm, giải cứu Trương Thiên Dương. Hai người dùng đao, hai người dùng kiếm. Một đám rác rưởi. Cổ Lâm hờ hững quét mắt nhìn bọn họ một cái đầy vẻ khinh thường, đồng thời một tay cũng nhẹ nhàng vung lên. Giây tiếp theo. Đinh đinh đang đang. Chỉ nghe được một trận tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Sau đó lại thấy toàn bộ đao kiếm trong tay 4 người kia đều đã đứt đoạn. Chặn đứng đường chém. Cùng một giây đó, Đường Hiển Sinh cũng bị đá văng bay ngược ra ngoài hơn 3 mét, cơ thể ông ta tiếp đất bằng một tiếng nổ vang dội, có thể thấy rõ một vệt máu lớn trên bắp chân của ông ta, hơn nữa còn có phần biến dạng. Còn Cổ Lâm vẫn không suy chuyển đứng đó. Từ đầu đến cuối vẫn không xê dịch nửa bước. Hắn ta xách Trương Thiên Dương, đáy mắt tràn đầy khinh miệt, hỏi bấn cợt, ông vừa nói cái gì? Nể mặt chúng tôi, trời ơi, thể diện của ông cũng lớn quá, thực sự là dọa chết tôi rồi. Cổ Lâm cố ý giả bộ sợ hãi vỗ vỗ ngực, nhưng biểu hiện của hắn nào đâu toát lên sự sợ sệt, rõ ràng là hung hăng càn quấy tới cực điểm. Hoàn toàn không đoái hoài tới gia chủ của gia tộc đứng đầu tỉnh Hoa Bắc cùng người của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc. Tại hiện trường buổi họp báo, các nhân vật cấp cao của 3 thành phố Hoa Bắc đều đã kinh hãi tới chết lặng. Cổ Lâm kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Những người nổi tiếng và tài phiệt trong giới thượng lưu đều biết Đường Hiển Sinh mạnh mẽ tới đâu. Cũng đã từng được chứng kiến qua năng lực của ông ta. Thân là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc, một mình ông ta có thể địch lại 100-200 vệ sĩ. Không ai ngờ tới, cho dù sở hữu sức mạnh bất phàm như Đường Hiển Sinh, cộng thêm 4 người của Hiệp hội lại không khống chế nổi Cổ Lâm chỉ dùng một tay. Chương 900. Điều quan trọng nhất là Cổ Lâm chỉ là một người hầu mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn đều gọi Cổ Thông Thiên là cậu chủ, cũng chính là nói. Cổ Thông Thiên, người vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn kia còn mạnh hơn hắn ta. Mọi người đều ngơ ngác, không hẹn mà gặp nhìn về hướng Trần Đức. Lại phát hiện ra không biết từ lúc nào anh cùng Tiêu Mạn Y, Hạ Thiên Tuyết, Miêu Tiểu Thanh, Lâm Giao, bao gồm cả Tống Ngữ Yên đều đã biến mất, không còn bóng dáng nào ở hiện trường. Cùng lúc đó, hình bóng của họ đứng trước cửa trung tâm thế kỷ cũng hiện lên trên màn hình lớn. Trần Đức đi trước dẫn đầu. Năm người phụ nữ xinh đẹp khiến người ta phải ngột ngạt kia tự nguyện theo sau, vẽ lên khung cảnh như các vì tinh tú vây quanh mặt trăng, kêu người khác không chú ý tới anh cũng không khó, là người đàn ông duy nhất trong 6 người thực sự là quá chói mắt mà. Trần Đức đều đã đi ra ngoài, các ông trùm kinh doanh và giới thượng lưu tại hiện trường buổi họp báo cũng nhao nhao đứng dậy đuổi theo. Sau một lúc,
hàng trăm ông chủ lớn cùng nhau xuất hiện trước trung tâm thế kỷ, rầm rộ sôi nổi. Họ tập trung lại với nhau tạo ra một áp lực vô hình từ kẻ bề trên, đám đông vây xem từ xa từng người đều không kìm được mà ngậm miệng khiến bầu không khí trở nên vô cùng an tĩnh. Các người không phải là muốn tìm tôi sao, tôi tới rồi đây, Trần Đức ở phía trước liếc mắt nhìn hai người Cổ Lâm cùng Cổ Thông Thiên một cái, nhẹ giọng nói, thả người ra. Mày chính là Trần Bát Hoang, Cổ Lâm nhìn anh chăm chú hỏi lại. Đúng vậy. Trần Đức gật đầu thừa nhận, thế nào, hai vị muốn dùng một người thường để uy hiếp tôi? Hừ, ai thèm dùng lão khốn này để uy hiếp mày cơ chứ? Cổ Lâm khinh thường buông tay, Trương Thiên Dương liền loạng choạng ngã xuống đất, lùi tới bên người Trần Đức, xin lỗi cậu Lục, tôi làm việc bất tài. Không sao. Khi đối phương phun ra bốn chữ Âu Dã Tư Linh, Trần Đức đã dự đoán được kết quả này. Là người biết đến Âu Dã Tư Linh. Vậy thì hai tên này ít nhất là tới từ tỉnh Thượng Võ. Hoặc là nói có xuất thân từ Côn Luân Hư. Các người, tại sao muốn tìm tôi? Trần Đức quét mắt lướt qua hai người họ, giọng điệu thờ ơ, còn mang theo chút lạnh nhạt thản nhiên. Hừ, Trần Bát Hoang, có người muốn mày quỳ xuống dập đầu ba lần, quay về phía camera nói rằng mình sai rồi, không nên có ý đồ với Âu Dã Tư Linh, mày chính là một con lợn không xứng với cô ấy. Cổ Lâm nhắm chuẩn micro, mặc ý ngạo mạn nói, chỉ có làm như vậy mày mới có thể sống tiếp. Vừa nói Cổ Lâm vừa lấy ra một chiếc điện thoại, bật máy ảnh quay về phía Trần Đức chuẩn bị ghi hình. Lông mày Trần Đức khẽ nhướng. Anh lười phải để ý tới Cổ Lâm mà nhìn thẳng vào Cổ Thông Thiên nói, là anh muốn tôi quỳ xuống sao? Không phải, Cổ Thông Thiên phủ nhận, trong mắt hiện lên vẻ kiêu căng bá đạo, nếu là tao, tao sẽ chém đứt chân thứ ba của mày. Khiến mày đời này không có cách nào động tới phụ nữ nữa. Chương 901. Được thôi, vậy các người nói cho tôi biết, tại sao tôi phải làm theo lời các người nói? Trần Đức cười, sự việc đã đến mức này, anh đại khái cũng hiểu có người coi anh như tình địch nên đã đặc biệt gọi Cổ Lâm, Cổ Thông Thiên đến đây để sỉ nhục anh. Tại sao? Cổ Lâm ngạo nghễ nói, bởi vì bọn tao đến từ nhà họ Cổ ở thành phố Hương Giang, tỉnh Thượng Võ, bởi vì người bảo mày quỳ xuống tên là Cổ Tinh Hoa. Nhà họ Cổ. Trần Đức sửng sốt một hồi, anh thực sự đã nghe thấy cái tên này, trong thời gian ở thành phố Ninh An, anh đã đặc biệt tìm hiểu về 36 gia tộc địa sát, nhà họ Cổ xếp thứ hai trong danh sách này. Đây chắc chắn là một gia tộc cực lớn mạnh, theo lời của Kỳ Hàn thì trong nhà họ Cổ không có nhiều người, nhưng tùy tiện chọn một người trong gia tộc đó, cho dù là thuộc hạ, tay sai thì cũng đều mạnh hơn Kỳ Huyết Ma. Cổ Tinh Hoa, cái tên này Trần Đức cũng khá quen thuộc. Trong bảng xếp hạng ngọa long gì đó do tỉnh Thượng Võ thành lập, hình như Cổ Tinh Hoa cũng xếp thứ hai. Khá thú vị đây. Trên thực tế, không chỉ có Trần Đức nghe nói đến nhà họ Cổ, mà rất nhiều người thuộc giới thượng lưu của thành phố Tần đều có nghe nói, gia tộc này thực sự là quá trâu bò. Người không nhiều, nhưng nếu cộng lại số tài sản và thân thế của những người đến dự họp báo hôm nay có lẽ chỉ bằng một nửa nhà họ Cổ. Ngược lại, nhà họ Cổ mới thực sự là ông lớn. Ông trùm kinh doanh thực sự. Khi nghe thấy ba từ nhà họ Cổ, tim Đường Hiển Sinh đập thình thịch, suýt chút nữa nhảy ra ngoài, ông ta kinh hãi, nhà họ Cổ. Vậy mà lại là nhà họ Cổ, Cổ Thông Thiên, lẽ nào là... Trong phút chốc, Đường Hiển Sinh như nhớ ra điều gì đó, sởn gai ốc. Cổ Thông Thiên, tên của hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ, chính là thuộc nhà họ Cổ. Hơn nữa, người đó còn có tên là Cổ Thông Thiên. Ông ta không ngờ hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ vậy mà chỉ là một thanh niên khoảng 30 tuổi. Cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao bản thân lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Cậu Trần, nhà họ Cổ có lai lịch rất lớn, vị Cổ Thông Thiên đó, lợi hại vô cùng, là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ, hay là... Chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút, Đường Hiển Sinh sợ rồi, giọng nói vừa run vừa hoảng loạn. Ở trong mắt ông ta, Trần Đức tuy rằng rất mạnh, nhưng so với nhà họ Cổ. So với hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ thì vẫn là quá yếu. Đối với những người cấp cao đó, một số người hối hận vì đã cùng Trần Đức chạy đến đây, xét cho cùng, nếu đắc tội với nhà họ Cổ thì không phải lựa chọn khôn ngoan sáng suốt, trong công ty, tập đoàn, gia tộc bọn họ còn có cổ phần của nhà họ Cổ mà. Có thể nói, nhà họ Cổ giết chết thứ gọi là ông trùm kinh doanh thuộc giới thượng lưu như bọn họ đơn giản như bóp chết một con kiến. Thậm chí còn dễ cả việc bóp chết một con kiến. Trên khuôn mặt các ông trùm đều lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh hoàng.
Đúng vậy, cậu Trần, mời bọn họ vào uống vài ly rồi vui vẻ nói chuyện với nhau. Nói không chừng, nể mặt những người chúng tôi, chuyện này có thể cứ như vậy mà kết thúc đấy. Cậu Trần, từ phía sau vang lên rất nhiều giọng nói thuyết phục Trần Đức, mặc dù không nói rõ nhưng ý tứ trong đó thể hiện rất rõ ràng, chính là muốn anh phải phục tùng, làm theo lời của Cổ Lâm. Chương 902. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Đường Hiển Sinh và các ông trùm kinh doanh, Cổ Lâm mỉm cười đắc ý. Quả nhiên, danh tiếng của nhà họ Cổ mãi mãi luôn hữu dụng, cực kỳ có ích. Tiếp theo đó, hắn cực kỳ huênh hoang, tùy ý nói, Trần Bát Hoang, không biết lý do tao nói đã đủ để mày quỳ xuống chưa? Một tên tay sai của nhà họ Cổ cũng có thể kiêu ngạo như vậy sao? Từ đầu đến cuối, Cổ Thông Thiên không nói lời nào, toàn là tên Cổ Lâm này khua môi múa mép. Trần Đức quá cạn lời, im lặng không nói, đối với người ngoài, có vẻ như anh đang lắng nghe rất kỹ lời đề nghị của những người đứng sau và đang cân nhắc một cách nghiêm túc. Anh còn chưa kịp trả lời, Cổ Thông Thiên đột nhiên lên tiếng với ánh mắt tham lam, giọng điệu bá đạo, Trần Bát Hoang, muốn không quỳ cũng được, năm cô gái sau lưng mày, tao nhìn chúng rồi, đưa cho tao chơi đùa chút, vậy thì. Mày chỉ cần đứng và lặp lại những gì Cổ Lâm dạy mày, không cần quỳ xuống. Nếu từ chối, hậu quả tự chịu. Tự chịu. Đột nhiên, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt Trần Đức bắt đầu đông cứng rồi biến mất, một lúc sau liền tan biến, khuôn mặt sắc bén đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, trong hai con ngươi đen kịt lóe lên sát ý, nhìn về phía Cổ Thông Thiên, giây tiếp theo, anh thốt lên những lời khiến người khác vô cùng kinh ngạc, tự chịu con mẹ mày, đến đây hung hăng ra vẻ, bọn mày thực sự cho rằng bản thân là cái thá gì. Ngay khi Trần Đức nói ra lời này, có thể thấy rõ ở trước trung tâm thế kỷ, sắc mặt của những ông chủ và ông trùm kinh doanh đó đều thay đổi, đơ ra, sững sờ, trợn mắt há hốc mồm miệng. Đặc biệt là những người hiểu rõ nhà họ Cổ, lạnh toát sống lưng, cả người run lên bần bật. Đó là người nhà họ Cổ đấy. Đối mặt với người nhà họ Cổ, cho dù là thuộc hạ của gia tộc này thì cũng phải tôn kính và thận trọng, huống hồ. Đang đối mặt với hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ. Đường Hiển Sinh sợ đến mức suýt ngất đi. Trần Đức vậy mà lại nói chuyện với Cổ Thông Thiên như thế. Tên này điên rồi sao? Thực sự là quá ngông cuồng, quá ngu si. Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ giống như một vị thần. Rất nhiều việc, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, cũng sẽ có người giúp hắn làm việc, quyền thế ngất trời, cao cao tại thượng. Huống hồ, sau lưng hắn còn có nhà họ Cổ lớn mạnh, một quý tộc thế gia mà không ai dám xem nhẹ. Sự ngông cuồng của Trần Đức có thể nói không phải là ngông cuồng nữa, mà thực sự là vô tri ngu dốt, tự nộp mạng tự tìm đường chết, chẳng khác gì việc tự nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. May, chắc chắn những lời vừa rồi là nói với tao không, ngạc nhiên thay, Cổ Thông Thiên không hề tỏ ra tức giận vì lời nói của Trần Đức, mặt hắn vô cảm thờ ơ, trong đó có chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Như thể thực sự đã nghe nhầm. Không đợi Trần Đức lên tiếng, hắn tiếp tục nói, nể tình mày còn trẻ. Vô chi và năm người đẹp sau lưng mày nên tao có thể xem những lời lúc nãy là do não mày có vấn đề. Tao hỏi lại mày một lần nữa, những lời nói thiếu suy nghĩ đó có phải là nói với tao không? Chương 903. Cậu Trần, nhanh lên, xin lỗi đi, bây giờ xin lỗi có lẽ vẫn còn kịp. Hô hấp của Đường Hiển Sinh càng lúc càng trở nên gấp gáp, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng. Ông ta lên tiếng thuyết phục Trần Bát Hoang là vì ông ta rất coi trọng anh, không muốn anh chết ở đây. Dù sao thì, tiềm lực của Trần Bát Hoang cũng quá khủng khiếp, đủ để gây ấn tượng với ông ta, khiến ông ta trân trọng tài năng của anh. Nếu không, đối mặt với những người như Cổ Thông Thiên, Trần Đức sống hay chết, ông ta tuyệt đối sẽ không hề quan tâm. Về việc Trần Đức có phải là đối thủ của Cổ Thông Thiên hay không, liệu anh có đủ năng lực để chống lại Cổ Thông Thiên hay không thì ông ta không hề nghĩ tới. Bởi vì, theo quan điểm của ông ta, hai người hoàn toàn không thể so sánh được. Cổ Thông Thiên là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ. Hơn nữa hắn đã ở vị trí này 6-7 năm rồi. Nói cách khác, 6-7 năm trước, hắn đã vượt qua Hàn Huyền Tông, vượt qua hầu hết những võ giả mà ông ta quen biết. Hơn nữa, phía sau Cổ Thông Thiên còn tồn tại một nhà họ Cổ to lớn. Tài nguyên võ giả mà nhà họ Cổ chiếm giữ, theo lời đồn của các võ giả thì phía chính phủ Hoa Hạ cũng không so được. Những người đứng đầu quan chức Hoa Hạ hiện nay bởi vì nhờ sự ủng hộ của nhà họ Cổ năm đó nên mới có thể đi đến được vị trí như ngày hôm nay. Còn Trần Đức là ai? Đến từ đâu?
Theo thông tin mà ông ta điều tra được, đối phương chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi đến từ nông thôn, một cô nhi lẻ loi bơ vơ từ nhỏ mà thôi. Giữa hai người, có khả năng so sánh không? Hoàn toàn không có. Một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện có thể được như ngày hôm nay là chuyện không dễ dàng gì, tương lai sẽ rất có tiềm năng. Ông ta muốn xem thử Trần Đức có thể đại diện cho giới thế tục đi đến đâu. Vì vậy, ông ta không muốn Trần Đức chết. Cậu Trần, mau xin lỗi đi, xin lỗi cậu chủ cổ, nhanh lên, trước khi cậu chủ cổ tức giận, Đường Hiển Sinh căng thẳng đến nỗi có chút thất thố, khuôn mặt già nua đỏ bừng như sắp khóc đến nơi. Ngược lại Cổ Thông Thiên lại cực kỳ hài lòng, kiêu ngạo nhìn chằm chằm Trần Đức, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ, khinh thường tất cả mọi thứ. Những lời vừa rồi không phải là đang nói với anh đâu, Đường Hiển Sinh vừa dứt lời thì Trần Đức liền lên tiếng. Đột nhiên, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. May quá, may là Trần Bát Hoang không quá ngông cuồng, không quá ngu si. Vào thời điểm quan trọng vẫn biết sợ, biết quay đầu. Đường Hiển Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, còn tưởng là trâu bò đến mức nào, không ngờ cũng như nhau cả, một tên ngốc vô dụng, Cổ Lâm cười khẩy. Mặc dù Trần Đức không phải đang xin lỗi hắn, nhưng hắn lại cảm thấy rất thoải mái, đắc ý. Cổ Thông Thiên không nghĩ chuyện này có gì kỳ lạ cả, với thân phận và địa vị của hắn, một võ giả trong giới thế tục như Trần Bát Hoang, xin lỗi hắn là chuyện rất bình thường. Chương 904. Chỉ có lão hồ ly Trương Thiên Dương và năm cô gái Tiêu Mạn Y, Lâm Giao, Tống Ngư Yên, Miêu Hiểu Thanh, Hạ Thiên Tuyết là có chút sửng sốt, choáng váng, ngây người. Ít nhiều gì bọn họ cũng đã trải qua một số chuyện với Trần Bát Hoang. Càng hiểu người đàn ông này hơn. Cứ như vậy mà xin lỗi sao? Không hợp lý chút nào. Chắc chắn là không phù hợp với tính cách của Trần Bát Hoang. Quả nhiên, giây tiếp theo, Trần Đức lại lên tiếng, không phải tôi nói với anh, mà còn có tên thuộc hạ này của anh, Cổ Tinh Hoa, và toàn bộ nhà họ Cổ. Nghe kỹ đây, tôi nói lại một lần nữa. Các người đều là rác rưởi. Thứ ngu xuẩn, chạy đến địa bàn của tôi ra oai tác quái trước mặt Trần Bát Hoang này, có phải các người ăn phải phân rồi không? Não bị úng nước rồi à? Muốn ông đây quỳ xuống, muốn cướp phụ nữ của ông đây? Các người là cái thá gì? Ông đây cướp phụ nữ của các người thì nghe còn được. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Trần Đức, một nụ cười vui vẻ, tươi rói, thậm chí còn kiêu ngạo hơn Cổ Thông Thiên. Cổ Thông Thiên, lời ông đây nói đã nghe rõ chưa? Nếu như không phục thì có thể xông lên đánh tôi, cắn tôi đi. Trần Đức tự nhận mình là một người rất có giáo dục, rất ít khi mắng chửi người khác, thậm chí ngay cả việc chửi thề cũng rất hiếm khi xảy ra. Trừ khi không nhịn được, hai người Cổ Thông Thiên và Cổ Lâm thực sự quá ngu ngốc. Cổ Thông Thiên mạnh nhất nhưng ngay cả linh căn kỳ còn chưa đạt được, vậy mà lại dám chạy đến trước mặt anh huênh hoang ra vẻ, còn muốn cướp phụ nữ của anh. Cái quái gì chứ? Sau hàng loạt câu mắng chửi, Trần Đức không nói thêm nửa lời mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cổ Thông Thiên, thấy sắc mặt của hắn chuyển từ bình tĩnh đến ngạc nhiên sang sửng sốt rồi xấu hổ sau đó là tức giận, anh cảm thấy rất buồn cười. Xung quanh, bên trong và bên ngoài trung tâm thế kỷ, bất luận là ông trùm kinh doanh, nhân sĩ thuộc giới thượng lưu hay những người bình thường đứng bên ngoài quan sát cũng đều sững sờ. Bọn họ nghĩ nát óc cũng không dám nghĩ đến chuyện Trần Bát Hoang sẽ mắng người như thế này. Cả người Đường Hiển Sinh như bị đổ xi măng đông cứng lại tại chỗ, trái tim giống như bị người ta đạp mạnh một phát, run rẩy kịch liệt, một ngụm máu đỏ tươi lập tức phun ra. Cậu Trần, cậu đây là đang tự tìm đường chết, Đường Hiển Sinh kinh hãi, run rẩy, liên tục than thở. Cũng chính khoảnh khắc đó, sắc mặt của Cổ Thông Thiên trở nên cực kỳ khó coi, u ám đến mức không thể u ám hơn. Từ khi sinh ra cho đến giờ. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám mắng hắn như vậy, mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu, trong mắt lóe lên tia sáng. Hắn nhìn chòng chọc về phía Trần Đức, sau ba hơi thở im lặng, lạnh lùng nói, Cổ Lâm, khiến hắn quỳ xuống cho tôi. Vừa dứt lời, Cổ Lâm liền ra tay, thân hình ma mị giống như âm hồn, năm ngón tay uốn thành nắm, không gian bị năm ngón tay đó quét qua dường như bị biến dạng, cực kỳ khủng khiếp. Chương 905. Vù vù. Một trận gió mạnh mẽ thổi qua, tốc độ của Cổ Lâm quá nhanh, sức mạnh gần như trên ngàn cân tập hợp lại trong lòng bàn tay hắn. Luồng sức mạnh này lan ra rất xa, những ông trùm đứng sau lưng Trần Đức cũng cảm thấy nguy hiểm và áp bức. Đường Hiển Sinh gần như tuyệt vọng.
Cổ Lâm khinh thường nhìn Trần Đức, hắn chỉ dùng một tay, nhưng chỉ với một bàn tay đã khiến Đường Hiển Sinh cảm thấy bản thân như đang đối mặt với một ngọn núi lớn, không thể chống cự, không thể phản kháng. Đừng nói người trong nghề như anh, dù là người thường cũng cảm nhận được sự đáng sợ và khủng bố của nó. Nhóc con, quỳ xuống cho tao. Bàn tay của hắn chụp thẳng xuống đầu Trần Đức như Thái Sơn giáng xuống hay một bàn tay bằng sắt nện thẳng xuống từ trên trời. Ầm. Giây tiếp theo, bàn tay của Cổ Lâm đã đập xuống đỉnh đầu Trần Đức. Mọi người đều có thể cảm giác được không gian cũng phải run rẩy vào thời khắc đó. Thế nhưng, cảnh Trần Đức sẽ quỳ xuống trong tưởng tượng của mọi người cũng không xuất hiện. Anh vẫn đứng sừng sững như núi, vững chắc như bàn thạch. Rắc. Cùng lúc đó, một tiếng gãy xương vang lên. Mọi người hoảng sợ phát hiện năm ngón tay đang đập xuống của Cổ Lâm đã biến hình, vặn thành một góc độ khó tin, rồi gãy. Giống như năm ngón tay của hắn không phải đập lên đầu, mà là đập vào một tấm sắt vô cùng cứng rắn. Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Xảy ra chuyện gì thế? Rốt cuộc là sao lại vậy? Bản thân Cổ Lâm cũng hết sức hoảng sợ, không ngờ. Mình lại chẳng thể đáng tan lớp phòng ngự của Trần Bát Hoang. Cũng vì vậy nên hắn mới bị sức mạnh của mình dội ngược lại, đập nát năm ngón tay. Quỳ, mày thích quỳ thế thì quỳ đi. 0,5 giây sau, Trần Đức chợt hành động. Anh nắm lấy cánh tay của Cổ Lâm, dùng sức vặn một cái. Rắc, cánh tay kia lập tức vặn vẹo. À, Cổ Lâm hét lên, đau đến nỗi da đầu tê dại, khóe mắt muốn nứt ra. Bịch, Cổ Lâm vô thức quỳ thật mạnh xuống đất. Âm thanh ấy vừa vang dội lại châm chọc. Đồ vô tích sự, ngay cả một thằng ôn con nho nhỏ cũng không bắt được, mặt mày Cổ Thông Thiên lạnh tanh, khinh bỉ hai câu. Cùng lúc đó, hắn cũng ra tay. Chương 906. Hắn không biết rút đâu ra một thanh kiếm màu tím đen vừa dài vừa mỏng, thân kiếm kêu ong ong điếc cả tai. Một luồng linh khí dập dờn quay quanh thân kiếm tạo ra từng đợt sóng gợn. Thanh kiếm này giống như có linh hồn, reo lên réo rắt, tràn ngập sát khí và ma lực, bóng trắng trùng điệp, biến hóa kỳ lạ lượn lờ, không ngừng xúc thế và xúc lực. Nói ra sợ mọi người không tin, tôi nhìn thấy tia chớp màu đen, trong đám người vây xem, có người như là thấy quỷ hoảng sợ lẩm bẩm. Tôi cũng nhìn thấy. Không phải một mình anh ta, mà mọi người trong sân đều thấy được, trên thanh kiếm màu tím đen kia quả thật lóe lên tia chớp màu đen. Đó là sự kết hợp giữa tia lửa và sát khí. Điều này cần phải có bao nhiêu sức mạnh và linh khí mới làm được vậy. Võ giả cấp bậc như Đường Hiển Sinh cũng chẳng thể tưởng tượng nổi có ai lại vung lên được một thanh kiếm như thế. Tiêu Mạn Y, Lâm Giao, Miêu Tiểu Thanh cũng sợ ngây người, hoàn toàn không kịp tỏ vẻ gì thì một kiếm của Cổ Thông Thiên đã chém thẳng vào hai chân của Trần Dực. Khi thanh trường kiếm màu tím đen ấy đến gần, tốc độ và sức mạnh cũng tăng lên thêm một cấp độ, vô số tia lửa chói mắt khiến người ta không mở mắt ra nổi. Trần Bát Hoang, mau tránh ra, khuôn mặt Đường Hiển Sinh trở nên hết sức trắng bệch, kích động đến nỗi hô đầy đủ tên họ Trần Đức, nhắc nhở anh mau né đi. Mức độ đáng sợ của Cổ Thông Thiên ít nhất cũng phải mạnh hơn Cổ Lâm gấp 10 lần. Nhưng, Trần Đức lại như là sợ ngây người, ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không có ý định né tránh. Cổ Thông Thiên và kiếm của hắn ngày càng áp sát. 0,5 mét, 10 cm, 5 cm. Mắt thấy nó sắp chém tới, Lâm Giao, Tống Ngữ Yên, Hạ Thiên Tuyết đều không kiềm được nhắm chặt mắt lại. Các cô không muốn nhìn thấy cảnh Trần Đức phải quỳ xuống. Hoa hòe hoa sói. Đúng lúc này, giọng nói lạnh nhạt, hờ hững của Trần Đức chợt vang lên. Bốn chữ bâng quơ ấy bất ngờ như một cục đá rớt vào hồ nước lặng, bắn lên từng gợn sóng, tản ra xung quanh. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng giơ một ngón tay lên. Đó là một ngón trỏ thon dài, không tì vết, giống như một tia chớp, nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được. Khi thanh trường kiếm ấy như kéo theo sức mạnh ngàn quân chém xuống. Đầu ngón tay anh và mũi kiếm của nó bỗng đụng vào nhau. Keng! Ngay lúc đó, một tiếng va chạm cực kỳ chói tai giữa kim loại với nhau như tiếng sấm nổ vang ngay trời mùa hè khiến người ta vô cùng khó chịu bỗng dưng vang lên. Trước mắt bao người, ngón trỏ của Trần Đức và mũi kiếm hoàn toàn va chạm, cọ sát với nhau. Rõ ràng có thể thấy được, thanh trường kiếm màu tím đen ấy giống như gặp phải một lực cản rất lớn, thân kiếm chợt cong, hình thành một đường vòng cung. Ngay sau đó, nó bỗng gãy thành từng đoạn. Chương 907.
Một chỉ, kiếm gãy. Sau khi thanh trường kiếm màu tím đen ấy gãy, một chỉ kia cũng không dừng lại, mà là kéo theo tiếng xé gió và vô số linh khí cùng sức mạnh vẫn đâm về phía trước. Khoảng khắc ấy, đầu óc Cổ Thông Thiên như trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, một luồng hơi thở chết chóc, hủy diệt, u ám không thể chống lại chợt bao phủ trên đỉnh đầu. Sắc mặt của hắn trở nên xám trắng, cực kỳ khó coi. Có điều, ngay khi ngón tay kia chỉ còn cách trán của Cổ Thông Thiên chưa đến 0,0001mm thì mọi sức mạnh chợt biến mất, không còn sót lại chút gì. Khi ngón tay kia đụng vào trán Cổ Thông Thiên thì bỗng trở nên mềm mại, không chút sức lực. Dù là thế, cả người Cổ Thông Thiên cũng lạnh run như rơi vào hầm băng. Hắn cảm thấy làn da trên trán mình đau lên từng cơn, ngón tay kia như một cây đinh đóng thẳng vào giữa trán. Giữa trán hắn đỏ bừng như dùng son môi bôi lên thành một nốt ruồi son, trông vừa kỳ lạ vừa buồn cười. Cổ Thông Thiên biết, nếu không phải vào lúc quan trọng ấy, Trần Đức tan đi kha khá sức mạnh thì một ngón tay đó đã đủ để giết mình cả trăm, ngàn, chục ngàn lần. Hắn hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ lại không địch lại một chỉ của Trần Bát Hoang. Giờ phút này, Đường Hiển Sinh và mấy người khác trong Hiệp hội Võ thuật tỉnh Hoa Bắc đều như sắp không thở nổi. Hai chữ kinh ngạc đã không đủ để diễn tả tâm trạng của ông ta. Ông ta thở hổn hển, sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Sao lại mạnh như thế được? Khoảng cách Trần Đức đánh chết Hàn Huyền Tông và tiêu diệt nhà họ Hàn mới qua bao lâu? Lúc ấy, tuy Trần Đức khá mạnh, nhưng cũng chưa đạt tới trình độ như này. Bây giờ, ngay cả Cổ Thông Thiên hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ cũng không phải đối thủ của anh. Đường Hiển Sinh mồm miệng đắng chát. Ông ta thích chứng kiến thiên tài trưởng thành và vui khi thấy thế tục có thêm vài thiên tài. Nhưng, như Trần Bát Hoang thì đã hoàn toàn không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung được vì anh quả thật không phải là người mà. Lâm Giao, Tống Ngữ Yên, Hạ Thiên Tuyết, Miêu Tiểu Thanh, Tiêu Mạn Y đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn căng thẳng lo lắng nữa. Mà những ông lớn và kẻ nắm quyền trong giới kinh doanh cũng im lặng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Tên Trần Bát Hoang này, đúng là sát tinh mà. Biết tại sao tao bỗng ngừng tay, không giết mày không, trong sự yên tĩnh như chết ấy, Trần Đức bỗng mở miệng, chậm gì gì hỏi. Cổ Thông Thiên đã sớm dại ra như một bức tượng ngây ra như phỗng đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng tự hỏi, nên nào biết sao Trần Đức lại không giết mình. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn ba chữ, tại sao chứ? Tại sao Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy? Chẳng phải anh chỉ là một võ giả trong thế tục thôi sao? Hắn chưa từng coi võ giả trong thế tục ra gì. Bởi vì ở trong mắt các gia tộc lánh đời, ba chữ giới thế tục đại biểu cho chữ yếu. Giờ đây, hắn lại bị Trần Bát Hoang đánh bại chỉ bằng một ngón tay. Chương 908. Một ngón tay đó. Đây phải mạnh cỡ nào chứ? Cổ Thông Thiên biết rõ, lần này mình đã đá phải ván sắt rồi. Hơn 10 giây sau. Cổ Thông Thiên mới dần bình tĩnh lại, đáp, mày. Không giết tao là vì kiêng kỵ anh trai và gia tộc tao đúng không? Mày cũng coi trọng nhà mình quá đó, Trần Đức vẫn cười, nhếch mép nói, có hai lý do để tao không giết mày. Đầu tiên, mày về báo cho Cổ Tinh Hoa, Âu Dã Tư Linh chính là vợ chưa cưới của tao, sao? Không phục hả, không phục thì đến cắn tao nè. Thứ hai, hôm nay là ngày quan trọng của thành phố Tần và tập đoàn Dược Thiên Vũ. Thế nên, tao không muốn mày chết, có điều. Trần Đức chợt đổi giọng nói, tao hỏi mày, có phải ban nãy mày nói rằng nếu mình là Cổ Tinh Hoa thì sẽ chặt đứt của quý của tao đúng không? Anh vừa nói ra câu đó, Cổ Thông Thiên bỗng giật bắn mình, dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, vô thức quát lên, Trần Bát Hoang, mày. Mày dám? Bốp! Trần Đức không đáp, mà dùng hành động để trả lời hắn mình có dám hay không. Anh giơ chân đá thẳng vào dưới háng Cổ Thông Thiên. Thoáng chốc, cơ thể Cổ Thông Thiên giống như một viên đạn bay ngược ra ngoài hơn 10 mét. Khi rớt xuống đất thì hết sức chật vật, gần như không đứng dậy nổi. Dưới háng xuất hiện vết máu. Á! Cổ Thông Thiên hét thảm, hắn cuộn tròn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dù hắn là một gã võ giả cũng không chịu nổi cơn đau thấu tim như vậy. Cánh đàn ông có mặt ở đây thấy cảnh đó thì không khỏi hít ngược một hơi. Rồi vô thức kẹp chặt hai chân. Cổ Lâm quỳ rạp bên cạnh hoảng sợ, trong đôi con ngươi tràn ngập vẻ khó tin. Hắn không thể tưởng tượng nổi trong giới thế tục lại có người dám ra tay với nhà họ Cổ.
Đây, quả thật là một chuyện hết sức vớ vẩn. Trần Bát Hoang điên rồi hả? Đúng lúc này, ánh mắt Trần Đức bỗng chuyển lên người hắn. Cùng lúc đó, Cổ Lâm cũng không dám nhúc nhích mảy may dù là cơ thể hay suy nghĩ, đầu óc chợt trống giống như một bức tượng, cứng ngắc quỳ ở nơi đó. Chẳng phải mày thích nói bằng micro để mọi người cùng nghe được sao? Trần Đức nhặt micro đã sớm rớt trên mặt đất lên đưa cho hắn. Nào, phát biểu cảm tưởng lúc này của mày đi. Cổ Lâm muốn khóc. Khi đối mặt với Trần Bát Hoang, hắn cảm thấy hết sức bất lực. Rõ ràng muốn cãi lại, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt như điêu khắc và hai tròng mắt thâm thúy của anh bèn nghĩ đến kết quả của Cổ Thông Thiên, nên cũng chẳng dám có ý kiến gì. Tôi sai rồi, cậu Trần, xin lỗi cậu rất nhiều, Cổ Lâm cắn răng lớn tiếng nói vào micro. Chương 909. Xin lỗi nhiều, Trần Đức có hơi khó hiểu, ý anh là sao? Giải thích cái gọi là xin lỗi nhiều coi. Xin lỗi nhiều chính là, Cổ Lâm nghiến răng, mặc kệ tất cả, ầng ầng nước mắt nói, chính là tôi sẽ bỏ ra 1 tỷ để bồi thường mọi tổn thất của tập đoàn Dược Thiên Vũ. Một tỷ. Đám đông vây xem nghe thấy con số khổng lồ ấy lập tức trợn tròn mắt. Một tên người hầu thôi cũng có thể lấy ra 1 tỷ. Rốt cuộc thì nhà họ Cổ giàu tới mức nào vậy? Đám ông lớn trong giới kinh doanh đều ngây ra như phỗng, Trần Bát Hoang. Cũng tàn nhẫn ghê. 1 tỷ đó. Người ở tầng lớp cao trong xã hội như họ cũng không thể lấy ra được 1 tỷ một cách dễ dàng nữa là. Thế mà Cổ Lâm lại không chút do dự lấy ra để bồi thường. Trần Bát Hoang, đáng sợ như vậy ư? Suy cho cùng, đám người ở tầng lớp cao trong xã hội kia cũng chỉ là người thường. Không hiểu rõ về thế giới võ giả, thế nên mới chẳng thể hiểu nổi cách làm của Cổ Lâm. Thậm chí, đến bây giờ, đa số vẫn còn kiêng kỵ, sợ hãi nhà họ Cổ. Động tác của Cổ Lâm rất nhanh nhẹn, vừa gọi một cú điện thoại thì chưa đến 1 phút sau đã có 1 tỷ chuyển vào kho tài chính của tập đoàn Dược Thiên Vũ. Đây là sức mạnh của nhà họ Cổ, chẳng cần phải hỏi thăm tin tức gì từ Thiên Vũ, chỉ cần một cú điện thoại là có thể chuyển tiền qua một cách nhanh chóng, dễ dàng. Trần Đức cũng không cảm thấy có gì lạ, một quái vật lớn như nhà họ Cổ thì dù ở ngoài đời hay trong bộ máy chính quyền cũng đều có mánh khóe thông thiên. Đối với họ, muốn điều tra một tập đoàn hay một người thì quả thật đơn giản giống như ăn cơm, uống nước vậy. Cho mày 10 giây, dẫn theo Cổ Thông Thiên cút đi, Trần Đức lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Cổ Lâm như chút được gánh nặng, bổ nhào đến bên cạnh Cổ Thông Thiên, cũng không để ý đến tình trạng của hắn. Trực tiếp cõng lên một chiếc xe rồi bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh khiến người xem chật lưỡi. Một khúc nhạc đệm tưởng chừng chí mạng lại bị một ngón tay của Trần Đức giải quyết một cách dễ dàng. Đến tận giờ, đầu óc Đường Hiển Sinh vẫn quay cuồng, trống rỗng. Đó là nhà họ Cổ đấy. Hơn nữa, Cổ Thông Thiên còn là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ. Nhưng sao lại bỏ chạy như một con chó thế? Đường Hiển Sinh cảm thấy như đang nằm mơ. Cực kỳ không chân thật. Trái ngược với ông ta, những người không biết đến võ giả thì tỉnh táo lại nhanh hơn nhiều, cả đám đều cảm thấy kỳ lạ thật sự. Cổ Thông Thiên và Cổ Lâm là đến đưa tiền sao? Lão Trương, chuyện tiếp theo giao cho ông, Trần Đức vỗ vai Trương Thiên Dương, xoay người trở về hội trường. Nơi anh đi qua, dù là ông lớn hay trùm kinh tế đều nhường ra một lối đi cho anh. Chương 910. Tiêu Mạn Y, Lâm Giao, Miêu Tiểu Thanh. Hạ Thiên Tuyết cũng đi theo, riêng Tống Ngữ Yên là ở lại giải quyết hậu quả với Trương Thiên Dương. Chẳng mấy chốc, hệ thống phát sóng trực tiếp đã được sửa xong và phát lên cả nước. Tống Ngữ Yên lại về vị trí cũ, bắt đầu tuyên bố loại thuốc thứ 3 sắp được công khai. Đương nhiên, tên của loại thuốc ấy cũng không có bị gọi là Ngữ Yên. Mà là hy vọng. Là tia hy vọng mang đến cho những người mắc bệnh bạch cầu. Sau khi 3 loại thuốc ấy được công bố, cả nước đều kinh ngạc. Chưa đến một ngày đã truyền khắp thế giới, cả thế giới phấn khích, sôi trào. 3 loại thuốc đó, dù là mặt nạ Khánh Ngôn, Thiên Vũ, hay hy vọng thì loại nào cũng có thể nói là thần dược, cứu vớt được vô số người bệnh và tính mạng của họ. Chúng mang đến hy vọng cho hàng triệu gia đình trên thế giới. Ngày thứ 3 sau khi công bố thuốc, cổ phiếu của tập đoàn Dược Thiên Vũ lập tức tăng mạnh, ca khúc khải hoàn. Những người vì lời đồn đãi trên mạng mà bán đi cổ phiếu đều hối hận muốn chết. Bên ngoài, bất kể là trên truyền hình hay mạng Internet đều đưa tin mới nhất về tập đoàn Dược Thiên Vũ và 3 loại thuốc kia. Còn Trần Đức, anh lại bắt đầu chìm trong tu luyện.
Ba ngày liên tục, đám Tống Ngữ Yên đều bận đến bù đầu, nhưng anh lại không có bước ra biệt thự một bước. Mãi đến ngày thứ tư, anh mới đi ra ngoài bảo Tống Ngữ Yên xin nghỉ một ngày, hai người dẫn theo Tử Hàm đi dạo trong thành phố Tần. Trần Bát Hoang, tôi cảm thấy hôm nay anh là lạ, thừa dịp Tử Hàm lựa đồ chơi, Tống Ngữ Yên nhìn chằm chằm Trần Đức nói. Thế hả? Trần Đức cười, cẩn thận nhìn Tống Ngữ Yên một lúc rồi nói, thực ra cũng không có gì, chỉ vì có lẽ phải rời khỏi một thời gian rất dài nên có chút không nỡ thôi. Ngày mai, chính là ngày học viện vô song ở thành phố Vân Bắc bắt đầu tuyển sinh. Đám Giang Hồ Hải, Đàm Thu, Kỳ Hàn, Trương Tử Đằng, Hà Đồn đã đi đến Đại học Thương mại Vân Bắc. Chỉ còn anh là chưa đi. Chỉ vì muốn làm bạn với Tử Hàm và Tống Ngữ Yên ngày cuối cùng. Là không nỡ rời bỏ tôi hay Tử Hàm, Tống Ngữ Yên hỏi. Chắc là cả hai, Trần Đức cười nói, dù sao em cũng là vợ anh mà, không phải sao. Ai là vợ anh, dù tôi có muốn thì anh cũng có muốn đâu, không phải sao, mặt Tống Ngữ Yên đỏ ửng như bông hoa sen chớm nở, mang một vẻ đẹp khác. Khi cô ấy nói câu ấy thì trong lòng có hơi mất mát. Lúc trước, cô ấy vẫn luôn chướng mắt Trần Bát Hoang, cho rằng anh không xứng với mình. Người đàn ông của mình không những phải đẹp trai, mà còn phải là một người có tài. Không phải bố ép thì cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn với Trần Bát Hoang. Nhưng mà, theo thời gian dần trôi, cô ấy dần dần phát hiện mình không hiểu Trần Bát Hoang, anh cứ như một cái mê cung, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của mình. Chương 911. Nhìn như lười nhác, khiêm tốn, nhưng trong lòng lại cực kỳ kiêu ngạo, cố chấp, có giới hạn không ai có thể đụng vào. Đến hôm nay, không phải Trần Bát Hoang không xứng với mình, mà là mình có chút không xứng với anh. Ngay khi Tống Ngữ Yên miên man suy nghĩ thì Trần Đức bỗng nói, ai nói với em là anh không muốn. Ai mà không muốn có một người vợ xinh đẹp, anh đi rồi, em chính là chị ruột của Tử Hàm. Sau này, em hãy thay anh chăm sóc cho con bé nhé. Trái tim Tống Ngữ Yên run lên hỏi, anh, muốn thật ư? Đương nhiên. Trần Đức thoải mái gật đầu một cách đương nhiên. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Sập tối, Tử Hàm chơi mệt, buồn ngủ, cả ba mới trở về biệt thự. Trước khi ngủ, Tử Hàm mơ màng hỏi, anh Bát Hoang ơi, anh sắp có nhiệm vụ mới ạ. Có gặp anh Trương Phàm không anh? Nếu có thì nhớ bảo anh ấy, em rất nhớ anh ấy nhé. Còn anh nữa, anh Bát Hoang ơi, anh nhất định phải trở về sớm nhé, được không anh? Tử Hàm chớp đôi mắt to tròn ngập nước, má lúm đồng tiền thoát hiện. Sau khi nói xong thì ngủ thiếp đi trong lòng Trần Đức. Ban đêm, Trần Đức đang tu luyện trong phòng thì cửa phòng bỗng dưng bị đẩy ra, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Người đó là Tống Ngữ Yên. Cô ấy vừa tắm xong, mái tóc suôn mượt rối tung trên vai, dáng người yểu điệu chỉ khoác một cái khăn tắm trắng tinh. Trên cái cổ ngọc ngà lộ ra một viên kim cương sáng lấp lánh lóa mắt như vẽ rồng điểm mắt làm nổi bật lên vẻ đẹp của Tống Ngữ Yên. Đập vào mắt là một cặp đùi thon thả ngọc ngà hoàn mỹ trời cho, đi đôi dép lê, 10 ngón chân sơn màu hồng khiến người xem lóa mắt. Trần Đức nhìn thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc hỏi, Ngữ Yên, em. Tới đây, làm gì thế? Ngủ chứ gì? Tống Ngữ Yên cố gắng ra vẻ tự nhiên, ngồi xuống bên mép giường Trần Đức, nở nụ cười quyến rũ động lòng người, chẳng phải vợ chồng thì nên ngủ cùng nhau sao? Ặc, Trần Đức nghẹn lời, nói cũng có lý. Nhưng mà. Là vợ chồng lâu vậy rồi, có bao giờ Tống Ngữ Yên ngủ với anh đâu. Đừng nói ngủ một giường, ngay cả cùng phòng cũng chưa từng nữa là. Em sốt hả, Trần Đức kinh ngạc hỏi. Ừ, đúng vậy, hơi hơi. Chẳng phải anh là thần y sao, giúp tôi xem thử đi. Gương mặt Tống Ngữ Yên ửng đỏ, mùi thơm cơ thể thoang thoảng, tràn ngập cả căn phòng. Trần Đức vẫn ngồi im. Anh chưa từng thấy Tống Ngữ Yên như vậy, trong lòng đã bị nỗi kinh ngạc đánh sâu vào. Đến giờ, sao anh có thể không hiểu ý cô ấy chứ? Nếu để người ngoài nhìn thấy cái dáng vẻ yêu kiều như giờ của bá đạo tổng tài, nữ thần băng sơn Tống Ngữ Yên thì e rằng sẽ bị dọa nhảy dựng, ngày mai là lên trang đầu liền. Sao, không dám hả, Tống Ngữ Yên chớp chớp mắt, cười nói, không ngờ còn có chuyện mà Trần Bát Hoang anh không dám làm đó. Có gì không dám? Trần Đức phì cười, số phụ nữ anh từng chạm qua không tới 1000 cũng có 800. Còn có chuyện gì mà anh không dám làm đây? Chương 912. Cùng với câu nói của Trần Đức, nhiệt độ bầu không khí cũng tăng lên rất nhiều. Tại khoảnh khắc bàn tay Trần Đức chạm tới Tống Ngữ Yên bất giác con người thụt về phía sau,
dù sao đây cũng là lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện này, cô đã chuẩn bị 1-2 giờ để thu hết can đảm đến đây và nói những điều này, nhưng khi thực sự đối mặt với Trần Đức cô vẫn không thể xua tan được sự căng thẳng và ngại ngùng trong lòng. Xem ra người không dám ở đây không phải là anh, khóe miệng Trần Đức khẽ nhếch, cũng không tiến tiếp một bước mà mang theo vẻ bỡn cợt nói, muộn quá rồi, nhanh trở về ngủ đi. Hừ, chẳng ngờ giây tiếp theo Tống Ngữ Yên bỗng nhiên nắm lấy tay anh, hành động táo bạo đến mức ngay cả Trần Đức cũng bị dọa cho nhảy dựng. Hừ, tới thì tới, ai sợ ai. Tống Ngữ Yên không phục bổ nhào cả người lên, hai người ôm lấy nhau, trong phòng tràn ngập hơi thở hân hoan, chỉ là... Khi tới một bước cuối cùng, Trần Đức liền dừng lại không tiếp tục làm nữa. Bởi anh sớm đã quan sát qua Tống Ngữ Yên. Người phụ nữ này có chút đặc biệt. Trong di sản anh giành được có rất nhiều công pháp tu luyện, nhưng trong số những môn công pháp đó chỉ có một loại phù hợp cho Tống Ngữ Yên tu hành. Băng tâm quyết. Loại công pháp này trước khi tu luyện tới một trình độ nhất định tuyệt đối không được đụng tới loại chuyện quan hệ nam nữ thân mật kia, một khi vượt rào, liền không thể tiếp tục luyện võ nữa. Hoặc là nói, nó sẽ làm tiến độ trên con đường võ đạo chậm đi rất nhiều. Do đó, vì tương lai của Tống Ngữ Yên, anh nhất định phải kìm lại. Tống Ngữ Yên vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị nhưng sự dừng lại đột ngột của Trần Đức khiến lòng cô dâng lên hoang mang rối loạn. Sau khi biết được nguyên do, mặc dù thất vọng nhưng cô cũng hiểu, chỉ khi bản thân trở thành tu võ giả mới có thể theo kịp bước chân của Trần Đức. Nếu không khoảng cách với anh trong tương lai sẽ chỉ ngày càng xa hơn mà thôi. Được rồi, sau khi anh rời đi tôi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, Tống Ngữ Yên nói, tôi nhất định sẽ đuổi kịp anh. Hy vọng đi. Trần Đức bóp bóp ấn đường ép bản thân phải bình tĩnh lại, Châu Ngọc ở ngay trước mặt, muốn không đụng tới còn phải hạ quyết tâm rất lớn mà. Sau này lại hung ác hành hạ em một trận. Trần Đức lẩm bẩm trong lòng, tiếp đó anh bắt đầu đọc từng chữ trong bộ công pháp cho Tống Ngữ Yên nghe, hai người dây dưa một buổi tối, Tống Ngữ Yên cũng nghiêm túc ghi nhớ băng tâm quyết vào trong lòng. Tống Ngữ Yên không uổng với hai chữ tài năng, cô rất nhanh đã nhẹ nhàng thuộc lòng băng tâm quyết. Cô dựa vào vai Trần Đức, cảm nhận cơ thể nóng bỏng của người đàn ông bên cạnh, Tống Ngữ Yên tưởng rằng Trần Đức rất khó chịu, trong lòng cô cũng sinh ra áy náy, mang theo khuôn mặt xinh đẹp đỏ lựng trò chuyện, nghiên cứu một vài vấn đề võ đạo, ý đồ muốn chuyển hướng sự chú ý của anh. Mặt trời ló dạng, Trần Đức được Tống Ngữ Yên, Trương Thiên Dương và những người khác tiến tới sân bay bay thẳng đến Vân Bắc. Chương 913. Hôm nay chính là ngày tuyển chọn trọng đại của Đại học Thương mại Vân Bắc và Học viện Vô Song, Trần Đức đương nhiên không thể bỏ lỡ. Anh vẫn luôn mong chờ ngày này. Một trong những thủ phạm của vụ giết người 3 năm trước cuối cùng đã lộ diện, anh nhất định phải chém rơi đầu hắn để tế bái vong linh của các anh em trên trời. Phương Tâm Ngọc không chết, anh sẽ không gạt bỏ ý niệm này. Luyện võ cho đến ngày nay anh hiểu sâu sắc một chân lý. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn suy nghĩ nhất định phải thông suốt, không thể để lại tiếc nuối, đánh đâu thắng đó nếu không sẽ không tiến được xa. Những người khác có thể nhẫn nhịn nhưng anh thì không, anh chính là cố chấp như vậy, có thù tất báo. Đại học Thương mại Vân Bắc là ngôi trường có chất lượng và hoa lệ bậc nhất tại Vân Bắc, tọa lạc tại núi Tề Vân non xanh nước biếc với phong cảnh tuyệt đẹp, bốn mùa như xuân. Tổng thể kiến trúc mang đậm phong vị cổ xưa. Đặt chân tới đây giống như đến một thị trấn nhỏ thời cổ đại vậy. Học sinh bình thường hai ngày qua đã được nghỉ phép, toàn bộ những người lưu lại đều đã đăng ký tuyển chọn, có người đến từ thế tục, cũng có tu võ giả của 36 gia tộc địa sát. Tại trung tâm của bãi tập rộng lớn trong trường học đã dựng lên một đài thi đấu, đài này cao tới 5 mét, không có cầu thang, cao chót vót như vậy người bình thường muốn leo lên đã là một chuyện gian nan chứ đừng nói tới việc đấu võ. Toàn bộ đài thi đấu này được quây thành vòng tròn, bốn phương tám hướng lúc này đã tập trung rất nhiều người, không ít khán giả cùng người tham gia tuyển chọn đến từ ba thành phố của Vân Bắc và thế tục tranh đoạt 10 vị trí tu võ giả. Rất nhiều người đến khiến không khí vô cùng náo nhiệt, gần như ngay cả một chỗ để ngồi cũng không còn, hầu hết mọi người đều đứng xem. Trần Đức đứng trong đám đông, anh không lập tức xuất hiện, phần lớn những người ở đây đều là tu võ giả của các gia tộc lánh đời tại ba thành phố Vân Bắc. Ngược lại không có ai nhận ra anh. Ngước mắt nhìn lên anh thấy được mấy người Kỳ Hàn, bọn họ đang đứng ở góc bên phải của đài đấu võ. Phía sau anh ta là Trương Tử Đằng, Đàm Thu, Hà Đồn, Giang Hồ Hải, chỉ là Giang Hồ Hải xem ra có chút mất hứng bởi tuyển chọn của Học viện Vô Song chỉ giới hạn ở độ tuổi dưới 30,
ông ta đã quá tuổi nên không còn tư cách tham gia nữa. Trần Đức cũng chỉ mới biết việc này vào chiều hôm qua, Giang Hồ Hải tuy rằng thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười cổ vũ cho mấy người Đàm Thu và Hà Đồn. Điều bất ngờ là ngoài họ ra, còn có vài người cũng đang đứng cùng Kỳ Hàn, Nguyệt Lạc Thị, Lữ Đông Dã, người được gọi là kẻ điên khùng cùng Âu Dã Thanh Vũ. Mà ở một bên khác cũng đang đứng một nhóm người, hẳn là người ngoài, không phải là ba thành phố Vân Bắc, nhưng lại lấy thân phận này tới tham gia buổi tuyển chọn. Theo đuôi sau họ là những người mà Trần Đức đều quen biết, Cao Viễn, kẻ đã từng quỳ gối trước mặt anh, còn có Vân Trung Quân của nhà họ Vân. Bọn họ cam chịu đứng sau 5 người. Trong số 5 người này có 2 người Trần Đức mới gặp cách đây vài ngày. Cổ Lâm, Cổ Thông Thiên. Sự suy tàn trên người bọn họ ngày đó đã được thay thế bằng vẻ mặt kiêu ngạo, họ khoanh tay trước ngực đứng trước mấy người Cao Viễn, Vân Trung Quân, trong lòng tràn đầy xem thường mấy người họ. Nhóm người này do Cổ Thông Thiên cầm đầu. Rõ ràng thân phận của nhà họ Cổ vô cùng cao quý, không ai dám tùy tiện ngỗ ngược, càng không nói đến việc Cổ Thông Thiên có thực lực kinh người. Chương 914. Ha ha, vậy mà thực sự tới rồi, không biết Cổ Tinh Hoa có đến hay không đây, Trần Đức lẩm bẩm đánh giá mấy người kia một phen nhưng không phát hiện ra Cổ Tinh Hoa. Ngoài những người tham gia, cuộc tuyển chọn còn có sự hiện diện của La Nhất Công hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Vân Bắc cùng 3 vị phó hiệu trưởng, Quan Chính Dương, Đài Tài Tuấn, Giả Trí Nghĩa và thành viên hội đồng danh dự của các gia tộc lớn đã tài trợ xây dựng cho trường. Ngồi ở vị trí phía trên cùng là Lục Phong. Ông ta là người trực tiếp phụ trách cho cuộc tuyển chọn của Học viện Vô Song, cộng thêm việc đến từ Côn Luân Hư, thân phận cao quý, địa vị kính trọng. Tuy nhiên ông ta không ngồi ở vị trí tốt nhất mà là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi để râu ria mép khác, hai bên trái phải của ông ta còn có một nam một nữ. Cô gái mặc một thân váy kiểu xưa màu lục lam, trang điểm đơn giản không cài quá nhiều đồ trang sức nhưng dù vậy vẫn rất xinh đẹp, gương mặt trái xoan trắng nõn không tì vết, dáng người cao ráo, thanh tú tuyệt trần, yên lặng ngồi ở một bên giống như một đóa hoa bách hợp lặng lẽ nở rộ, vô cùng bắt mắt. Cô gái này họ ước tên gọi Thư Huyên. Nhưng kỳ lạ thay một cô gái xinh đẹp như vậy lại không có nhiều người chú ý tới, ngược lại, Âu Dã Thanh Vũ lại được không ít ánh mắt âm thầm dõi theo. Trần Đức quan sát một hồi lâu, cô gái đó dường như phát giác ra được điều gì liền quay đầu lại, đôi mày duyên dáng khẽ nhíu, đưa mắt nhìn về phía Trần Đức. Nhìn thấy Trần Đức, mày đẹp xẹt qua tia chán ghét cùng khó chịu rõ rệt, tuy rằng Trần Đức nhìn cô ta từ phía sau nhưng cô ta rõ ràng cảm giác được dường như ánh mắt của người này đang nhìn thấu cả cơ thể mình. Bản thân giống như trần trụi không mảnh vải che thân trước mặt anh vậy. Loại cảm giác này khiến cô ta rất không thoải mái. Khá nhanh nhạy đó chứ, Trần Đức kinh ngạc, không ngờ bản thân vì quá chuyên chú ngược lại bị đối phương phát hiện ra. Thư Huyên, sao thế, người đàn ông bên trái người trung niên gặng hỏi, thuận theo hướng nhìn của cô gái quét mắt về phía Trần Đức, hắn ta lập tức cau mày, trong mắt lập lòe lửa giận, lớn tiếng quát mắng. Nhóc con, thu lại ánh mắt của mày mau. Nếu không sẽ chết vô cùng khó coi đó, ha ha. Loại kiến hôi như các người cũng xứng nhìn chằm chằm Thư Huyên. Cẩn thận đôi mắt chó của mình đó. Người đàn ông để tóc dài mặc trang phục kiểu xưa, tổng thể ngũ quan không tệ, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Trần Đức cùng đám đông tại hiện trường tràn đầy sự khinh miệt với tư thái kẻ bề trên. Tử Tinh, câm miệng, người đàn ông trung niên ngồi ở giữa mở lời của trách, ta đã nói rồi, nếu đi cùng ta tới thì hãy khiêm tốn một chút. Phải lưu lại cho những người thế tục kia chút tôn nghiêm, đừng quá quát quá, con đều quên rồi sao? Lý Tử Tinh rõ ràng rất kiêng dè người đàn ông trung niên này, hắn trả lời một cách rụt rè, vâng, con biết rồi. Trần Đức vốn muốn gây khó dễ, thấy tình hình này cũng lười phải đôi co với họ, chỉ là anh không rõ ba người này là ai, tại sao ngay cả Lục Phong cũng cam tâm ngồi ở một bên với vẻ mặt kính trọng như vậy. Gần như cùng lúc đó, Lục Phong cũng nhìn thấy Trần Đức. Ông ta lập tức quay sang nói với người đàn ông trung niên kia, thưa thầy, vị kia chính là người con từng đề cập qua với thầy, Trần Bát Hoang, người thanh niên yêu nghiệt đã giết chết Thành Khuê Phong, đánh bại nhà họ Thành đó. Hửm, cậu ta, Trần Nguyên Bình không khỏi liếc mắt nhìn Trần Đức thêm một cái, sau đó tràn đầy thất vọng đáp, không phải chỉ mới là linh căn sơ kỳ sao. Chương 915. Trước đó Lục Phong không ngừng ca ngợi Trần Bát Hoang trước mặt ông ta. Nói rằng anh là thiên tài hiếm có trong thế tục, thiên phú bất phàm xuất chúng thế nào. Trần Bát Hoang được Lục Phong thổi phồng tới trời đất mù mịt,
khiến Đường Đường một phó viện trưởng của ngoại viện học viện vô song như ông ta cũng nảy sinh tò mò về người thanh niên này. Hiện tại xem ra dường như, cũng chỉ tốt hơn một chút so với người bình thường. Tài năng xuất sắc kiệt xuất gì đó đúng là có chút khoác lác quá trớn rồi. Ước Thư Huyền trước đó cũng ôm chút kỳ vọng đối với Trần Bát Hoang, nhưng khi biết được người này chính là người được gọi Trần Bát Hoang trong miệng Lục Phong, dấu vết mong đợi kia đã hoàn toàn biến mất hóa thành thất vọng. Sự thất vọng sâu sắc. Trần Nguyên Bình là thầy giáo của Lục Phong. Lục Phong là một trong những đệ tử của ông ta, đồng thời cũng là người hướng dẫn. Sau khi phát hiện ra tiềm năng mạnh mẽ của Trần Bát Hoang đương nhiên không nhịn được khen ngợi và vì anh nói chuyện trước mặt thầy giáo của mình. Có thể phát hiện ra một tu võ giả cấp bậc thiên tài không chỉ là một thành tựu lớn đối với ông ta mà còn cả Trần Nguyên Bình, giữa hai thầy trò gắn kết quan hệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Thưa thầy, tuy Trần Bát Hoang chỉ mới bước chân vào linh căn sơ kỳ nhưng thực lực chân chính của cậu ta có thể vượt cấp chiến đấu với linh căn đỉnh phong. Thậm chí có thể giành được thắng lợi, thấy dáng vẻ thất vọng này của Trần Nguyên Bình, Lục Phong vội vàng bổ sung. Lục Phong à, từ lúc nào mà ông cũng học người khác tật nói khoác thế, Lý Tử Tinh chế nhạo, không hề khách sáo mà phàn nàn, linh căn sơ kỳ đánh bại linh căn đỉnh phong. Đầu óc của ông bị cửa kẹp rồi à, ý của ông là ngay cả thầy cũng không phải là đối thủ của hắn ta sao? Còn thực sự cho rằng tục giới có thể xuất hiện một thiên tài đỉnh cấp sao? Lục Phong nhận một tràng mỉa mai này thì rơi vào trầm mặc ngậm miệng không đáp, tuổi Lý Tử Tinh không lớn nhưng thực lực còn mạnh hơn ông ta, quan trọng nhất là sau lưng hắn ta còn có gia tộc hậu thuẫn. Mặc dù đều là đệ tử của Trần Nguyên Bình nhưng ông ta không chọc tới nổi Lý Tử Tinh này. Ngày sau nói chuyện thì động não nhiều hơn đi, ta không hy vọng đệ tử của mình lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy nữa, Trần Nguyên Bình rõ ràng cũng cảm thấy Lục Phong đang ba hoa. Lục Phong ấm ức trong lòng tới đỏ bừng cả khuôn mặt, những lời ông ta nói đều là sự thực, sao lại gọi là thổi phồng rồi. Cũng đúng, trước khi được tận mắt chứng kiến thực lực chân chính của Trần Đức, ông ta cũng không tin tục thế sẽ xuất hiện một yêu nghiệt sở hữu lực chiến đấu vượt cấp này. Trần Bát Hoang à Trần Bát Hoang, cậu nhất định đừng chịu thua kém vì thể diện của tôi đó. Im lặng một hồi Lục Phong mới đáp, vậy để con đưa cậu ấy tới gặp người. Đi đi, Trần Nguyên Bình phất tay. Lục Phong quay người sải chân đi tới chỗ Trần Đức. Ước Thư Huyền từ đầu tới cuối không hé răng, nhưng loại thất vọng kia lại bị Trần Nguyên Bình nắm bắt được. Ông ta cười nói, Thư Huyền à, con không cần phải thất vọng, chúng ta tới đây lần này vốn dĩ cũng không phải là vì cậu ta, đệ tử dưới tay người bạn cũ kia của ta mới là thiên tài, lần này kêu con cùng đi vốn là muốn giới thiệu cho các con quen biết nhau. Ánh mắt Lý Tử Tinh đứng bên cạnh có chút khó chịu, hắn ta thật sự thích và muốn theo đuổi Ước Thư Huyền. Giờ Trần Nguyên Bình lại định giới thiệu Lý Tử Tinh cho người đàn ông khác thì sao hắn ta không khó chịu cho được. Nhưng, hắn ta cũng không còn cách nào. Chương 916. Ai bảo Trần Nguyên Bình là sư phụ của hắn ta cơ chứ? Quan trọng nhất là ông bạn già của Trần Nguyên Bình tên là Phương Tâm Ngọc, mà hắn ta cũng biết rõ sự đáng sợ của ông ta. Hơn nữa, tên đệ tử huyết lãnh của ông ta lại có tư chất siêu phàm. Tuổi còn trẻ đã đến linh căn kỳ đỉnh phong. Chỉ còn một bước là có thể tiến vào linh hải. Thực lực của hắn cũng đủ để đập Trần Nguyên Bình nằm sấp xuống đất. Đối mặt với huyết lãnh thì một Lý Tử Tinh còn con như hắn ta có thể làm được gì? Nói được gì chứ, lần này theo đến đây, hắn ta cũng chỉ là muốn chiêm ngưỡng huyết lãnh, đảm nhận việc bảo vệ Ước Thư Huyên và ôm đùi huyết lãnh. Ước Thư Huyên khẽ gật đầu. Cô ta đã nghe Trần Nguyên Bình nhắc đến huyết lãnh rất nhiều lần, là đệ tử đứng đầu ngoại viện học viện vô song. Ước Thư Huyền vẫn khá hài lòng với thực lực của mình. Song, Trần Nguyên Bình lại nói có một thanh niên trong thế tục mạnh hơn mình và muốn giới thiệu người đó cho cô ta. Thế nên, cô ta mới từ Côn Luân Hư đến Đại học Thương mại. Năm nay, Ước Thư Huyền đã 23, cũng đến tuổi lập gia đình. Mấy năm nay, người nhà vẫn hối cô ta mong Ước Thư Huyền có thể gả vào một gia đình khá giả, hoặc cho một người tài ba, nên vẫn đang lo cho hôn nhân của mình. Cô ta cảm thấy rất phiền, nghĩ chồng mình là phải do mình tự chọn mới được. Mà huyết lãnh kia đã được Trần Nguyên Bình nhắc đến rất nhiều lần. Ở trong miệng Trần Nguyên Bình, thực lực của huyết lãnh hoàn toàn có thể tiến vào nội viện, quả thật là một thiên tài hiếm có 102. Có điều, tai nghe chưa chắc đúng, mắt thấy mới là thật. Cô ta cảm thấy rất tò mò về huyết lãnh nên đã đến đây để chuẩn bị tự mình gặp hắn. Bên cạnh đó, cũng nhìn thử xem cuộc tuyển sinh của học viện vô song ở thế tục, coi như là giải buồn.
Bát Hoang, có một chuyện tôi cần phải nhắc nhở cậu. Lục Phong đi đến trước mặt Trần Đức, nói cho anh biết thân phận của ba người Trần Nguyên Bình, rồi bổ sung, hôm nay, Phương Tâm Ngọc và Huyết Lãnh cậu muốn giết cũng sẽ tới, nhưng... Phương Tâm Ngọc là bạn của thầy tôi, thực lực của ông ấy và Phương Tâm Ngọc đều rất mạnh. Tôi hy vọng hôm nay cậu đừng gây chuyện, chỉ cần cậu không chủ động thì tôi chắc chắn có thể bảo vệ tính mạng cậu, khiến Phương Tâm Ngọc không có cơ hội ra tay với cậu. Còn nữa, thực lực của tên Huyết Lãnh kia cũng cực kỳ ghê gớm, cậu chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Ồ, Trần Đức hờ hững đáp, chẳng thể nhận ra anh đang nghĩ gì. Chưa chờ Lục Phong nói tiếp, anh đã đi về phía ba người Trần Nguyên Bình. Đành thế, hôm nay có rất nhiều người đến Đại học Thương mại nên kín hết chỗ ngồi. Trước mắt, chỉ có bên cạnh Ức Thư Huyên là còn lại hai ghế trống chưa ai ngồi. Cuộc thi tuyển sinh vừa mới bắt đầu, anh cũng không có vội vàng lên sân. Anh đang đợi tên Huyết Lãnh có vẻ ghê gớm kia và Phương Tâm Ngọc đến rồi tính tiếp. Còn giờ, anh chỉ muốn ngồi nghỉ một lát. Lục Phong theo sát phía sau, vừa bước đến cạnh Trần Nguyên Bình, ông ta lập tức giới thiệu, thưa thầy, đây là Trần Bát Hoang. Bát Hoang, vị này chính là Trần Nguyên Bình phó viện trưởng học viện vô song chúng ta. Xin chào viện trưởng Trần, Trần Đức cười chào hỏi, mặc kệ ông ta có phải bạn già của Phương Tâm Ngọc hay không. Nhưng ít nhất trước mắt đối phương vẫn chưa phải là kẻ địch của anh, mà là bậc cha chú. Chương 917. Ừ, tuy Trần Nguyên Bình có hơi thất vọng với Trần Đức, nhưng vẫn mỉm cười. Thế tục không thể so với 36 gia tộc địa sát được, càng không thể so với Côn Luân Hư. Ở đó có thể có một võ giả linh căn kỳ đã là rất giỏi rồi. Lý Tử Tinh, Ước Thư Huyên thì chỉ nhàn nhàn liếc Trần Đức một cái, chẳng nói câu nào, hoàn toàn làm lơ anh. Lục Phong cảm thấy hết sức xấu hổ. Nhưng Trần Đức lại chẳng cảm thấy gì, vẫn bình tĩnh tự nhiên như không. Sau đó, anh đi đến bên cạnh Ức Thư Huyên, vô cùng tự nhiên đặt mông, lười biếng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Trần Đức đã ngửi được một mùi hương thơm mát, thoang thoảng giống như hoa nhài. Thật là thơm. Trần Đức hít mấy cái, tò mò hỏi, người đẹp, cô dùng loại nước hoa nào thế? Mùi khá dễ ngửi đó. Đồ dâm dê. Ước Thư Huyên nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại, càng chán ghét Trần Đức hơn, nhích người cách anh xa ra một chút. Trên thực tế, cô ta cũng không có dùng nước hoa, mùi hương kia là mùi thơm của cơ thể, sinh ra đã có. Chỉ là, chưa có ai nói thẳng ra như vậy trước mặt cô ta, đã thế còn ngửi một cách trắng trợn, buồn nôn hơn là ánh mắt của Trần Bát Hoang còn cứ ngó về phía mình. Nhưng, ánh mắt đó hoàn toàn không phải đang nhìn một người phụ nữ. Mà như là đang thưởng thức một cái bình hoa hay thứ gì đó. Lý Tử Tinh bên cạnh thấy thế lập tức nổi dân. Hai chỗ kia không có ai ngồi là vì để cho Phương Tâm Ngọc và đệ tử Huyết Lãnh của ông ta. Không thì người nhiều như thế đã sớm ngồi đầy. Hơn nữa, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội được ngồi cạnh Ức Thư Huyên. Ai ngờ, cái vị trí để dành nãy giờ, Trần Đức vừa tới đã ngồi xuống. Bà mẹ nó, cái này thì nhịn kiểu gì? Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Con cóc khốn kiếp, tốt nhất là mày nên đứng lên đi, đó là chỗ mà mày có thể ngồi hả? Đôi mắt Lý Tử Tinh đầy vẻ khó chịu, đứng dậy, tức giận chửi Trần Đức. Khụ. Trần Nguyên Bình liếc Lý Tử Tinh, ho mạnh một cái, ý bảo hắn ta đừng gây chuyện. Chỗ ngồi này, ngoài ông ta, Lục Phong, vài tên hiệu trưởng học viện thương mại và mấy ông hội đồng quản trị trường ra thì đều dựa vào thứ tự đến trước đến sau, ai cướp được thì ngồi. Hai vị trí kia được mặc định để lại cho Phương Tâm Ngọc và Huyết Lãnh, chỉ vì mọi người đều kính nể Trần Nguyên Bình và Côn Luân Hư. Ít nhất từ mặt ngoài xem ra, Trần Đức ngồi là chuyện bình thường. Tuy trong lòng Trần Nguyên Bình không mấy vui vẻ, nhưng vì mặt mũi của Côn Luân Hư nên ông ta không muốn so đo với một thằng nhóc không hiểu chuyện ở thế tục. Cùng lắm thì lát nữa lại thêm một chỗ nữa. Trần Nguyên Bình lại nhắc nhở thêm lần nữa, Lý Tử Tinh đành phải nhịn xuống. Lục Phong càng cảm thấy xấu hổ hơn. Dù là Trần Bát Hoang hay thầy ông ta, hai bên đều không phải là người mà mình có thể đắc tội được. Chương 918. Ông ta đã chứng kiến tận mắt thực lực của Trần Bát Hoang nên biết khi chọc giận anh thì sự việc sẽ càng trở nên rắc rối. Đến lúc đó, chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Ánh mắt Ước Thư Huyên nhìn Trần Đức càng trở nên thất vọng, chán ghét, hoàn toàn không định để ý đến anh. Một tên võ giả ở trong thế tục thì dù có tư chất, cô ta cũng chẳng coi ra gì. Điều này giống như một học sinh, khi anh học giỏi từ bậc tiểu học, trung học đến phổ thông,
nhưng kiến thức học được lại không cùng một đẳng cấp. Ước Thư Huyên đến từ Côn Luân Hư, còn là người có tư chất khá cao trong học viện vô song thì dựa vào cái gì phải xem trọng Trần Bát Hoang. Và lại, Lục Phong còn khen Trần Bát Hoang lên trời. Nhưng sau khi gặp, cũng chẳng qua chỉ là như thế thôi. Trái lại, nó càng khiến cô ta mong đợi về Huyết Lãnh hơn. Trần Nguyên Bình là một người điệu thấp và nói đúng sự thật, hoàn toàn sẽ không nói khoác, khen một người lên trời giống như Lục Phong. Ông ta đã nói Huyết Lãnh mạnh, vậy thì hắn chắc chắn là rất mạnh. Trần Đức Như không phát hiện thái độ của mọi người, vẫn ngồi lù lù trên ghế, thưởng thức cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp không chút thua kém Âu Dã Thanh Vũ trước mặt. Cô ta quả thật rất đẹp. Trần Đức đã gặp qua rất nhiều người phụ nữ, anh cảm thấy người đẹp thì ít nhất cũng phải như Diệp Khánh Ngôn, Tống Ngư Yên, Hạ Thiên Tuyết. Thế nên, có thể thấy Ước Thư Huyên có vẻ ngoài xinh đẹp cỡ nào rồi đó. Có điều, người phụ nữ này quá kiêu ngạo, còn thích tự cho là đúng. Anh hoàn toàn coi cô ta như một cái bình hoa mà ngắm, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì khác. Dưới ánh mắt trắng trợn của mình, anh dần phát hiện cổ và xương quai xanh của Ước Thư Huyên chậm rãi đỏ lên. Khốn kiếp, mặt ngoài thì Ước Thư Huyên có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng càng chán ghét tên võ giả đến từ thế tục này hơn. Mặt mày cô ta lạnh lùng, hoàn toàn chẳng thèm ngó Trần Đức lấy một cái. Thời gian dần trôi, trong đám người bỗng truyền đến từng tiếng ồn ào. Ngay sau đó, chỉ thấy cách đó không xa, Cổ Thông Thiên và Cổ Lâm dẫn theo mấy người vội vàng chạy tới cửa sân tập. Chỉ thấy ở chỗ đó có một thanh niên khoảng 28, 29, bên hông đeo một cây đao kiểu Nhật, cong như vầng trăng khuyết, không có vỏ. Trên người hắn tỏa ra một luồng khí thế lạnh lẽo, gương mặt lạnh lùng như đao, kiêu căng ngạo mạn rũ mắt nhìn người bằng nửa con mắt. Hắn vừa đến đã thu hút vô số ánh mắt, ngay cả mấy tên hội đồng quản trị trường cũng chạy tới, ân cần chào hỏi. Đó chính là Huyết Lãnh. Vốn dĩ, hắn nên tham gia tuyển sinh ở khu vực Hương Giang. Tuy đến đây không phù hợp với quy tắc, nhưng điều này lại là niềm vinh dự vô bờ bến đối với Đại học Thương mại Vân Bắc. Đưa những võ giả thuộc cấp bậc thiên tài, yêu nghiệt cho học viện vô song thì không chỉ những người như Lục Phong được thưởng, mà trường học của họ cũng sẽ có. Thế nên, mấy gã hội đồng quản trị và hiệu trưởng mới có vẻ ân cần như thế. Những người có địa vị cao như họ lại giống một đám tôi tớ, lộ ra vẻ hèn như vậy trước mặt Huyết Lãnh. Chương 919. Nhưng dù như thế, họ vẫn nhiệt tình dù bị đối xử lạnh nhạt. Huyết Lãnh cũng chẳng thèm ngó đến họ lấy một cái. Thoáng chốc, hắn đã đi về phía sân đấu võ. Anh Huyết Lãnh, đám Cổ Thông Thiên, Cổ Lâm bước tới, chào hỏi Huyết Lãnh. Ừ, Huyết Lãnh gật đầu với Cổ Thông Thiên. Cổ Tinh Hoa anh trai Cổ Thông Thiên là đệ tử của học viện vô song ở Côn Luân Hư, hồi đó hai người từng là bạn của nhau. Lần này, hắn đã đồng ý với Cổ Tinh Hoa giúp đỡ đám Cổ Thông Thiên, Cổ Lâm tiến vào Côn Luân Hư. Anh Huyết Lãnh, anh xem lần này có thể kiếm thêm hai vị trí nữa không? Hai người bạn của em cũng muốn đến Côn Luân Hư nhìn thử. Thực lực của họ cũng khá tốt. Cổ Thông Thiên kính cẩn giới thiệu Cao Viễn và Vân Trung Quân cho Huyết Lãnh. Huyết Lãnh cũng chẳng thèm ngó họ, chỉ nhàn nhạt nói, chuyện nhỏ. Đám Cổ Thông Thiên, Cổ Lâm đi trước dẫn đường. Coi Huyết Lãnh là trung tâm dẫn hắn đi đến sân đấu võ. Thư Huyên à, đó chính là Huyết Lãnh, Trần Nguyên Bình ghé đầu sang, khẽ nói với Ước Thư Huyên. Vâng, quả thật là rất mạnh. Ước Thư Huyên thầm cảm thán, cùng là cao thủ, cô ta có thể cảm giác được Huyết Lãnh đã cố gắng thu khí thế của mình lại, nhưng dù thế, vẫn không có hoàn toàn thu hết lại được. Vì vậy, cô ta có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và dao động đáng sợ của linh khí trên người đối phương. Tên này. Càng ngày càng mạnh mà, Trần Nguyên Bình quan sát Huyết Lãnh một lát thì hoảng sợ nói, mấy năm trước gặp cậu ta thì cậu ta còn không phải đối thủ của thầy. Giờ, e rằng thầy đã không đỡ nổi 10 chiêu của cậu ta. Cái gì, Lý Tử Tinh và Ước Thư Huyên giật mình hoảng sợ thốt lên. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Trần Nguyên Bình, gần như đã là linh căn kỳ đỉnh phong. Vậy mà, còn không đỡ nổi 10 chiêu. Lý Tử Tinh còn đang ôm chút hy vọng, tự tưởng với Ước Thư Huyên. Nhưng sau khi nghe thấy lời đánh giá kia của Trần Nguyên Bình, chút suy nghĩ ấy cũng đã biến mất sạch sành xanh. Hắn ta lấy cái gì so với Huyết Lãnh? Cỡ như Lý Tử Tinh, cùng lắm chỉ đáng làm đàn em cho Huyết Lãnh thôi. Đây là đệ tử của Phương Tâm Ngọc ư. Giọng nói của Trần Nguyên Bình cũng không nhỏ nên đương nhiên Trần Đức đang ngồi cạnh cũng nghe thấy. Anh liếc Huyết Lãnh,
nhưng cũng chẳng kinh ngạc hay sửng sốt là mấy. Sau khi gặp Âu Dã Tư Linh thì cái gọi là thiên tài, yêu nghiệt như Huyết Lãnh cũng chẳng đáng một đồng. Cùng một lứa tuổi, nhưng Âu Dã Tư Linh đã bỏ xa Huyết Lãnh cả trăm con phố rồi, ok. Còn với mình, tuy Huyết Lãnh rất mạnh, nhưng Trần Đức vẫn hoàn toàn nắm chắc có thể giải quyết hắn một cách dễ dàng. Ánh mắt Trần Đức vẫn nhìn chằm chằm đằng sau Huyết Lãnh và xung quanh. Anh đang tìm Phương Tâm Ngọc. Tiếc là, anh cũng không tìm được. Huyết Lãnh, lâu rồi không gặp, nhóc con nhà cậu lại mạnh hơn nữa rồi. Thầy cậu đâu, sao ông ấy không đến? Huyết Lãnh sắp đi đến sân đấu võ thì Trần Nguyên Bình cũng tự mình đứng dậy chào hỏi hắn. Huyết Lãnh nhìn thấy Trần Nguyên Bình, khuôn mặt kiêu ngạo cũng hơi dịu đi một chút, nhàn nhạt nói, ông ấy đi Thiên Kiếm Phong. Chương 920. Thiên Kiếm Phong, Trần Nguyên Bình kinh ngạc. Được rồi, xem ra ông ấy sắp đột phá nhỉ. Đúng vậy. Huyết Lãnh lạnh nhạt đáp lại một tiếng, đối với vị bạn già của thầy hắn không có chút gì gọi là nể mặt, ông ấy không đến, nhưng sẽ xem trận đấu thông qua kênh phát sóng trực tiếp trong nội bộ của ông. Trần Đức đứng bên cạnh khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy thất vọng. Vốn dĩ anh muốn đợi Phương Tâm Ngọc, nhưng Phương Tâm Ngọc lại không đến. Anh gọi điện cho Lục Phong và hỏi một cách kỳ lạ, Thiên Kiếm Phong là nơi nào, nằm ở đâu? Thiên Kiếm Phong nằm ở Côn Luân Hư, nơi đây được thiên nhiên ưu ái, là một nơi rất tốt để rèn luyện. Thông thường có người sắp đột phá, đều đến nhờ sức mạnh ở đó trợ giúp, Lục Phong nhỏ giọng giải thích với Trần Đức. Được thôi. Xem ra, muốn giết Phương Tâm Ngọc thì nhất định phải đến Côn Luân Hư. Đối với sự lạnh nhạt thờ ơ của Huyết Lãnh, Trần Nguyên Bình có chút khó xử, nhưng lại không cảm thấy khó chịu hay bực tức chút nào, theo suy nghĩ của ông ta thì kẻ mạnh nên như thế này. Huyết Lãnh, lần này tôi đặc biệt đến đây thăm cậu là muốn giới thiệu với cậu một vị sư tỷ, Trần Nguyên Bình gọi Ức Thư Huyên qua. Cô ấy tên là Ức Thư Huyên, là một đệ tử có tư chất không tồi ở ngoại viện chúng tôi, sau này cậu vào học viện vô song thì cô ấy chính là sư tỷ của cậu. Ồ! Huyết Lãnh nhìn Ức Thư Huyên, trong mắt khẽ lóe lên tia sáng, Ức Thư Huyên quả thực là một cực phẩm, bình thường chỉ cần Huyết Lãnh muốn thì bất kỳ loại phụ nữ nào cũng có thể chiếm được, người bám dính lấy hắn cũng nhiều không đếm xuể, bởi vì không thiếu cho nên hắn không thèm để ý, cũng không hứng thú. Nhưng vẻ đẹp của Ức Thư Huyên vẫn khiến hắn bị thu hút. Như vậy cũng để tưởng tượng Ức Thư Huyên xinh đẹp quyến rũ đến mức nào. Khóe miệng Huyết Lãnh khẽ nhếch lên, ánh mắt hung hăng rời về phía Ức Thư Huyên, chào hỏi cô ta, xin chào. Đây là người duy nhất hắn chủ động chào hỏi. Xin chào, Ức Thư Huyên cũng nhếch miệng cười, cho đến thời điểm hiện tại, cô ta vẫn là khá hài lòng với Huyết Lãnh, thực lực mạnh như vậy, chưa nói đến chuyện có rung động hay không, ít nhất cũng không chán ghét. Đối với sự hung hãn của Huyết Lãnh, còn thẳng thắn hơn ánh mắt lúc trước của Trần Đức, cô ta trực tiếp bỏ qua không so sánh sữa, thứ nhất, hai người không thể nào so sánh được. Thứ hai, ánh mắt của Trần Đức xem cô ta giống như một đồ vật mà tán thưởng, anh không hề thực sự quan tâm đến cô ta luôn cảm thấy Trần Đức đang giả vờ, cố ý dùng ánh mắt đó để thu hút sự chú ý của cô ta. Còn Huyết Lãnh lại khác, rõ ràng là mê mệt vẻ đẹp của cô ta, bộc trực, thẳng thắn. Thực sự không có bất kỳ sự che đậy nào. Bị cường giả mê đắm sắc đẹp của mình, điều này không những không khiến Ức Thư Huyên chán ghét mà thậm chí còn có một chút thích thú. Sư tỷ, đợi tôi thi đấu xong giành chiến thắng, chúng ta lại trò chuyện nhiều hơn nhé, Huyết Lãnh tự tin, chắc chắn nói. Chương 921. Được, tôi sẽ chờ xem. Ức Thư Huyên thực sự có hứng thú với Huyết Lãnh, rất mong đợi thành tích đấu võ lần này của hắn. Huyết Lãnh cười khẩy một tiếng, không nói nhiều mà nhảy dựng lên, giống như thiên thần giáng thế, trực tiếp nhảy lên sàn đấu võ cao 5 mét, dưới chân, gạch đá giống như mạng nhện bị bước chân dẫm nát, cực kỳ chấn động. Nhảy lên sàn đấu võ, hắn một tay cầm chuôi thái đao, tay kia đút vào túi quần, khí thế mạnh mẽ không chút che giấu hay kiềm chế, một luồng linh lực ảo ạt bá đạo bao quanh cơ thể hắn, gợn sóng lan ra tứ phía mạnh mẽ không gì sánh được. Đồng thời, khóe miệng hắn lộ ra một ý cười lãnh khốc, đột ngột nói, tôi, Huyết Lãnh, không muốn ra tay với đám rác rưởi các người, càng không có hứng thú ra tay, 10 vị trí lần này, tôi muốn. Liếc nhìn Cổ Thông Thiên và số người đứng bên cạnh Cổ Lâm, hắn tiếp tục nói, 8 vị trí. Còn lại, các người cứ tùy ý. Nếu như con sâu cái kiến nào không phục, có thể lên đây chiến đấu. Khi Huyết Lãnh phát ra từng câu từng chữ, linh lực, uy áp, khí thế đã lan ra khắp trong đám đông.
Nhiều người không thể chịu nổi khí thế mạnh mẽ này, hô hấp trở nên khó khăn, không ngừng lùi về sau. Chỉ có Kỳ Hàn, Lữ Nông Giã và những thủ lĩnh khác trong gia tộc Lánh Đời là có thể cầm cự được, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn cảm nhận được khí thế cường mạnh của Huyết Lãnh. Huyết Lãnh thực sự là quá ngông cuồng, trước hàng trăm ngàn người, trực tiếp gọi những thí sinh còn lại là rác rưởi và con sâu cái kiến. Dù là ánh mắt hay giọng điệu, hoàn toàn là vẻ kiêu ngạo cùng với thái độ coi thường người khác. Nhưng cho dù như vậy, không ai có thể phản bác, thực lực của hắn quá rõ ràng, ngông cuồng thì đã sao? Kiêu ngạo thì thế nào? 10 vị trí lại muốn đến 8, ngông cuồng thì có ngông cuồng đó nhưng có ai dám nói lời nào? Ai dám khiêu chiến hắn, như vậy với tự tìm đường chết có gì khác biệt? Ngay cả Trần Nguyên Bình cũng không thể từ chối yêu cầu này, ông ta chỉ có thể mừng vì Huyết Lãnh không chiếm trọn hết 10 vị trí, còn để lại một chút chỗ trống. Mạnh quá, cảm nhận được khí tức xung quanh, Lý Tử Tinh hoàn toàn sững sờ, ở học viện vô song hắn ta cũng được xem là không tệ, nhưng so với Huyết Lãnh, vậy mà lại không là cái gì cả. Hắn ta đứng rất gần sàn đấu võ, ngồi ở hàng đầu tiên, luồng linh lực đó sắc bén như dao cứa vào cổ hắn ta, có thể giết chết hắn ta bất cứ lúc nào. Ước Thư Huyền kinh hãi, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức cuồng dã bá đạo tràn ngập trong không khí. Huyết Lãnh này có vẻ hơi quá tự cao và coi thường người khác. Có điều trong thế giới của võ giả, việc đo lường giá trị con người, gì mà phẩm hạnh đạo đức, tất cả đều là giả dối, mọi thứ cần phải dùng sức mạnh để tranh giành. Nếu như thực lực yếu kém thì cho dù những lời bạn nói đều là chân lý cũng không có ai chịu nghe. Còn người có thực lực mạnh mẽ thì đánh cái rắm cũng thấy thơm. Kẻ mạnh được tôn trọng, rất thực tế. Thư Huyên, tuy rằng Huyết Lãnh có chút kiêu ngạo, nhưng tính cách này tuyệt đối không sao cả, người có thực lực vốn dĩ nên như thế, Trần Nguyên Bình lo ức Thư Huyên sẽ chán ghét, vì vậy ông ta lấy cớ cho Huyết Lãnh và giải thích. Vâng, con biết, đôi mắt của ức Thư Huyên vẫn luôn khóa chặt trên người Huyết Lãnh, tuy hắn có chút ngông cuồng, nhưng đối với hắn trong đáy mắt của cô ta vẫn có chút gì đó gọi là tán thưởng. Trên sàn đấu võ, Huyết Lãnh liếc nhìn ức Thư Huyên, trong lòng vô cùng đắc ý. Chương 922. Quả nhiên, phụ nữ ưu tú đến mức nào, cũng không có ai là hắn không thể chinh phục được. Hắn cố tình tỏa ra một luồng linh lực mạnh mẽ và uy áp, chỉ để cho ức Thư Huyên thấy sức mạnh của hắn và chứng minh hắn mạnh mẽ đến mức nào. Phụ nữ, nhất là phụ nữ trong võ giới, đa phần đều thích người đàn ông có thực lực mạnh không phải sao? Thư Huyên, tương lai cậu ấy sẽ thi vào học viện vô song, hai người phải giao lưu với nhau nhiều hơn, tranh thủ cơ hội ở bên nhau. Trần Nguyên Bình tiếp tục ghép đôi, nói, với tài năng và thực lực của hai con, nếu thực sự hợp nhau thì chắc chắn trong tương lai hai con sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phụt! Trần Đức đứng bên cạnh đột nhiên phì cười. Hết cách, anh thực sự nhìn không nổi. Tiếng cười của anh lập tức thu hút sự chú ý của ức Thư Huyên, cô ta quay đầu lại, tức giận hỏi, anh cười cái gì? Cô muốn cùng hắn, làm cặp đôi hoàn hảo, Trần Đức kìm lại nụ cười trong lòng. Tựa hồ thực sự rất tò mò. Đúng vậy, thì sao, liên quan gì đến chuyện anh cười, khuôn mặt của ức Thư Huyên đầy vẻ trào phúng và khinh bỉ, cùng đến tham gia tuyển chọn, nhưng Huyết Lãnh dám lên sàn đấu võ cao giọng tuyên bố muốn chiếm 8 vị trí cực kỳ bá đạo. Còn Trần Bát Hoang này được Lục Phong tung hô lên tận mây xanh, cực kỳ lợi hại, bây giờ chỉ lặng lẽ ngồi ở dưới, cô ta xem thường loại người này, ngoài sự lạnh lùng thờ ơ, chỉ có sự khinh bỉ và giễu cợt. Là thế này, tôi thấy cô trông cũng không tệ, mặc dù tôi không có hứng thú với cô, nhưng cô cũng không nên tìm một người chết làm người yêu, đúng không? Giọng điệu của Trần Đức vui vẻ, nhẹ nhàng và thoải mái. Người chết? Ức Thư Huyên cau mày, Trần Bát Hoang này thật không biết nên nói gì nữa, Huyết Lãnh vẫn đang sống sờ sờ đó sao lại là một người chết được? Vị thí sinh này, xin hãy chú ý lời nói một chút, Trần Nguyên Bình cau mày nhắc nhở với thái độ như một trưởng bối. Mặc dù tôi và cậu có cùng họ, nhưng nếu để Huyết Lãnh nghe được những lời này, kết cục của cậu sẽ rất thảm đấy, với thực lực của cậu vẫn còn rất nhiều hy vọng để tranh đoạt hai vị trí còn lại, đừng phạm sai lầm. Hai vị trí còn lại. Khóe miệng Trần Đức giật giật, nhìn tình cảnh này, Trần Nguyên Bình dường như đã ngầm đồng ý với Huyết Lãnh, loại thao tác này có chút nghẹt thở. Trần Đức không thèm để ý đến Trần Nguyên Bình, mà nhìn về phía Lục Phong, Huyết Lãnh, có thể trực tiếp chiếm 8 vị trí. Lục Phong do dự một chút, sau đó nói, về nguyên tắc là không được.
về nguyên tắc không được vậy thì không được. Ngay khi Ức Thư Huyên và Trần Nguyên Bình thắc mắc tại sao Trần Bát Hoang lại hỏi câu này thì Trần Đức đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sau đó vươn vai một cái. Vị đứng trên kia, mày nói muốn 8 vị trí, đã hỏi tao chưa? Xin lỗi, tất cả 10 vị trí đó, tao bao hết rồi. Chương 923. Giọng của Trần Đức không cao, nhưng một câu nói đột ngột như vậy giống như sấm sét giữa đêm hè khiến ai nấy nghe xong cũng đều sững sờ. Trên sàn đấu võ, Huyết Lãnh vô cùng sửng sốt và bất ngờ, với thực lực của hắn, cho dù ở ba thành phố Úc Đảo, Hương Giang và Nam Đài cũng không hề yếu. Bình thường, hắn có thể trực tiếp tham gia tuyển chọn ở thành phố Hương Giang cũng được. Đến đây, chỉ vì muốn chiếm nhiều vị trí hơn, nếu không đối với thành phố Vân Bắc nhỏ bé này hắn cũng không thèm ngó đến. Đến đây chỉ khiến thân phận của hắn bị hạ thấp thêm thôi, vốn tưởng người ở đây đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm theo những lời hắn nói. Bây giờ, vậy mà lại có kẻ dám đứng lên chống đối. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ lại khóa chặt người Trần Đức. Đồng thời lúc này, Kỳ Hàn, Giang Hồ Hải, Lữ Đông Giã, Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Cổ Lâm. Chỉ cần là người đến tham gia tuyển chọn của Học viện Vô Song, tất cả bọn họ đều chú ý đến Trần Đức. Cậu chủ, là hắn. Phản ứng của Kỳ Hàn hoàn toàn khác với phản ứng của Cổ Thông Thiên. Phía Kỳ Hàn rất hào hứng. Còn Cổ Thông Thiên thì lại tràn đầy oán hận, đặc biệt là bản thân Cổ Thông Thiên, hận không thể giết chết Trần Đức, bởi vì mệnh căn của hắn đã bị phế rồi. Mặc dù một cước hôm đó của Trần Đức không giết chết hắn, nhưng kể từ đó, hắn không thể nào chạm vào phụ nữ nữa. Bây giờ, hắn chính là một tên thái giám. Gặp lại kẻ thù. Cổ Thông Thiên giận đỏ cả mắt, suýt chút nữa nhìn không được mà ra tay, cũng may Cổ Lâm đã kịp thời thuyết phục, cậu chủ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đừng nóng lòng, hắn hung hăng càn quấy như vậy, Huyết Lãnh nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học. Đúng vậy, hai mắt Cao Viễn u ám, hôm nay đến lượt hắn nộp mạng rồi, dám khiêu khích Huyết Lãnh, ha ha. Cậu chủ, cậu Trần, Kỳ Hàn, Giang Hồ Hải, Lữ Đông Giã và những người khác bước đến bên cạnh Trần Đức. Xem anh giống như trụ cột, nhìn thấy anh, Kỳ Hàn và những người khác đều cực kỳ tự tin. Không cần nói nhiều, mọi người ở dưới này đợi đi. Trần Đức hờ hững nói một câu, sau đó nhẹ nhàng nhún chân, thân hình giống như chim én bay lên sàn đấu võ, anh nhìn chằm chằm vào Huyết Lãnh. Là mày! Nhìn thấy Trần Đức, trong mắt Huyết Lãnh lóe lên một tia ngạc nhiên, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy chuyện bên ngoài hắn không hề hay biết gì cả, hắn cứ nghĩ Trần Bát Hoang đã bị nhà họ Thành và nhà họ Chu giết chết rồi. Có điều, sự bất ngờ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chưa chết thì đã sao, cũng chỉ có thể nhảy nhót vài ngày mà thôi. Trần Bát Hoang, mày lặp lại những lời vừa nói một nữa xem, ánh mắt của Huyết Lãnh càng lúc càng lạnh, giống như một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi, khóa chặt Trần Đức, khí thế lớn mạnh lao về phía anh với một đả áp đảo. Xin lỗi, tao không thích nói lại lần hai, càng không có thói quen nói quá nhiều với người chết, đối mặt với ánh mắt lạnh buốt, sự áp bức và áp lực của đối phương, Trần Đức dường như không cảm hề cảm thấy gì, bình tĩnh như thường. Chương 924. Lúc này, cuối cùng Ước Thư Huyên đứng bên dưới cũng hiểu được câu nói lúc nãy của Trần Bát Hoang, làm người yêu với người chết là có ý gì, đôi mắt trong veo của cô ta càng thêm ghê tởm, không nói nên lời. Bất kể là Trần Bát Hoang hay Huyết Lãnh, đối với cô ta mà nói, bọn họ đều là những người xa lạ. Hai người đồng thời xuất hiện trước mặt cô ta đương nhiên không thể không so sánh. Đúng vậy, ở thế tục, Trần Bát Hoang còn trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được linh căn kỳ sơ kỳ, có thể nói là rất lợi hại, miễn cưỡng xem như một thiên tài, là cao thủ hàng đầu trong đám người nhỏ nhoi kia rồi. Chỉ là, trong mắt cô ta, Trần Đức khác xa so với những gì mà Lục Phong đã khoe khoang. Là võ giả có tài năng xuất chúng, yêu nghiệt, bất phàm, thiên phú đỉnh cao, huống chi. Lần này, còn đến thêm một Huyết Lãnh. Người so sánh với người thì đáng chết, vật so sánh với vật thì đáng vứt. So sánh hai người với nhau, rõ ràng Trần Bát Hoang là người đáng chết, đáng vứt đi. Thực lực của Huyết Lãnh rõ ngay trước mắt, một tên Trần Bát Hoang nhỏ bé lấy gì so sánh. Hầu như không có khả năng so sánh nào cả, một người trên trời một kẻ dưới đất. Nếu chỉ mỗi chuyện thực lực yếu thì Ức Thư Huyên cũng không đến mức ghét Trần Bát Hoang, dù sao, cô ta cảm thấy sức mạnh là quan trọng, nhưng phương diện tính cách và nhân phẩm của con người cũng không thể xem nhẹ. Nhưng,
Cái tên Trần Bát Hoang này vừa đến đã ngồi bên cạnh cô ta, hành vi thô lỗ, phong thái cợt nhả, đặc biệt là cái kiểu ánh mắt giả vờ yêu thích cô ta, không quan tâm cô ta, không hứng thú với cô ta khiến cô ta rất khó chịu. Cho dù có là vậy, cô ta cũng có thể nhịn được, vẫn nằm trong phạm vi của một người bình thường. Nhưng bây giờ tên này còn không biết sống chết, ngông cuồng tự cao tự đại đi thách thức Huyết Lãnh, giao rêu Huyết Lãnh là một người chết. Ha ha, Trần Bát Hoang, e là một tên ngốc nhỉ. Thực lực yếu đuối không đáng sợ mà đáng sợ là không biết mình biết người, không biết trời cao đất dày, không biết mình đang đứng ở đâu. Lục Phong, tên thiên tài này của ông hình như có chút ngông cuồng và ngu ngốc nhỉ, Ước Thư Huyên không nhịn được nói, ông vẫn là nên đi khuyên nhủ hắn, nhanh xuống đây nếu không sẽ mất mạng đấy. Lục Phong, tôi thấy hắn giống như ông vậy, não bị uống nước rồi, thật đúng là một người dám khoác lác, một người dám khiêu chiến, Lý Tử Tinh lên tiếng, sắc mặt cực kỳ giễu cợt và khinh thường, lời này không chỉ mắng Trần Đức, mà còn mắng luôn cả Lục Phong nữa. Tôi thuyết phục không được. Sắc mặt Lục Phong cực kỳ khó coi, lời ông ta nói là thật. Với tính cách của Trần Bát Hoang cộng thêm mối ân oán với Phương Tâm Ngọc và Huyết Lãnh, ông ta thực sự không thể thuyết phục được anh. Quan trọng nhất là ông ta không muốn thuyết phục. Mặc dù phải thừa nhận rằng Huyết Lãnh rất mạnh, đã đạt đến cảnh giới linh căn kỳ đỉnh phong cực kỳ khủng khiếp. Nhưng, Trần Đức cũng không yếu. Chương 925. Ông ta ôm một niềm hy vọng mãnh liệt với Trần Đức, thành thật mà nói. So với dáng vẻ ngạo mạn, tự xem mình là nhất của Huyết Lãnh, ông ta thích Trần Bát Hoang hơn. Mặc dù Trần Bát Hoang kiêu ngạo nhưng ít nhất anh là người dễ gần và không coi thường người khác. Một tên linh căn kỳ sơ kỳ khiêu chiến với linh căn kỳ đỉnh phong quả thực có chút ngớ ngẩn. Nếu có thể thuyết phục thì nên thuyết phục. Trong giới thế tục xuất hiện một người như Trần Bát Hoang, là chuyện rất hiếm, Trần Nguyên Bình cũng hùa theo. Thầy à, con thực sự không thể thuyết phục được cậu ta, hơn nữa. Con cảm thấy, Trần Bát Hoang, cậu ta chưa chắc sẽ thua, Lục Phong cười khổ, ông ta thực sự không thể thuyết phục được Trần Bát Hoang, cũng thực sự cảm thấy Trần Bát Hoang chưa chắc đã thua. Ha ha, Lục Phong, ông điên rồi sao? Gì mà chưa chắc sẽ thua, lẽ nào ông cho rằng hắn có cơ hội thắng sao? Lý Tử Tinh cười đến nỗi đau bụng, tôi thấy ông muốn có công trạng đến điên rồi. Bây giờ còn muốn nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Hừ. Trần Nguyên Bình cũng tức giận lạnh lùng hừ một tiếng, ông ta cảm thấy Lục Phong có chút thái quá, cho dù tính khí của ông ta không tệ, nhưng Lục Phong cứ 5 lần 7 lượt lừa gạt ông ta mơ mộng khiến trong lòng ông ta có chút khó chịu. Tại sao trước đây ông ta không nhận ra đệ tử của mình ngu ngốc và vô tri đến vậy? Còn chưa chắc sẽ thua. Với tư cách là một vị trưởng lão, tiền bối, đã sống mấy chục năm. Trần Nguyên Bình còn không biết khoảng cách giữa linh căn kỳ đỉnh phong và linh căn kỳ sơ kỳ lớn như thế nào sao? Khoảng cách giữa hai người là một trời một vực. Thưa thầy, Lục Phong muốn thay Trần Đức nói thêm với câu, nhưng thấy Trần Nguyên Bình thực sự không vui rồi, mặc dù rất phẫn uất nhưng lại không dám nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng Trần Đức có thể chiến thắng. Không chỉ vì bản thân mà còn vì ông ta nữa. Đồng thời lúc này, trên sàn đấu võ, Huyết Lãnh vẫn cao ngạo lãnh đạm như vậy. Chỉ có điều trong mắt hiện lên vài phần sát ý đằng đằng cực kỳ đáng sợ, vốn dĩ một con kiến như mày sống không nổi qua hôm nay, muốn giết mày từ lâu, nhưng suy nghĩ kỹ, lại cảm thấy mày với tao là người không cùng thế giới, giết mày chỉ thêm bẩn tay tao thôi. Nhưng bây giờ tao thật sự rất muốn giết mày, không phải có rất nhiều người theo đuổi sao? Nhà họ Kỳ, nhà họ Lữ, còn có cô gái nhỏ nhà Âu Dã cũng có hứng thú với mày, tao muốn xem thử, bọn họ nhìn thấy dáng vẻ mày mất mặt. Sa sút, bị tao dẫm đạp dưới chân thì sẽ như thế nào? Mày nói nhiều thật đấy. Trần Đức từ trong túi lấy ra một cái bình rượu nhỏ, sau khi uống một hớp, khuôn mặt anh lộ rõ sự vui vẻ thoải mái, có điều cũng không sao cả, mày cứ tiếp tục ra oai đi, lát nữa tao sẽ để mày ngủ. Đôi mắt của Huyết Lãnh khẽ nheo lại, cười khẩy, ngạo nghễ, trong mắt hiện lên sát khí lạnh băng, hắn liếc mắt nhìn Ước Thư Huyên đứng dưới sàn đấu, hắn không vội ra tay. Dù sao Trần Bát Hoang cũng sắp chết rồi, trước khi chết trở thành đạo cụ tán gái của hắn cũng xem như là cái chết có giá trị. Trần Bát Hoang, không phải mày muốn báo thù sao, cho mày một cơ hội, tao đứng yên bất động cho mày ra tay, có thể tổn hại đến một sợi lông của tao thì hôm nay tao sẽ không giết mày, giữ lại mạng chó của mày, Huyết Lãnh cao cao tại thượng, hất mũi lên trời, thản nhiên nói. Sở hữu sức mạnh tuyệt đối, hắn căn bản không xem Trần Đức ra gì. Thậm chí khi muốn giết Trần Đức,
ngay cả thái đao bên thắt lưng hắn cũng không cần nhúc nhích. Đứng yên bất động, Trần Đức sững sờ, có chút ngạc nhiên. Chương 926. Anh không ngờ Huyết Lãnh lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy, cường giả xuất chiêu, ra tay trước một giây cũng sẽ tăng thêm cơ hội chiến thắng rất nhiều, nhưng Huyết Lãnh lại bảo anh ra tay trước, còn hắn thì đứng yên bất động. Chuyện này thực sự là quá ngu ngốc. Sao, không dám, Huyết Lãnh trầm giọng nói, nếu không dám thì cứ ngoan ngoãn quỳ xuống, chịu chết. Mày có chắc là muốn tao ra tay trước không, Trần Đức hỏi. Huyết Lãnh tao, cần gì phải lừa gạt đám rác rưởi trong giới thế tục bọn mày. Huyết Lãnh thực sự rất ngông cuồng, dáng vẻ ông đây chính là đệ nhất thiên hạ, bất khả chiến bại, phong thái cực kỳ ngạo mạn không ai sánh bằng. Nhưng bên dưới sàn đấu rất yên tĩnh, bởi vì thực lực của Huyết Lãnh quá mạnh, bọn họ không dám bàn tán, thảo luận, cho dù đối phương có ngông cuồng huênh hoang đến mức nào, bọn họ cũng không đủ tư cách đánh giá. Mỗi một cử chỉ hành động của Huyết Lãnh đều thể hiện sự coi thường, gièm pha và sỉ nhục Trần Bát Hoang, đủ loại hành động khinh miệt anh đến cực điểm. Kỳ Hàn, Giang Hồ Hải, Trương Tử Đằng, Đàm Thu và những người khác cảm thấy vô cùng tức giận. Kiêu ngạo như vậy sao, Ước Thư Huyên khẽ nhíu mày. Ngôn ngữ cử chỉ của Huyết Lãnh khiến cô ta có chút phản cảm. Là một cường giả, những thói tật kiêu ngạo, tự phụ đều không thành vấn đề, nhưng mà sỉ nhục hết lần này đến lần khác, đánh đồng Trần Bát Hoang với phàm nhân thế tục, vậy thì đáng ghét thật. Nhanh lên chút, thời gian của tao quý giá lắm, cho mày thêm 10 giây nữa, nếu không thì đến lượt tao, Huyết Lãnh đã có chút sốt ruột, tính hắn vốn nóng nảy, không phải là một người biết kềm chế. Được thôi, nếu mày đã khẩn cầu thành tâm thành ý đến thế, vậy thì tao sẽ chiều lòng mày, chẳng làm khó mày làm gì. Trần Đức làm như chẳng biết đối phương đang sỉ nhục mình, thật sự không lãng phí thêm thời gian nữa, nhún chân vài bước, chớp mắt một cái đã đến nơi, năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm, tông thẳng vào đầu Huyết Lãnh. Cú đấm này thoạt nhìn thì vô cùng bình thường, thậm chí còn chẳng có chút linh khí nào. Bên dưới, Ước Thư Huyên, Trần Nguyên Bình bất giác lắc đầu thất vọng. Thật đúng là, Trần Bát Hoang này bị Lục Phong Tâm bóp quá lỗ rồi. Từ cú đấm tung ra có thể thấy, ngay cả linh căn kỳ sơ cấp còn chưa đạt được, bọn họ thậm chí nghi ngờ cảnh giới mà Trần Đức biểu hiện ra kia có chỗ nào lai tạp hay không. Đúng là rác rưởi mà, Lý Tử Tinh nhạo báng. Bọn họ từng nghĩ Trần Bát Hoang không ra gì, không ngờ biểu hiện của Trần Bát Hoang còn yếu nhất, rác rưởi hơn họ tưởng tượng. Ước Thư Huyên đang không biết Trần Bát Hoang là loại người gì, lấy đâu ra ngông cuồng như vậy, dám đòi vào danh sách 10 người, dám thách thức Huyết Lãnh. Tuy thái độ của Huyết Lãnh cũng có chút phản cảm, nhưng ít ra còn có thực lực, không phải sao. Còn Trần Bát Hoang có gì? Chương 927. Chuyện gì vậy, Lục Phong cũng cảm thấy lạ, vì cú đấm này của Trần Đức, thoạt nhìn quả thật quá sức đơn giản, trước một đối thủ như Huyết Lãnh, không khỏi quá khinh địch. Hừm, bọn họ còn đang mải khinh thường, thì cùng lúc trên võ đài, Huyết Lãnh đột nhiên cau mày, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên và cảnh giác. Rốt cuộc hắn cũng ngửi được mùi nguy hiểm trong cú đấm này rồi. Nguy hiểm chí mạng, chắc chắn không sai, đạt tới cảnh giới cỡ như hắn, vô cùng ít khi phán đoán sai, đặc biệt là trong cuộc chiến sinh tử thế này, khả năng phán đoán sai là bằng không. Làm sao có thế? Hiện tại Huyết Lãnh không tài nào nghĩ ra cú đấm của Trần Đức đáng sợ chỗ nào, chí mạng chỗ nào, nhưng mà, nó càng đến gần thì hắn càng sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Cảm giác nguy hiểm này thật sự quá rõ ràng, giống như chỉ cần nắm đấm đó rơi xuống hắn sẽ nát thành vụn cám, cú đấm thoạt nhìn tầm thường, nhưng sức công phá của nó sánh ngang với núi cao biển lớn đang nổi giận. Sống ngót 29 năm trên đời. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Huyết Lãnh có cảm giác sợ hãi. Nguy hiểm chí mạng như thế. Ngay khoảnh khắc cú đấm rơi xuống. Cú đấm nặng ngàn cân. Choang. Huyết Lãnh vốn nói sẽ đứng yên không nhúc nhích, rốt cuộc cũng xuất chiêu. Mà hắn không chỉ xuất chiêu thôi. Mà còn rút thanh đại đao luôn dắt ngang hông nữa. Lời hứa trịnh trọng, cao ngạo mới rồi, vậy mà giữa lằn danh sống chết lại bị hắn triệt để hất ra sau đầu, trở thành một thứ rắm chó, có thể đổ lỗi cho phản xạ có điều kiện, động tác rút đao của hắn rất nhanh. Tựa hồ một ánh sét lóe lên chói mắt rạch ngang đêm tối, đâm thẳng vào mắt đến nhói đau. Huyết Lãnh ra tay, dù là ban ngày, thanh đao cũng tỏa ra ánh sáng nhức mắt. Cổ Thông Thiên, Cổ Lâm, Lý Tử Tinh ai nấy đều ngạc nhiên tột độ,
ngây ra như phỗng, không ai hiểu vì sao Huyết Lãnh đột ngột nuốt lời, tự vả mặt mình rõ đau như vậy. Bất động đây đó hả? Chẳng phải đã hoành hoang lên mặt rằng sẽ nhường Trần Bát Hoang một chiêu đó sao? Đùa nhau hả? Đây, Trần Nguyên Bình cũng cạn lời như mọi người, nếu đã không muốn nhường chiêu, hà tất phải mạnh mồm mạnh miệng. Cứ trực tiếp ra tay không phải được rồi sao? Ông ta rất hiểu tính của Ức Thư Huyên, vì một số nguyên do trước đây, Ức Thư Huyên ghét nhất là loại người nói lời nuốt lời như thế. Ông ta liếc sang Ức Thư Huyên. Quả nhiên, ánh mắt của cô ta không thèm giấu thất vọng tràn trề, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, ấn tượng trong lòng đối với Huyết Lãnh lập tức tụt dốc không phanh, ngược lại ác cảm lại tăng lên vài phần. Cũng chỉ có cô ta như vậy, còn những người khác chẳng qua hơi phản ứng một chút, dù sao đây chỉ là võ đài tỉ thí, làm gì có ai nói lời giữ lời. Chương 928. Trong một khoảnh khắc, nội tâm ai nấy đều bị ánh đao sáng lòa của Huyết Lãnh làm chấn động, thanh đao dâng trào sát ý mãnh liệt, không khác gì thiên binh vạn mã xông thẳng lên trời, chỉ trong chớp mắt, đất dưới chân võ đài cao 5 mét cũng phải nứt toác ra. Khe nứt ngày càng toác rộng ra như đường may bị rách, càng lúc càng lan rộng, lún sâu xuống 2-3 mét. Vết nứt đó chỉ do đao khí gây ra thôi. Vậy mà cảnh tượng như đâm thẳng vào mắt mỗi người. Đồng thời, lửa điện lóe lên tóe lửa. Choang! Giây tiếp theo, một âm thanh điếc tai kỳ dị vang lên, khiến ai nấy muốn thủng màng nhĩ, sau đó là ánh sáng trắng lòa chói mắt cùng với cát đá mù mịt. Võ đài bằng phẳng bỗng trở nên gồ ghề, đất đá giống như có ai dùng xẻng xúc lên, tung tóe khắp nơi, rơi rào rào trong không trung, cát bụi chắn hết tầm nhìn. Không ai còn thấy rõ tình hình trên võ đài nữa. Bên dưới, thứ mà mọi người có thể cảm nhận được chỉ có sát khí tỏa ra từ thanh đao, sát khí tràn ngập không gian, lạnh buốt thấu xương, sát khí tóe ra tứ phía. Thanh đao quá mạnh. Hàng trăm, không, hơn 1000 võ giả nổi tiếng cũng với những bậc tiền bối đến từ các gia tộc lừng danh, ai nấy đều bị một đao vừa rồi chấn động triệt để. Nếu là tôi thì chắc cũng táng mạng dưới thanh đao này, trong đó chắc chắn có võ kỹ. Trần Nguyên Bình cảm thấy da đầu tê dần, một đao thôi, cũng đủ để ông ta có cái nhìn mới về Huyết Lãnh. Huyết Lãnh mạnh hơn tưởng tượng của ông ta rất nhiều. Chỉ e hắn đã đủ khả năng đánh ngang cơ với người cảnh giới linh hải kỳ rồi. Trương Tử Đằng bị thanh đao đáng sợ kia dọa cho nhảy nhổm khỏi vị trí, hít đầy một mồm cát bụi, bò lồm cồm trên mặt đất, hai mắt run run, chấn động đến nỗi không nói nên lời. Ức Thư Huyên vẫn còn ngồi vững. Tuy nhiên cũng thoáng chút nhếch nhác, y phục cũng bị bẩn. Cũng như mọi người, trong lòng cô ta tràn đầy khiếp sợ. Không biết Trần Bát Hoang ra sao rồi, Lục Phong sắc mặt u ám, Huyết Lãnh có vẻ nhỉnh hơn một chút, Trần Bát Hoang. Có thể trụ nổi không? Còn phải nói, đương nhiên là chết mất xác rồi còn gì nữa, ha ha ha. Cái thứ rác rưởi đó làm sao chịu nổi một đao của Huyết Lãnh, Cổ Thông Thiên vui sướng khoái trá. Cảm giác thỏa mãn khi trả được thù lan ra khắp người, hả hê nhìn lên võ đài chằm chằm không rời mắt. Hắn muốn nhìn thấy Trần Bát Hoang chết. Kể cả Cao Viễn, Cổ Lâm, người của nhà họ Vân và nhà họ Thành cũng thế. Bọn họ đã bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ xấu xí, ghê tởm của Trần Đức khi chết. Cậu Trần, sắc mặt Kỳ Hàn cực kỳ khó coi, trong lòng hắn cảm thấy rất căng thẳng. Mấy người Đàm Thu, Trương Tử Đằng và Giang Hồ Hải cũng căng cứng người. Tim bọn họ gần như ngừng đập, vô cùng căng thẳng. Chương 929. Hai người Âu Dã Thanh Vũ và Lữ Đông Dã cũng thế, nói thật, con người Trần Bát Hoang không tệ, bọn họ đều không mong muốn anh xảy ra chuyện. Dưới đài luận võ, mọi người đều tập trung vào khu vực trung tâm đang bị bụi mù bao phủ, hồi hộp chờ đợi kết quả. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng cái tên Trần Bát Hoang không biết trời cao đất dày kia không chết thì cũng trọng thương. Tuy là vậy, nhưng bọn họ vẫn muốn tận mắt nhìn thấy. Đá vụn, cho bụi từ từ rơi xuống đất. Thời gian dần trôi qua, trên đài luận võ. Bỗng nhiên, một bóng người văng ra từ màn cho bụi, hệt như một khối đá ném thẳng xuống rìa lôi đài. Trong tay người nọ, không có đao. Trên người hắn toàn là máu, một vết đao sâu hóm trước ngực, nhìn thấy mà giật mình. Hắn rơi xuống, kéo theo đó là máu tươi chảy tràn trên nền nhà. Sau khi rơi xuống đất, hắn không dừng lại mà tiếp tục lăn lông lốc ra khỏi lôi đài theo quán tính. Nơi mà hắn lăn qua để lại một vết kéo dài. Rầm. Chưa đến một giây, bóng người kia đã rơi khỏi võ đài cao 5 mét.
gạch lát nền bị nện vỡ nát thành từng mảnh. Khó khăn lắm bóng người kia mới dừng lại được. Vừa khéo, hắn dừng lại ngay trước người Ức Thư Huyên. Cách cô ta còn chưa đến một mét. Mọi người vô thức cho rằng đó là Trần Bát Hoang. Trên mặt Cổ Thông Thiên và Cổ Lâm xuất hiện sự hưng phấn, bọn họ mừng như điên, đang định mở miệng châm chọc vài câu. Có điều, ngay sau đó, khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nụ cười đắc ý và phách lối trên mặt bọn họ thoáng cứng lại. Không chỉ bọn họ, kể cả những võ giả có mặt dưới đài cũng lộ vẻ kinh ngạc, thảng thốt và không dám tin vào mắt mình. Bởi vì bóng người kia, rõ ràng, là Huyết Lãnh. Không, chắc chắn là nhìn nhầm, Cổ Thông Thiên xoa xoa mắt, rồi lại mở ra lần nữa. Không thay đổi, vẫn là Huyết Lãnh. Nhưng, đao của hắn, mất rồi. Chương 930. Không biết nó đang ở đâu. Đao đâu rồi? Đây chính là điều mà tất cả mọi người đều thắc mắc. Cây đao to mà hắn vẫn luôn xem trọng đâu mất rồi? Một giây sau, đáp án hiện ra. Trong màn bụi mù, một bóng người xuất hiện, trong tay người nọ cầm một thanh đao kiểu Nhật đã bị nhuộm đỏ, máu không ngừng men theo lưỡi đao nhỏ xuống. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống như nước mưa, phút chốc ướt đẫm võ đài. Trần Bát Hoang. Nhìn thấy bóng người kia, một vài người quen, biết và có nghe qua tên Trần Đức đều vô thức thốt lên ba chữ kia. Nhất thời, mọi người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Huyết Lãnh. Thất bại ư? Vì kinh hãi quá đỗi mà toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng gào rú thảm thiết của Huyết Lãnh. Người hắn cong lại như con tôm luộc, cả người run lên từng hồi. Dường như phải chịu đựng đau đớn khó có thể chấp nhận được. Tiếng gáo rú thê thảm chói tai khiến da đầu mọi người tê dần, chỉ nghe thôi cũng có thể cảm giác được những đau đớn mà hắn phải chịu. Lúc này, mọi người mới chú ý đến, trên người hắn không chỉ có vết đao trước ngực, mà vai trái còn có một lỗ thủng, rõ ràng là do đao đâm xuyên qua, lộ rõ cả xương trắng hếu, trông rất đáng sợ. Dường như vết thương kia ở ngay động mạch chủ, cho nên máu không ngừng tuôn ra. Thoáng chốc đã nhuộm đỏ nền nhà. Giờ phút này, trông Huyết Lãnh vô cùng thê thảm. Hai mắt Trần Nguyên Bình răng đầy tơ máu, đầu óc ông ta trở nên chỉ độn, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Ông ta đứng như hóa đá, ngơ ngác nhìn thảm trạng của Huyết Lãnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Ức Thư Huyên cũng tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi. Huyết Lãnh gục xuống trước mặt cô ta có thể thấy rõ vết thương trên người hắn, cũng nghe được mùi máu tươi gay mũi. Tay cô ta bấu chặt vào thành ghế, biểu cảm trên mặt giường như đông cứng lại. Mặt Lý Tử Tinh đỏ ửng đến mang tai, hắn ta đứng ngây ra như phỗng, đầu giường như muốn nổ tung, ngơ ngác không biết phải làm sao. Kết quả này chênh lệch quá xa so với tưởng tượng của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cổ Thông Thiên và Cổ Lâm bị dọa tái mặt, bọn họ cũng run lên hệt như Huyết Lãnh, biểu cảm trên mặt vô cùng vi diệu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đao của Huyết Lãnh lại nằm trong tay Trần Bát Hoang? Sao một Huyết Lãnh mạnh mẽ, bá đạo lại trở nên thê thảm như vậy? Trần Bát Hoang bước đến bên cạnh Huyết Lãnh, mặt anh không có chút cảm xúc, sâu trong mắt tràn đầy âm u và lạnh lẽo. Huyết Lãnh vốn không phải đối thủ của anh. Chương 931. Ngay khi hắn rút đao ra, Trần Đức đã đoạt lấy cây đao kia. Mọi người dưới đài chỉ nhìn thấy trên võ đài cát bụi mờ mịt, đất đá bay loạn, nhưng tất cả những thứ này không liên quan gì đến Huyết Lãnh, mà tất cả đều do Trần Đức gây ra. Tuy rằng tốc độ của Huyết Lãnh nhanh, nhưng so với Trần Đức thì chẳng khác nào con kiến, toàn bộ quá trình cũng chỉ gói gọn trong việc rút đao bên hông ra. Không hơn, thời gian của mày rất quý, nhưng, thật xin lỗi, tao không thể giết chết mày ngay được, Trần Đức cầm đao, dẫm lên máu tươi. Bước từng bước đến trước mặt Huyết Lãnh. Giọng anh rất bình thản, dường như đang nói chuyện nhà vậy, không có một chút dao động. Nhưng, nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện dưới khuôn mặt bình tĩnh và lạnh lùng kia, sâu trong mắt anh tràn ngập sát ý cùng sự vô tình, như một cơn bão muốn cuốn phăng tất cả. Khó có thể tưởng tượng được một người vẫn luôn trầm ổn và bình tĩnh như anh vì sao lại trở nên khủng bố và gần như mất khống chế như vậy. Đao trong tay anh. Quá quen thuộc. Tuy trước kia, anh chưa từng nhìn thấy cây đao này, nhưng anh nhớ rõ cảnh tượng Trương Phàm và các anh em khác chết. Anh nhớ rất rõ tử trạng của Trương Phàm khi đó. Lúc đó, mặt cậu ta máu thịt nhầy nhụa, đã gần như không nhận ra được nữa.
10 ngón tay bị chặt đứt, 2 cánh tay bị chặt làm 4 khúc. Cảnh tượng khi đó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu anh. Hôm nay, khi nhìn thấy thanh đao to này, anh lập tức mường tượng ra cảnh tượng lúc đó, sau khi cẩn thận đối chiếu, những dấu vết để lại hoàn toàn ăn khớp với hình dáng và quỹ tích của nó. Rõ ràng là 3, 4 năm trước, các anh em của anh đã chết dưới thanh đao này. Có điều, năm đó, người dùng đao là Phương Tâm Ngọc. Cậu Trần, nhìn thấy Trần Đức bình an vô sự, trái tim đang treo cao của mấy người Lữ Đông Giã, Kỳ Hàn, Đàm Thu, Hà Đồn, Trương Tử Đằng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Bọn họ vô cùng mừng rỡ, đến nổi mặt đỏ ửng lên. Ở đây chỉ có bọn họ là phấn khích và hào hứng nhất. Hiska ZZZ, Huyết Lãnh nghiến răng nghiến lợi, run rẩy lấy ra một viên thuốc. Sau khi uống vào, máu tươi đang không ngừng trào ra trên người hắn dần ngưng lại. Không chỉ như thế, dường như cảm giác đau đớn cũng theo đó biến mất. Trần Bát Hoang, hắn cực kỳ tức giận, lửa giận trong lòng hắn tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, không ngừng va chạm, sục sôi trong lồng ngực. Trần Bát Hoang không chỉ khiến hắn mất mặt trước nhiều người, mà còn tổn thất một viên đan dược có giá trị đắt đỏ mà hắn đã cất giữ suốt 3 năm, thử hỏi sao hắn không phẫn nộ cho được. Chương 932. Hắn thừa nhận, là vì hắn khinh thường Trần Bát Hoang, để đối phương ra tay trước nên mới khiến bản thân mất đi ưu thế. Nhưng, chuyện như vậy sẽ không có lần thứ hai. Tao muốn giết mày. Hắn nhìn chòng chọc vào Trần Đức, không nhiều lời, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, mà trực tiếp ra tay. Lúc này, sắc mặt Huyết Lãnh trắng bệch, linh khí bất ổn, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, rót linh khí xuống chân, chân hắn dường như sinh ra gió, thoáng chốc bay vọt lên. Không có đao thì hắn trực tiếp dùng nắm đấm, một đấm này mạnh mẽ như lôi điện không ngừng tích xúc. Trấn Sơn Quyền. Huyết Lãnh quát khẽ một tiếng, tay hắn kết ấn, tích tụ sức mạnh. Trong từng động tác vừa hung mãnh vừa nhanh nhạy, có thể cảm nhận được càng đến gần Trần Đức, sức mạnh của hắn càng tăng vọt. Nắm đấm tràn ngập sát khí, mùi máu tanh nồng nặc càng làm nổi bật sự hung tàn của hắn, khiến người xem không khỏi rùng mình, dù ở cách đó khá xa nhưng mọi người vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Trấn Sơn Quyền là một loại võ kỹ mạnh mẽ và tràn đầy uy lực. Một đấm có thể khiến núi non rung chuyển, đó không phải nói khoác, mà cũng chẳng phải nói đùa, Trần Nguyên Bình đứng ở gần đó có thể cảm nhận rất rõ sự khủng bố của nó. Dù là ông ta thì cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ nắm đấm kia, đó là loại uy hiếp có thể tước bỏ sinh mệnh của ông ta, khiến ông ta đối diện với cái chết. Mặc kệ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, xem ra, chỉ là Huyết Lãnh sai sót, Trần Nguyên Bình gật đầu tán thưởng, thất bại trong khoảnh khắc không đáng sợ, người cười đến cuối cùng mới là người thắng. Hiển nhiên, Huyết Lãnh vẫn là Huyết Lãnh mà ông ta biết. Huyết Lãnh vô địch, tuy rằng theo quy định, rơi xuống lôi đài sẽ bị phán thua. Nhưng, Trần Nguyên Bình không hô ngừng. Quy định tại ba thành phố Vân Bắc là do Lục Phong đưa ra, ông ta là sư phụ của Lục Phong, địa vị cao hơn Lục Phong, hiển nhiên, ông ta cũng có quyền định đoạt bất kỳ điều gì tại đây. Ông ta vốn dĩ muốn tác hợp cho Huyết Lãnh và Ức Thư Huyên, cho nên không thể hô ngừng. Răng rắc, bất giác, trong không khí vang lên âm thanh như thủy tinh vỡ. Trần Nguyên Bình cứ tưởng rằng Huyết Lãnh đã thi triển đến cực hạn, sức mạnh một quyền đã đạt đến hàng chục ngàn tấn. Nhưng nào ngờ, sau âm thanh vỡ nát kia, sức mạnh của hắn lại tăng thêm một bậc. Có thể thấy được một quyền của hắn đã gây ra vết rách trong không khí, tạo thành từng tầng sóng khí. Khi nắm đấm vung lên, dường như bức tường đá của đài luận võ đã sinh ra cộng hưởng, từng khối gạch bị bong chóc ra, sau đó rơi xuống. Xem ra vừa rồi là sai sót. Trần Nguyên Bình càng tin vào phán đoán của mình, ông ta dám khẳng định, nếu đổi lại là mình thì cũng tuyệt đối không đỡ nổi một đấm này của Huyết Lãnh. Chương 933. Trấn Sơn Quyền là võ kỹ thành danh của Phương Ngọc Sơn, sư phụ của cậu ta, khi còn trẻ. Tuy nhiên, rõ ràng là vừa nãy cậu ta đã đột phá đến cực hạn, đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới, Trần Nguyên Bình nói với Ức Thư Huyên bên cạnh, trong lời nói lộ rõ ý muốn tán dương Huyết Lãnh. Mắt Ức Thư Huyên lóe sáng, tỏ rõ sự kinh ngạc. Thân là một võ giả, hơn nữa là một người có thiên phú tu luyện, đương nhiên cô ta hiểu được việc đột phá cực hạn võ kỹ có ý nghĩa gì. Để làm được điều đó, không chỉ cần sự lĩnh ngộ cực cao, thiên phú, thực lực mà còn phải có căn cơ vững chắc, Huyết Lãnh có thể làm được như vậy chứng tỏ anh ta là một thiên tài,
và hiển nhiên, người này xứng đôi với một thiên tài như cô ta. Lúc này đây, cô ta cho rằng, vừa rồi Huyết Lãnh bị thương là vì khinh địch, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi, thực chất anh ta còn chưa phát huy toàn bộ thực lực. Một người có thể đột phá gông xiềng và giới hạn của bản thân, đạt đến cảnh giới võ kỹ hoàn toàn mới thì sao có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy? Trong nhận thức của Ức Thư Huyên thì điều đó rất vô lý. Đối diện với một quyền như Thái Sơn áp đỉnh, Trần Đức vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, dường như anh không thấy một quyền kia, hay nói đúng hơn, anh vẫn còn chìm trong hồi ức. Trần Bát Hoang, Lục Phong sốt ruột hô to, ngay cả Trần Nguyên Bình cũng cảm thấy không đành lòng. Nói thật, dù vừa rồi chỉ là sai sót của Huyết Lãnh thì Trần Bát Hoang cũng đã chứng minh được thực lực bản thân. Nếu người này không có bản lĩnh thật sự thì dù Huyết Lãnh có sai sót cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chẳng khác nào con voi và sâu kiến, voi có sai đi nữa thì chỉ cần một động tác lơ đễnh của nó cũng đủ để giết chết lũ sâu kiến xung quanh. Trần Nguyên Bình là một người trọng nhân tài, ông ta không mong Trần Bát Hoang chết. Thế nhưng, Trần Bát Hoang vẫn không hề nhúc nhích. Có lẽ là thất thần, cũng có lẽ là sợ choáng váng. Không biết anh đang suy nghĩ gì mà đứng như cọc gỗ. Trong khi đó, một đấm của Huyết Lãnh đang lao thẳng đến, mang theo sự hung tàn cùng với linh khí sôi trào, nơi nó đi qua, cuồng phong nổi lên, quét ngang tất cả. Khoảng cách giữa nắm đấm và đầu của Trần Đức đang ngày càng thu hẹp. Đã gần đến mức có muốn tránh cũng tránh không được. Trần Bát Hoang, chết đi. Huyết Lãnh lộ vẻ âm u và vô tình, hắn không hề nương tay mà dồn hết sức vào một đấm này. Từng con chữ lạnh lẽo bật ra từ cổ họng hắn. Hai. Ba người Ức Thư Huyên, Trần Nguyên Bình và Lục Phong gần như nhắm mắt lại, vô thức lùi ra xa. Nếu một đấm này đánh trúng đầu Trần Đức thì đầu người thanh niên này sẽ nổ tung tóe như một quả dưa hấu, bọn họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. A. À, đột nhiên. Ngay khi bọn họ muốn nhắm mắt lại thì Trần Đức vốn đứng sững trên lôi đài thình lình ngẩng đầu, đôi mắt không chút cảm xúc của anh nhìn thẳng vào Huyết Lãnh. Cùng lúc đó, anh giơ cây đao to trong tay lên. Tốc độ cực nhanh. Chương 934. Gần như chỉ khoảng 1/10 giây, cây đao kia đã va chạm cùng nắm đấm của Huyết Lãnh. Ầm. Đao và nắm đấm va vào nhau. Một giây sau, máu tươi bắn ra, trong tầm mắt của mọi người, năm ngón tay bị chém bay lên trời, sau đó rớt xuống. Nắm đấm hung bạo của Huyết Lãnh giờ chỉ còn cùi tay. Một cái cùi tay trụi lũi. Máu thịt nhảy nhụa. Tất cả những việc này chỉ xảy ra trong tích tắc, thoáng chốc, nắm đấm của Huyết Lãnh đã bị một đao bổ nát, hơn thế nữa, năm ngón tay hắn còn bị lưỡi đao sắc bén chém đứt. Trông chúng hệt như những đoạn trúc bị chặt đứt, rơi rụng trên mặt đất. Tuy nhiên, đao trong tay Trần Bát Hoang không hề ngừng lại, mà hướng thẳng về phía cổ họng của Huyết Lãnh. Toàn thân Huyết Lãnh lạnh như rơi vào hầm băng, cảm giác tử vong một lần nữa bủa vây hắn. Hắn bị một luồng linh khí mạnh mẽ, bạo ngược khóa chặt, muốn tránh cũng không tránh được. Huyết Lãnh không có thời gian để tâm đến đau đớn trên tay, trong đầu hắn chỉ còn tuyệt vọng, là loại tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Hắn không thể ngờ được Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy. Từ trước đến nay, trong mắt hắn, Trần Bát Hoang chẳng qua chỉ là một con kiến, hắn thích giết thì giết, thích bỡn cợt thì bỡn cợt, dù gì. Cũng là con kiến mà thôi. Hiện tại. Con kiến kia có thể sẽ lấy mạng hắn. Hắn hoảng loạn đến mức không nghĩ được gì cả, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đứng đó để mặc cho cây đao to kia bổ về phía mình. Ngay khi hắn cho rằng mình sẽ phải chết, bỗng nhiên. Lưỡi đao ngừng lại. Nó chỉ còn cách cổ họng hắn không đến 0.001 mét, hắn có thể cảm nhận được vài sợi lông tơ bị chém đứt, là tả rơi xuống. Nhưng, da thịt của hắn lại không có một vết xước nào. Huyết Lãnh dùng mình. Cảm giác nhẹ nhõm khi sống sót sau tai nạn bỗng chốc trào dâng trong lòng hắn. Một người kiêu ngạo, lạnh lùng như hắn lại có lúc hoảng sợ đến mức tay chân nhũn ra khi đối mặt với chính cây đao của mình. Hắn biết rõ, nếu như Trần Bát Hoang muốn, hắn ta có thể dễ dàng chặt đứt đầu hắn, tiễn hắn xuống địa ngục, khiến hắn chết đến mức không chết thêm được nữa. Nhưng đến cuối cùng, Trần Bát Hoang lại dừng tay. Không có dấu hiệu báo trước, hắn ta bất ngờ dừng lại. Không tiếp tục giết hắn. Cách đó hơn một mét, Trần Nguyên Bình trợn trừng mắt mà nhìn, gần như quên phải nháy mắt thế nào, hơi thở của ông ta mỗi lúc một nhanh hơn, cứ như nếu không thở gấp như vậy thì ngay sau đó, ông ta sẽ lăn đùng ra chết vậy.
Ngực Trần Nguyên Bình không ngừng phập phồng, hệt như từng tầng gợn sóng. Chương 935. Cảnh tượng trước mắt quả thật rất khó tin. Một nắm đấm của Huyết Lãnh đã đột phá cực hạn của Trấn Sơn Quyền, dù là võ giả vừa đặt chân vào cảnh giới Linh Hải Kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của cậu ta, còn Trần Nguyên Bình thì chắc chắn không đỡ được. Thế nhưng, Trần Bát Hoang không chỉ đỡ được, mà còn ra tay chặt đứt ngón tay của Huyết Lãnh, hơn thế nữa. Hắn có thể dễ dàng giết chết Huyết Lãnh. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là ngay cả ông ta cũng không phải đối thủ của Trần Bát Hoang, và cũng có nghĩa là tên võ giả đến từ thế tục này mạnh hơn Huyết Lãnh, hơn nữa, không chỉ mạnh hơn một chút thôi đâu. Đây, thật sự là võ giả Linh Căn Sơ Kỳ sao? Thật khó có thể tin được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai mà tin được? Ai dám tin chứ? Gương mặt xinh đẹp của Ước Thư Huyên đờ ra, trong đôi mắt quyến rũ của cô ta giờ chỉ còn hình ảnh Trần Bát Hoang cùng cây đao to lớn mà anh cầm. Bỗng dưng, cô ta nhớ lại cảnh tượng khi gặp Trần Bát Hoang và những lời người đàn ông này đã nói. Lúc mới gặp Trần Đức, cô ta cho rằng Lục Phong đang nói khoác. Trần Bát Hoang có thể miễn cưỡng xem như một võ giả, hơn nữa, người này còn rất tự cao tự đại, rõ ràng là say mê vẻ đẹp của cô ta, nhưng lại dùng ánh mắt như nhìn một bình hoa để ngắm nhìn cô ta. Giờ thì, ha ha, hóa ra đó chỉ là những suy nghĩ thiển cận của cô ta. Khoác lác ư? Với thực lực như vậy thì cần gì phải vờ vịt khoác lác? Cần gì phải để ý một cô gái như cô ta? Xem ra, không phải Trần Đức tự cao tự đại, mà chính cô ta mới là người như vậy. Cô ta tỏ thái độ trào phúng, chán ghét, nhưng trong mắt Trần Bát Hoang, tất cả những gì cô ta làm lại chẳng khác nào một tên hề. Khó trách vì sao Trần Bát Hoang lại cười cô ta. Nếu đổi lại là cô ta, khi biết bên cạnh có một tên mù, không có mắt nhìn người thì cũng sẽ nhìn không được bật cười. Trong mắt Trần Bát Hoang, gã Huyết Lãnh kia chẳng khác nào một người chết, Ước Thư Huyên tái mặt, ánh mắt cô ta tràn ngập tự giễu cùng trào phúng. Cùng với đó, hình tượng của Trần Bát Hoang trong suy nghĩ của cô ta cũng bắt đầu được phóng đại vô hạn. Người đàn ông này đã thay đổi nhận thức của cô ta. Đó là nhận thức đối với kẻ mạnh. Bên kia, Lục Phong nắm chặt tay, ngoại trừ kích động cũng chỉ có kích động. Trần Bát Hoang đã chứng minh thực lực bản thân. Cũng chứng minh ông ta không hề nói khoác. Ông ta cảm thấy rất phấn khích. Còn Lý Tử Tinh thì đã sớm bị dọa đến phát run, sắc mặt hắn ta trắng bệch, sợ hãi không thôi. Trần Bát Hoang và Huyết Lãnh ở rất gần bọn họ. Chương 936. Có lẽ là 1 mét, hoặc tối đa là 2 mét mà thôi. Huyết Lãnh đứng như cọc gỗ, đầu hắn trống rỗng. Đau đớn từ bàn tay truyền đến khiến cả khuôn mặt hắn vặn vẹo, vô cùng khó coi, cứ như một người bệnh nguy kịch vậy. Ngoại trừ đau đớn, còn có sợ hãi, một kẻ kiêu ngạo như hắn, vậy mà khi đối mặt với Trần Đức lại cảm nhận sâu sắc thế nào là tuyệt vọng khi biết mình sắp phải chết. Chân hắn nhũn ra, không ngừng run rẩy, phòng tuyết tâm lý cũng bị phá vỡ. Quỳ xuống. Đột nhiên, Trần Đức lên tiếng, anh hờ hững nói ra 2 chữ, trong giọng nói không chứa bất kỳ cảm xúc gì. Những lời này hệt như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Bộp! Huyết Lãnh không thể khống chế được, cứ thế quỳ sụp xuống. Đối mặt với Trần Đức, dù muốn hay không thì hắn cũng phải quỳ. Huyết Lãnh thầm run sợ, cảm giác lạnh lẽo bủa vây hắn, nhưng hơn thế nữa, trong lòng hắn còn bùng lên lửa giận. Hôm nay, hắn không chỉ thua, mà còn mất sạch thể diện. Lúc đến, hắn luôn tỏ thái độ cao ngạo, cho rằng mọi người đều là rác rưởi. Kiêu căng đến mức chẳng thèm để ai vào mắt. Đứng càng cao thì té càng khó coi. Trước ánh mắt của hơn ngàn người, hắn cứ thế quỳ xuống trước mặt Trần Bát Hoang, lúc này, trong lòng hắn là lửa giận ngập trời, thật sự khó mà hình dung được. Làm trò trước mặt hơn ngàn người thì cũng thôi đi. Quan trọng hơn chính là, ở đây còn có cô gái mà Trần Nguyên Bình muốn giới thiệu cho hắn. Nói thật, Ước Thư Huyên rất đẹp, hắn đã từng gặp nhiều cô gái đẹp. Thế nhưng so với Ước Thư Huyên thì bọn họ không đáng để nhắc đến. Hắn đã từng gặp, cũng từng cặp kè với rất nhiều cô gái đẹp, có cả ngôi sao, nhưng nếu đứng bên cạnh Ước Thư Huyên thì bọn họ chẳng khác nào chim sẻ đứng cạnh Phượng Hoàng. Vốn dĩ, hắn định biểu hiện thật tốt, mau chóng chiếm được lòng Ước Thư Huyên. Nhưng nào ngờ, giờ hắn đã mất hết thể diện, mặt cũng ném đến Đại Tây Dương luôn rồi. Không chỉ thế, lúc này, sư tôn của hắn, Phương Tâm Ngọc,
đang quan sát trận chiến thông qua phương thức đặc thù. Nếu nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, không biết sư tôn có thất vọng hay không. Huyết Lãnh suy nghĩ rất nhiều, nhưng sự thật đã bày ra đó, hắn thất bại là việc không thể chối cãi. Có điều, hắn không rõ vì sao Trần Đức lại không giết hắn. Rõ ràng là hắn đã thấy được lửa giận cùng sát ý dày đặc trong mắt Trần Đức. Hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Trần Đức thu đao lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Huyết Lãnh và hỏi, trước đó, mày từng nói Phương Tâm Ngọc sẽ quan sát trực tiếp trận đấu của mày thông qua phương thức đặc thù, đúng không? Chương 937. Ừ. Thoáng cái, Huyết Lãnh đã hiểu ra vì sao Trần Bát Hoang không giết hắn. Không dám. Chắc chắn là vì kiêng kỵ Phương Tâm Ngọc nên mới không dám giết. Nghĩ đến đây, Huyết Lãnh nhếch mép cười lạnh. Ngay khi trên mặt hắn thoáng lộ vẻ đắc ý. Đột nhiên, Trần Đức giơ đao lên, thoáng cái chém nứt cánh tay vừa mất đi 5 ngón tay của Huyết Lãnh. Máu văng tung tóe, rải rác khắp sàn nhà. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn đến mức chết đi sống lại lan khắp toàn thân, Huyết Lãnh hét lên một tiếng thảm thiết khiến mọi người giật bắn người. Trần Đức nhìn Huyết Lãnh, lạnh lùng nói, Phương Tâm Ngọc, ông thấy được đúng không? Năm đó, ông đã dùng cây đao này để chém chết anh em của tôi. Tôi cho ông một phút, tốt nhất là ông lập tức xuất hiện tại Đại học Thương mại, xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, cách 10 giây, tôi sẽ chặt đứt một ngón tay của hắn. Giọng Trần Đức đầy u ám, không có một chút tình cảm nào. Lưỡi đao đỏ thẫm trong tay anh không ngừng rỉ máu. Mùi máu tươi gay mũi dần dần lan ra. Tiếng kêu gào thảm thiết của Huyết Lãnh cùng những lời của Trần Đức vang vọng khắp thao trường. Khiến nhiều người không khỏi rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ không biết Trần Bát Hoang đã trải qua những gì, nhưng giờ phút này, anh chẳng khác nào một ma vương. Côn Luân Hư, Thiên Kiếm Phong. Phương Tâm Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng, ánh mắt ông ta cực lạnh. Ông ta vừa đến Thiên Kiếm Phong liền xoay người chạy trở về. Đi được vài bước, ông ta đột nhiên dừng lại. Một phút ư? Đùa à? Từ Côn Luân Hư đến nơi gần nhất của Vân Bắc, đừng nói một phút, dù là một tiếng cũng không đến được. Trần Bát Hoang muốn chơi ông ta à? Trần Bát Hoang? Phương Tâm Ngọc muốn gọi điện để uy hiếp Trần Bát Hoang, hoặc tìm người cứu Huyết Lãnh, thế nhưng Côn Luân Hư vốn không có tín hiệu mạng. Không thể nào liên lạc được với thế tục. Ông ta có thể xem trực tiếp là nhờ vào phương pháp đặc thù đấy. Nhưng chỉ có thể quan sát mà thôi. Chương 938. Máu trong người ông ta sôi lên, sự phẫn nộ đã lên đến cực điểm. Đại học Thương mại. 10 giây trôi qua, Trần Đức giơ đao chặt đứt một ngón trên bàn tay trái của Huyết Lãnh. Lại thêm 10 giây. Phương Tâm Ngọc không đến. Ngón trỏ của Huyết Lãnh bị chặt đứt. Trần Bát Hoang, đúng lúc này, Trần Nguyên Bình đột nhiên đứng dậy. Việc đã đến nước này, ông ta không thể không ra mặt. Dù gì thì ông ta và Phương Tâm Ngọc cũng là bạn, hơn nữa, ông ta từng dạy bảo cho Huyết Lãnh vài chiêu, coi như hắn cũng là 1/10 đệ tử của ông ta. Lại nói, thân phận của hắn, ông ta không thể ngó lơ được. Hừm, Trần Bát Hoang quay sang nhìn Trần Nguyên Bình. Trần Bát Hoang, dựa theo quy định thì Huyết Lãnh đã thua. Cậu là người thắng. Tuy không muốn nhưng Trần Nguyên Bình vẫn phải tuyên bố kết quả trận đấu này. Nếu không tuyên bố, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Dừng một lúc, ông ta nói tiếp, cậu không thể tiếp tục làm như vậy, dừng lại được rồi. Ồ, đôi mắt sâu thẳm của Trần Đức nhìn thẳng vào Trần Nguyên Bình, ông Trần, chuyện này. Tôi nghĩ ông đừng xen vào thì tốt hơn. Trần Bát Hoang, cậu không thể phá vỡ quy tắc, mỗi một cuộc thi đều có quy tắc riêng của nó. Trần Nguyên Bình trầm giọng nói, tôi buộc phải xen vào, tôi mong cậu có thể rộng lượng một chút, bỏ qua cho cậu ta. Phá vỡ quy tắc. Trần Đức mỉm cười, hắn vừa ra là đòi 8 suất, lúc đó, sao ông không nói hắn phá vỡ quy tắc? Lần đầu ra chiêu liền muốn giết tôi, ông Trần, lúc đó, sao ông không nói hắn phá vỡ quy tắc? Giờ đến phiên Trần Bát Hoang này thì lại là phá vỡ quy tắc. Giọng Trần Đức tràn đầy sự mỉa mai. Ẩn sâu trong đó còn có một chút sát ý, sự hung ác và dữ tợn. Anh cảm thấy rất nực cười, ông Trần, ông không biết tôi đã trải qua những gì mà đã khuyên tôi nên rộng lượng, ông cảm thấy lời của mình có thích hợp không? Thích hợp không? Trần Bát Hoang nói một cách hùng hồn, khiến Trần Nguyên Bình á khẩu, sắc mặt ông ta đỏ bừng, không biết phải đáp lại như thế nào.
Quần chúng vây xem và các thí sinh đến tham dự buổi tuyển chọn cũng nhận thấy Trần Nguyên Bình có hơi quá đáng. Ngay cả Ước Thư Huyên cũng cho là như vậy. Chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân đốt đèn ư. Không đợi Trần Nguyên Bình đáp lại, Trần Đức đột ngột giơ đao lên chặt bỏ ngón giữa của Huyết Lãnh. Chương 939. Ngay lập tức, máu tươi bắn ra. Trần Đức nhếch mép cười, thái độ cực kỳ bá đạo, không cho phép thương lượng, nếu quả thật có quy tắc, thì hôm nay, Trần Bát Hoang sẽ phá vỡ thứ quy tắc mà ông nói. Bất kỳ ai dám xen vào chuyện của tôi, kết cục. Chỉ có chết. Ông Trần, ông có chắc muốn xen vào việc này hay không? Đối với Trần Nguyên Bình, Trần Đức vẫn luôn tỏ thái độ khách sáo. Nói gì thì ông ta cũng là người của học viện vô song, cuộc thi tuyển sắp diễn ra, đắc tội với người của học viện không phải là một lựa chọn sáng suốt. Còn nữa, vừa rồi, lúc Huyết Lãnh ra tay với anh đã nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt Trần Nguyên Bình, từ đó có thể thấy được con người ông ta không đến nỗi tệ. Anh bằng lòng cho Trần Nguyên Bình một cơ hội lựa chọn. Thế nhưng, nếu Trần Nguyên Bình không biết phân biệt đúng sai, vậy thì, ông ta chỉ có thể chết. Phá vỡ quy tắc thì thế nào? Đắc tội học viện vô song thì sao chứ? Anh chỉ biết một điều. Anh em của anh không thể chết vô ích được. Trên thao trường, quanh đài luận võ, người của các gia tộc thuộc ba thành phố lớn tại Vân Bắc, cùng với các tuyển thủ đến tham dự đều sững sờ. Trần Bát Hoang. Đây là uy hiếp, cảnh cáo Trần Nguyên Bình. Mặt mày ai nấy đều đầy kinh hoàng khiếp sợ. Trần Bát Hoang của hiện tại hết lần này đến lần khác khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác, cũng như triệt để thay đổi tam quan. Mẹ nó! Cho dù là mấy gia tộc đứng đầu trong số 36 gia tộc địa sát cũng không dám kiêu ngạo, bất cần, càn quấy như Trần Bát Hoang. Uy hiếp một vị đại lão đến từ Côn Luân Hư, địa vị còn cao hơn cả Lục Phong, muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Quy tắc của học viện vô song. Há có thể tùy tiện phá vỡ. Thời gian như ngừng trôi. Mọi người dường như đã nhìn thấy dáng vẻ Trần Nguyên Bình điên tiết lao lên, giết Trần Bát Hoang chết tại chỗ, ai nấy đều kinh hãi, ánh mắt đổ dồn lên người Trần Nguyên Bình. Trần Nguyên Bình cũng không khác mọi người, trông có vẻ im lặng, trầm mặc. Đứng yên tại chỗ, khuôn mặt già nua đỏ bừng, khó nén cơn giận dữ. Bị một võ giả xuất thân từ thế tục dồn vào chân tường như thế, nếu là kẻ khác chỉ e đã sớm xông lên, giết người, đổ máu rồi. Thế nhưng, người này lại là Trần Bát Hoang. Thực lực của anh mạnh hơn Huyết Lãnh nhiều, còn ông ta ngay cả Huyết Lãnh cũng đánh không lại. Nói cho xuôi thì, đánh với Trần Bát Hoang tuyệt đối chỉ có con đường chết. Ông ta không dám động thủ. Chương 940. Một khi chọn sai, thì 1000% Trần Bát Hoang sẽ xóa sổ ông ta ngay. Bởi vì, ông ta phát hiện, trong mắt Trần Đức có một cơn bão chồng chất hết thảy giận dữ và sát ý. Nội quy của học viên vô song không thể phá vỡ, trầm ngâm một chút, rốt cuộc Trần Nguyên Bình cũng mở miệng, trầm giọng và thận trọng, chuyện ngày hôm nay, không được trở thành tiền lệ. Không, không được trở thành tiền lệ. Mọi võ giả có mặt tại hiện trường bị mấy chữ trên làm cho giật mình, bọn họ không phải ngu ngốc, tất nhiên hiểu hàm nghĩa những lời này. Trần Nguyên Bình, nhượng bộ rồi. Trước sự uy hiếp, bức bách của Trần Bát Hoang, ông ta chọn nhượng bộ. Ánh mắt mọi người nhìn Trần Bát Hoang thay đổi trong nháy mắt, trong lòng bọn họ lại như bị đả kích thêm một nhát nữa, họ hoàn toàn không thể ngờ, đường đường là võ giả Côn Luân Hư, thế mà lại nhượng bộ. Ban giám hiệu, giảng viên Đại học Thương mại ai nấy đều chưng hửng, phía trường học từng đứng ra chủ trì rất nhiều đợt tuyển chọn cho học viện vô song, có lần nào người của Côn Luân Hư không cao ngạo bất phàm, ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Lần này, lại nhượng bộ, cúi đầu ư. Trần Bát Hoang, thật quá kinh khủng rồi. Rốt cuộc hắn ta đã mạnh tới cảnh giới nào? Xoẹt. Trong lúc mọi người còn đang mải suy nghĩ, một ánh đao chợt lóe lên, ngón áp út của Huyết Lãnh rơi xuống đất, mang theo một chuỗi máu tươi, hiện trường lặng phắc. Á! Mặt Huyết Lãnh không còn giọt máu, nhợt nhạt như thể xác chết trong quan tài, mồ hôi lạnh nhễ nhại, thân thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng. Thân xác đau đớn không chịu nổi khiến hắn không nhịn nổi rú lên nhức óc. Đau à, sợ à, tuyệt vọng à, Trần Sinh cười, nhìn Huyết Lãnh chăm chú, trầm giọng, hồi đó, sư phụ của mày cũng đã ra tay với anh em tao như vậy không phải sao? Ánh sáng trắng lóe lên. Ngón cuối cùng. Một lần nữa bị Trần Đức chặt đứt. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.
Dưới chân Thiên Kiếm Phong, Côn Luân Hư, Phương Tâm Ngọc máu nóng đổ dồn về tim, gầm lên giận dữ, chỉ một cái tát, một tảng đá lớn nát tan tành, con người răng đầy tơ máu và sát ý dày đặc. Ông ta xưa nay coi huyết lãnh như con ruột, bao nhiêu năm đích thân tận tụy bồi dưỡng hắn cho tới hôm nay. Có thể nói, huyết lãnh chính là tâm huyết cả đời của ông ta, càng giống con ruột hơn cả con ruột. Chương 941. Nhưng bây giờ, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết lãnh bị chặt từng ngón tay, không thể trợ giúp, không thể chạy đến nơi, tim ông ta như giang dỉ máu, giận dữ điên cuồng. Phương Tâm Ngọc, nếu như ông nhìn thấy cảnh này, thì ông hãy chờ sẵn ở Thiên Kiếm Phong, đợi tôi đến lấy cái đầu chó của ông. Qua màn hình, Phương Tâm Ngọc nhìn thấy Trần Đức giơ thanh đao trong tay lên, xẹt qua cổ huyết lãnh, cắt đứt động mạch cổ của hắn. Không tới nửa phút, huyết lãnh gục trong vũng máu, hoàn toàn tắt thở, không còn cơ hội sống sót. Được, được, được lắm. Phương Tâm Ngọc đá nát màn hình, tức giận gần mấy tiếng, Trần Bát Hoang, tao sẽ chờ mày ở Thiên Kiếm Phong, 3 năm trước tao không giết được mày, năm nay tao sẽ nhổ cỏ tận gốc. Trong mắt ông ta lóe ra từng tia dữ tợn. Dưới võ đài ở Đại học Thương mại, huyết lãnh đã chết. Chết thật sự, nhanh chóng, gọn gàng. Không hề có chút gì vương vấn. Chung quanh khoảng sân rộng, ai nấy lặng người không nói nổi nên lời. Trần Đức cầm thanh đao. Tung một cú đá. Đá gãy thanh đao làm 2 khúc. Bất chợt, anh móc ra chiếc bi đựng rượu, đổ xuống đất, rượu theo dòng chảy thấm vào đất. Các anh em, các cậu thấy không, những kẻ đã giết chết các cậu, tôi sẽ không tha bất kỳ kẻ nào. Trần Đức ngửa đầu, tu từng hớp rượu lớn, rượu ủ lâu năm nồng đượm trôi xuống yết hầu, như mang theo cả lửa cháy, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Sát ý, giận dữ trong mắt Trần Đức cũng trôi sạch theo rượu, tan vào trong lòng. Giống như, lửa giận vừa rồi hoàn toàn chưa từng tồn tại. Ước Thư Huyên nhìn đến ngây dại cả người. Bỗng dưng cô ta nghĩ, Trần Bát Hoang là một người đàn ông rất kỳ lạ, ánh mắt của anh ẩn hiện một nỗi tang thương lạ lùng mà người trẻ vốn không nên có. Người đàn ông này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Đột nhiên cô ta cảm thấy tò mò về Trần Đức. Cùng lúc đó, Trần Đức bất ngờ quay đầu nhìn cô ta, tôi đã nói trước rồi, cô không nên chọn một người chết để kết đôi uyên ương giai ngẫu, cô không tin, vậy. Giờ đã tin chưa? Ước Thư Huyên không dám nhìn thẳng Trần Đức, cô ta cắn môi, mặt mày đỏ ửng. Thậm chí, trong ánh mắt còn có cả sự tủi thân. Đúng vậy, chính là tủi thân. Chương 942. Cũng vì trước đó cô ta đã đoán sai, nhìn lầm người. Cô ta khinh bỉ chính mình, xấu hổ vì mắt nhìn kém cỏi so với Trần Bát Hoang. Mà cũng đâu cần phải thẳng thắn như vậy, có khác gì và mặt rõ đau xong hỏi, cô ổn chứ? Nghiêm túc mà nói, cô ta có sai gì đâu. Hôm trước, cô ta hoàn toàn không biết Trần Đức, Trần Bát Hoang là ai, nhé. Tuy có nghe Lục Phong khen ngợi vài lần, nhưng ai mà biết được, ngay cả linh căn kỳ sơ cấp còn mạnh hơn cả thế. Huống chi, trước một người đàn ông xa lạ như thế, với ánh mắt mắt đưa mày lại, động tác càn rỡ, là phụ nữ ai mà chả ghét. Trên mặt Ước Thư Huyên như có lửa thiêu, chỉ hận không thể kiếm cái lỗ nào chui vào. Nhưng cô ta rất kiêu ngạo. Đối với vấn đề của Trần Đức, cô ta vẫn cứng rắn ngẩng đầu lên, đè ép tiếng tim đập dồn dập, nhìn thẳng vào anh, là tôi sai, tôi mắt chó nhìn người thấp, được chưa? Anh thỏa mãn chưa, anh vừa lòng chưa? Cô ta khẽ cắn môi, trong lòng phiền muộn, nói xong những lời này, cô ta rốt cuộc. Khóc, đúng vậy. Trần Đức không nhìn nhầm, khóe mắt Ước Thư Huyên nước mắt chảy ra, nhưng cô ta đã nhanh chóng lau đi, giả bộ mạnh mẽ. Trần Đức không nói gì, chỉ thấy ngạc nhiên. Anh hoàn toàn không nghĩ quá nhiều, càng không nghĩ ai đúng ai sai. Từ đầu đến cuối, anh không hề nghĩ Ước Thư Huyên ghét anh thì có gì sai, hay nói cho đúng, thái độ Ước Thư Huyên đối với anh chưa bao giờ để bụng. Không ngờ, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cô ta lại phản ứng mạnh như thế. Tâm tư con gái quả thật bất thường như thời tiết vậy. Trần Đức thấy ngại, nhếch môi cười khổ, thu lại vẻ không đứng đắn. Cố hết sức trở nên nghiêm túc, thận trọng nói, xin lỗi vì đã mạo muội. Tuy rằng không biết mình sai ở đâu, nhưng mà, cứ nhận sai là được. Hai người không có huyết hải thâm thù gì, có nhận sai cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thấy Trần Đức đột ngột thay đổi 360 độ thái độ, Ước Thư Huyên hơi sững sờ, đôi mắt nhìn anh thật sâu,
trong lòng tự dưng lăn tăn dậy sóng, tuy rất nhạt, nhưng cũng rất kỳ lạ. Giống như là, mất mát. Không sai, chính là mất mát. Cảm giác mất mát kỳ lạ, khó hiểu. Phụ nữ là loại sinh vật phức tạp và vô cùng khó nắm mắt. Bạn hay nhìn cô ấy, quan tâm cô ấy, đối xử tốt với cô ấy sẽ thấy bạn đáng ghét rồi khinh thường, ghét bỏ bạn. Nhưng khi bạn không quan tâm cô ấy, lãnh đạm với cô ấy sẽ nghĩ có phải mình không đủ hấp dẫn hay không, rồi bắt đầu cảm thấy mất mát, lo mất lo được. Ước Thư Huyền chính là như thế, lúc này trong lòng cô ta đang rối bời. Chương 943. Sau khi xin lỗi, Trần Đức không quá hứng thú với đề tài này, anh nhìn sang Lục Phong, cười nhạt, Lục đạo trưởng, sao hả, tôi không làm cho ông thất vọng chứ? Không, không có, không có. Lục Phong siết chặt nắm tay, thân thể run rẩy vì kích động, Trần Đức không chỉ chứng tỏ bản thân, mà cũng chứng tỏ mắt nhìn của mình, rõ ràng anh không nói khoác, càng không nói dối. Há chỉ không thất vọng. Biểu hiện của Trần Đức quả thật quá lớn, hoàn toàn vượt qua những gì ông mong muốn, mới chỉ vài ngày không gặp, anh lại càng mạnh hơn so với trước, thứ năng khiếu mạnh mẽ bẩm sinh này một khi bước vào học viện vô song, tốc độ tiến bộ sẽ càng kinh khủng hơn nữa. Mà ông chính là người đầu tiên tiếp cận Trần Đức, khai quật ra mỏ kim cương này. Tương lai, phần thưởng của ông không phải nhỏ. Tiền đồ vô lượng. Mắt Lục Phong lóe ra ánh sáng, còn ở bên kia Lý Tử Tinh lại trầm mặc, ủ rột như kẻ câm điếc, không dám ho he gì. Trước đó nếu không phải Trần Nguyên Bình ngăn cản, hắn ta đã nhảy lên đánh Trần Đức rồi, nghĩ đến lại sợ, sợ thật sự. Nếu hắn ra tay thật, kết cục của hắn so với Huyết Lãnh sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, đầu Lý Tử Tinh tê dần, tự cảm thấy mình may mắn. Cậu Trần, lúc này Trần Nguyên Bình đứng dậy, không còn gọi đầy đủ họ tên Trần Đức, mà gọi bằng cậu, thái độ thay đổi hẳn, tràn ngập áy náy, kính cẩn nói, trước đây tôi mạo phạm cậu, tôi xin lỗi. Không sao, chuyện cũ rồi. Trần Đức không phải người ưa tính toán, mỗi thứ đều ghim trong lòng, nói một cách nghiêm túc, Lục Phong và Trần Nguyên Bình cũng coi như không tệ. Người đầu tiên bị anh cướp đi linh thạch gần ngàn cân, mà cũng không nổi sát ý lên với anh, người thứ hai, ít nhất không thật sự xông lên chen vào ân oán giữa anh và Huyết Lãnh. Thấy Trần Đức rộng lượng như thế, không truy cứu lời ăn tiếng nói trước đây của họ, Trần Nguyên Bình thoáng thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Lý Tử Tinh, không mau xin lỗi cậu Trần đi. Lý Tử Tinh cả người run lên, vội vàng nói, cậu Trần, xin lỗi. Vừa rồi, là tôi có lỗi. Ha ha. Trần Đức cười nhạt, không để ý hắn ta. Người như Lý Tử Tinh, thuần túy là ngu xuẩn, tiểu nhân, ngay từ đầu hai người đã không cùng một thế giới, sau này cũng sẽ không qua lại nhiều. Trước sự thờ ơ của Trần Đức, Lý Tử Tinh cực kỳ khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn cúi đầu, không dám nói nhiều một câu nào. Lát sau, ban giám hiệu cùng toàn thể giảng viên Đại học Thương mại đều chạy qua đây chúc mừng Trần Đức. Thi thể Huyết Lãnh bị người ta khiêng xuống dưới. Hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bất cứ vết tích gì. Cậu Trần, danh sách 10 người này đều giao cho cậu, tôi muốn hỏi cậu, cậu định sử dụng thế nào? Trần Nguyên Bình hỏi. Danh sách 10 người. Trần Bát Hoang chắc chắn, một mình không dùng hết. Chương 944. Tôi muốn đưa vài người cùng vào học viện vô song như Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Hà Đồn, Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Lữ Đông Dã, và cả Giang Hồ Hải. Trần Đức đọc 7 cái tên, cộng luôn cả anh nữa là 8 người. Trần Nguyên Bình nhìn lướt qua từng người trong miệng Trần Đức, ngoài Lữ Đông Dã và Âu Dã Thanh Vũ, thực lực những người còn lại có hơi yếu, nhất là Hà Đồn, thậm chí cả luyện khí kỳ cũng chưa đạt tới, chỉ mới đạt tới cảnh giới đại sư ở thế giới người bình thường. Thậm chí hai chân còn có tật, phải chống gậy. Còn Giang Hồ Hải lại hơn 30 tuổi rồi, có hạn chế về tuổi tác. Thế nào? Có vấn đề gì sao, thấy Trần Nguyên Bình suy tư, Trần Đức hỏi. Không có, nếu đã giao danh sách cho cậu, vậy thì đương nhiên do cậu định đoạt, Trần Nguyên Bình đáp. Dùng danh sách 10 người để đổi lấy một chiến thần vượt cấp, yêu nghiệt thực lực cực mạnh như Trần Bát Hoang, học viện vô song cũng chẳng mất mát gì, thậm chí còn có lời. Hơn nữa, là lợi nhuận máu. Thấy Trần Nguyên Bình đồng ý, Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Hà Đồn, Giang Hồ Hải, Đàm Thu, Trương Tử Đằng ai nấy đều kích động, bọn họ chưa từng nghĩ tới rằng có một ngày mình sẽ được đến Côn Luân Hư trong truyền thuyết, vì thế càng hưng phấn vô cùng. Đi kèm với đó là vô cùng cảm kích Trần Đức.
Giang Hồ Hải lại càng may mắn vì được tuyển chọn năm nay. Còn hai người nữa thì sao? Trần Nguyên Bình gọi người ghi lại họ tên đám người Kỳ Hàn, chợt hỏi. Còn lại hai người, các người cứ tùy ý chọn lựa, tôi chỉ có một yêu cầu, Trần Đức chỉ đám Cổ Lâm, Cổ Thông Thiên, Vân Trung Quân, bọn họ không được tham gia tranh hai suất còn lại. Được, cậu yên tâm, nhất định sẽ không đâu. Mặc dù không biết ân oán giữa bọn họ, Trần Nguyên Bình vẫn gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng không cần suy nghĩ. Sau khi xem xét cẩn thận, bọn họ cảm thấy không nên lãng phí hai vị trí đó, quyết định lựa chọn lại, cho người khác thêm một cơ hội. Tranh thủ trong thời gian lựa chọn này, Lục Phong không tiếp tục ở lại chỗ mấy người Trần Nguyên Bình, bóng dáng cao lớn đi thẳng về phía Kỳ Hàn và những người khác. Ông ta cần phải giải thích một số chuyện, luôn tiện lấy tư liệu của bọn họ, cho nên ông ta đi theo sau lưng Trần Đức. Ước Thư Huyên nhìn chằm chằm bóng lưng đó, ngây người hồi lâu, trong lòng dậy sóng. Kể từ khi đối phương nói lời xin lỗi xong thì thật sự không hề nhìn cô ta thêm lần nào nữa, giống như coi cô ta là không khí, không tồn tại, điều này khiến trái tim cô ta cực kỳ trống rỗng. Lẽ nào trong mắt anh, tôi thật sự chỉ là bình hoa thôi sao? Mặt Ước Thư Huyên hơi đỏ, cô ta lẩm bẩm một mình, hai tay siết chặt váy. Cô ta chưa yêu đương lần nào, chưa từng có bạn trai. Nhưng đến tuổi như cô ta cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cảm giác khát vọng được bạn trai nuông chiều. Có điều, những người đàn ông mà cô ta từng gặp rất khó khiến trái tim của cô ta rung động, thổn thức. Nhưng, hôm nay Trần Đức lại khiến tâm trạng của cô ta không ngừng dao động. Khốn kiếp, vậy mà lại xem tôi là bình hoa, tại sao lại nói tìm một người chết làm tình nhân rất đáng tiếc, tại sao lại trêu đùa tôi, cô ta nghiến răng lẩm bẩm. Chương 945. Đối mặt với Trần Bát Hoang, Ước Thư Huyên không thể không thừa nhận, cô ta rung động rồi. Hai vị trí còn lại đã cho rất nhiều người hy vọng, cuộc tuyển chọn vẫn tiếp tục. Song, trên thực tế, sau khi chứng kiến sự lợi hại của Trần Bát Hoang, những người còn lại thực sự bình thường đến nỗi tầm thường, quá rác rưởi, căn bản không thể lọt vào tầm mắt của người tuyển chọn. Hai vị trí cuối cùng chỉ có thể bỏ trống. Từ trước đến nay, tiêu chí tuyển chọn của học viện Vô Song luôn là ít nhưng chất lượng. 10 năm mới có một đợt tuyển chọn, mặc dù mỗi lần đều đặt ra 10 vị trí, nhưng từ lần đầu tiên cho đến nay, chưa có lần nào là tuyển đủ, điều này không hề kỳ lạ. Một cuộc tuyển chọn trọng thể cứ như vậy mà hạ màn, không biết có phải trùng hợp hay không. Lúc đến Huyết Lãnh Cao Ngạo đòi 8 vị trí, cuối cùng lại bị Trần Bát Hoang một tay chiếm chọn khiến ai nấy cũng kinh hãi không thôi. Thầy Lục, 8 ngày nữa học viện Vô Song sẽ tập hợp học viên mới, trong 8 ngày này có thể giao cho tôi tùy ý sắp xếp không? Tối hôm đó, mọi người tổ chức một buổi yến tiệc chúc mừng, trong bữa tiệc, Trần Đức hỏi. Cậu Trần, cậu đây là, Lục Phong dường như nghĩ ra chuyện gì đó, hỏi, muốn đi Thiên Kiếm Phong sao? Đúng vậy. Chuyện của Phương Tâm Ngọc, Trần Đức vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, anh nhất định phải tìm được Phương Tâm Ngọc, giết chết ông ta, báo thù cho các anh em đã khuất. Đồng thời, hỏi chuyện năm đó liên quan đến bố mẹ anh. 8 ngày này có thể cho cậu tự do sắp xếp, nhưng ngày thứ 8 cậu nhất định phải có mặt tại học viện Vô Song, nếu không, vị trí đó sẽ bị hủy bỏ, đến lúc đó cho dù tôi là thầy cũng không cách nào giúp cậu khôi phục. Lục Phong thận trọng nghiêm túc nhắc nhở, còn có, cậu thật sự muốn đi tìm Phương Tâm Ngọc sao? Nếu như cậu không trở lại, vị trí của những người bạn của cậu chỉ e là... Lục Phong nói đến đó thì ngừng lại. Bởi vì lời phía sau có chút đau lòng. Lữ Nông Dã, Kỳ Hàn, những người này có thể đến Côn Luân Hư hoàn toàn là nhờ có Trần Đức, học viện Vô Song rất vui lòng dùng mấy vị trí này đổi lấy một người yêu nghiệt như Trần Đức. Nếu Trần Đức đột nhiên gặp bất trắc gì, ngày tháng sau này của bọn họ sẽ rất khó khăn. Yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại, Trần Đức trả lời rất nghiêm túc. Sau đó, Lục Phong dẫn Trần Đức đến nói chuyện với Trần Nguyên Bình rằng anh muốn đi Thiên Kiếm Phong. Trần Nguyên Bình muốn ngăn cản, dù sao ông ta và Phương Tâm Ngọc cũng là bạn bè. Nhưng ý Trần Đức đã quyết, ông ta cũng hiểu được ân oán giữa hai người này, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Trở lại yến tiệc, Trần Đức đi về phía bàn mấy người Kỳ Hàn, Lữ Đông Giã, Âu Giã Thành Vũ, Côn Luân Hư không giống thế tục chúng ta, ở đó toàn là võ giả, lúc mới đến tôi không có mặt, mọi người nhất định phải cẩn thận chú ý nhiều hơn. Nếu như gặp phải chuyện gì thì nhất định phải bình tĩnh. Đừng hành sự lỗ mãng. Cậu chủ, cậu yên tâm, Kỳ Hàn đảm bảo với Trần Đức, cuồng nhân Lục Đông Giã cũng vậy,
thể hiện rằng hắn biết Côn Luân hư cường giả như mây, nhất định sẽ khiêm tốn một chút. Đêm khuya hôm đó, Trần Nguyên Bình dẫn Kỳ Hàn, Lữ Đông Giã, Âu Giã Thanh Vũ và những người khác rời đi, trực tiếp đến Côn Luân hư. Ngày hôm sau, Trần Đức lần lượt đến nhà họ Kỳ, nhà Âu Giã để lại cho bọn họ một ít đan dược. Chương 946. Đồng thời, đổi lại hai nhà này phải làm theo yêu cầu của anh, đi thành phố Tần bảo vệ Tống Ngữ Yên, Diệp Khánh Ngôn, Lâm Giao, Hạ Thiên Tuyết, Tử Hàm và những người khác. Nhà họ Kỳ tất nhiên là sẵn sàng đồng ý. Còn nhà Âu Giã, sau khi do dự hồi lâu cũng đồng ý điều kiện. Dù sao, trong mắt bọn họ, đan dược mà Trần Đức từng tặng cực kỳ quý giá, hiếm có thể nói những thứ này trong thế tục rất hiếm khi nhìn thấy. Sau đó, Trần Đức dẫn Tử Hàm đi chơi khắp nơi, lần lượt nói với Trương Thiên Dương, Miêu Tiểu Thanh, Tống Ngữ Yên, Hạ Thiên Tuyết, Diệp Khánh Ngôn, Lâm Giao và những người khác rằng anh sẽ không đi quá lâu, sẽ cố gắng về sớm. Mặt trời lặn ở phía tây, ánh chiều tà rọi chiếu xuống mặt đất, cuối cùng Trần Đức đưa Tử Hàm về nhà, sau đó anh lên máy bay đến Hương Giang. Đây là thành phố đứng đầu trong 6 thành phố thuộc tỉnh Thượng Võ. Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì Hương Giang có liên kết với Côn Luân Hư. Hương Giang có địa hình rộng lớn, hầu hết các khu vực đều có núi nhấp nhô, được gọi là núi Côn Luân. Những dãy núi nằm sâu trong núi Côn Luân liên kết với Côn Luân Hư. Ở ngoại vi Côn Luân Hư, địa hình vô cùng phức tạp, nếu không có người có thực lực mạnh hoặc có người có thực lực mạnh dẫn đường thì không chỉ dễ bị lạc mà còn có thể chết giữa đường. Trần Đức đang giữ tấm bản đồ của Lục Phong đưa. Trên bản đồ chỉ là một phần của Côn Luân Hư, trên đó thể hiện rõ đường đi từ Hương Giang đến Thiên Kiếm Phong và từ Thiên Kiếm Phong đến Học viện Vô Song, đây là con đường gần và phù hợp với Trần Đức nhất. Trần Đức chỉ có 8 ngày, anh không hề trì hoãn. Sau khi đến Hương Giang, đi theo con đường trên bản đồ đến núi Côn Luân, tiến vào sâu bên trong núi, sau khi đến chỗ tiếp giáp Côn Luân Hư, anh cảm thấy rõ ràng nồng độ linh khí ở đây đích thì cao hơn rất nhiều so với thế tục. Gấp hơn 10 lần. Dọc theo đường đi anh còn nhìn thấy rất nhiều hoa, cây cối và thảo dược mình chưa từng gặp qua, thậm chí đi sâu vào còn thấy một vài động vật tướng mạo kỳ quái. Dưới sự bồi dưỡng của linh khí, dã thú thông thường ngày xưa rõ ràng đã xuất hiện biến dị ở các mức khác nhau. Rất dứt khoát. Trên người Trần Đức tản ra khí tức cường giả, mặc dù dã thú mạnh, nhưng nó cũng không dám tập kích anh. Dù đường núi gập ghềnh, nhưng Trần Đức giống như đi trên đất bằng. Đêm trăng sáng, Trần Đức không dừng lại nghỉ ngơi, tốc độ còn ngày càng nhanh, đồng thời anh cũng nâng cao cảnh giác chuẩn bị đón một vài tình huống bộc phát bất cứ lúc nào. Đây là thói quen nhiều năm từ khi anh nhập ngũ, chỉ cần đến một nơi không hiểu biết gì, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ quan sát tỉ mỉ và tìm hiểu tình hình xung quanh. Đột nhiên, bước chân của anh dừng lại. Bởi vì, anh nhìn thấy hai người trước mặt. Cầm đầu là một tên đàn ông khoảng chừng 34-35 tuổi. Đầu cắt ngắn, người cơ bắp, giống như thường tập luyện ở phòng gym, trông vô cùng có sức lực. Sau lưng có một người đàn ông giống y vậy, khoảng chừng 40 tuổi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, đấu đá bừa bãi. Trần Đức vừa nhìn thấy bọn họ thì tên đàn ông cầm đầu lại chạy thẳng về phía anh, đụng vào người anh. Chương 947. Hai người liền lùi lại hai bước. Còn chưa kịp nói gì, tên hầu hơn 40 tuổi trợn tròn mắt nhìn anh tràn đầy sát ý. Trông cực kỳ khó chịu, hắn ta lấy ra một cái búa bổ về phía đầu Trần Đức. Trần Đức nhanh tay nhanh mắt, thuận thế né tránh kịp. Cũng may bất cứ lúc nào anh cũng duy trì cảnh giác. Nếu không rất có thể sẽ bị một búa kia bổ trúng. Mẹ nó, tránh nhanh đấy, tên hầu mặt đầy ngang tàng, gã nổi giận nói, mẹ kiếp mày không có mắt hả? Còn không mau xin lỗi cậu chủ bộ đi. Được rồi, gấp rút lên đường mới quan trọng. Người đàn ông cầm đầu mở miệng, giọng nói hùng hậu và trầm thấp, hắn ta không hề liếc nhìn Trần Đức. Hắn ta dẫn theo người hầu tiếp tục lên đường, cũng không biết muốn đi nơi nào. Nhìn bóng lưng của hai người, Trần Đức cau mày, sát ý trong mắt dập dờn. Vừa rồi, rõ ràng là cái tên đàn ông hơn 30 tuổi kia đụng vào anh. Thực tế sau khi phát hiện ra hai người anh liền dừng lại, sao anh có thể đụng vào người ta chứ? Không ngờ cái tên hầu kia lại muốn giết anh. Côn Luân hư tàn khốc như vậy sao? Trần Đức lẩm bẩm, anh thu hồi ánh mắt, không có nhiều thời gian trì hoãn, anh phải gấp rút chạy tới Thiên Kiếm Phong. Đứng lại. Đột nhiên, anh vừa chuẩn bị đi. Hai người kia chợt dừng lại.
Người đàn ông cầm đầu nhìn chằm chằm anh, hắn ta trầm giọng nói, vừa rồi trong mắt mày xuất hiện sát ý. Muốn giết tao? Trần Đức dừng lại. Đúng là vừa rồi anh xuất hiện một chút sát ý, người ta không nói hai lời liền nhấc búa muốn bổ vào anh có thể không xuất hiện sát ý sao? Huống chi anh cũng chỉ xuất hiện sát ý mà thôi, không hề có ý muốn ra tay. Ừ, Trần Đức thành thật trả lời, giọng rất nhạt, không có bất kỳ chữ thừa. Ha ha ha, cậu chủ bộ, hắn muốn giết cậu, tên hầu của hắn ta đột nhiên bật cười, giống như nghe thấy chuyện cười, thằng nhóc, mầu không quen cậu chủ nhà tao à? Tôi cần phải biết sao, Trần Đức hỏi ngược lại. Đúng, đúng là nên biết, tên hầu kia cao giọng, gã lớn tiếng nói, cậu chủ nhà tao họ Bộ, tên Kinh Phong. Dường như, cái tên Bộ Kinh Phong này Trần Đức phải nghe qua là chuyện đương nhiên. Tên hầu nói xong, mặt gã đầy cao ngạo nhìn chằm chằm Trần Đức. Trần Đức cau mày. Anh im lặng. Cảm giác tự cho mình hơn hẳn người khác của một tên hầu ở Côn Luân Hư cũng cao như vậy sao? Xin lỗi, tôi từ thế tục mới đến Côn Luân Hư, thật sự không biết Bộ Kinh Phong là ai, Trần Đức nói thật lòng, không hề nói linh tinh. Thời gian cấp bách, anh không muốn lãng phí thời gian nên xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên Bộ Kinh Phong mở miệng, hai tay hắn ta khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống Trần Đức. Hóa ra là con kiến hôi của giới thế tục, loại kiến hôi như mày tao cũng lười giết, chỉ là... Vừa rồi mày không nên xuất hiện sát ý, tao cho mày một cơ hội, nói xin lỗi và nhận sai, tự hủy đôi mắt rồi rời đi. Bộ Kinh Phong rất kiêu ngạo. Chương 948. Hắn ta ghét nhất võ giả khác xuất hiện sát ý với mình. Nếu vào ngày thường, loại người như này hắn ta đều trực tiếp giết chết. Người muốn giết hắn ta, chưa bao giờ hắn ta giữ lại. Đáng tiếc, Trần Đức quả thực quá mức thấp kém, quá mức đáng cười. Giới thế tục. Ha ha. Giới thế tục trong mắt Bộ Kinh Phong giống như thiên thần khinh thường người phàm, giết loại người như vậy, hắn ta ngại phiền toái và bẩn tay. Vả lại, con kiến hôi có thể đến thế giới của con voi cũng không dễ dàng gì, hắn ta rất vui lòng cho đối phương một con đường sống. Trần Đức lười để ý đến hắn ta, anh làm như không nghe thấy, xoay người rời đi. Vừa tới Côn Luân Hư, anh muốn khiêm tốn không muốn ra tay, hơn nữa thời gian có hạn, quả thật anh không muốn lãng phí. Cậu chủ bộ, nhìn dáng vẻ cũng chỉ là con rùa đen rụt cổ, tên hầu của Bộ Kinh Phong giễu cợt nói, cậu không cần lãng phí thời gian với loại rác rưởi này, để tôi đi làm thịt hắn. Giữ lại cho hắn một mạng, Bộ Kinh Phong nhàn nhạt nói, khoét cặp mắt của hắn là được. Dạ, nhận được sự cho phép, tên hầu không do dự, trực tiếp ra tay. Búa màu đen trong tay cắt qua bầu trời đêm, bay như tên bắn về phía Trần Đức. Trong nháy mắt đã đến sau lưng anh. Rác rưởi của thế tục, ha ha. Tên hầu cười lạnh, trông cực kỳ âm u, một búa không một chút kiêng kỵ nào bổ trực tiếp về phía bả vai Trần Đức. Một chiêu này của gã hết sức tùy ý, gã thấy giết chết một con kiến không cần quá phí sức. Rác rưởi. Trần Đức dừng bước, anh nâng tay lên, chìa một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Vù. Nhất thời. Búa trong tay tên hầu run rẩy, bả vai gã truyền tới từng trận tê tái, sắc mặt thay đổi lớn. Thật sự gã không dám tin, sao có thể? Từ lúc nào, người của giới thế tục lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ, là người đứng hàng top trong 36 tộc địa sát? Trong lòng gã sợ hãi đến mức rợn cả tóc gáy. Cùng lúc đó, giữa lúc gã sợ hãi, Trần Đức giơ một quyền lên dứt khoát và nhanh nhẹn đánh vào trên đầu búa đen. Rắc rắc, tiếp đó, chương 949, búa nứt rồi. Búa chế tạo từ thép dòng giống như gương rơi bị vỡ, xuất hiện vết nứt, trong nháy mắt nổ nát vụn. Một quyền của Trần Đức vẫn chưa dừng lại. Anh vẫn đang khua múa. Dây tiếp theo vung lên trên đầu tên hầu. Lực không lớn. Anh nắm chặt vừa phải không có đánh chết gã, mà đánh gã bay lộn ngược thật cao ra ngoài. Vừa hay nặng nề rơi xuống dưới chân Bộ Kinh Phong, trông gã vô cùng chật vật, hôn mê như chó chết. Thú vị đấy. Bộ Kinh Phong không hề sợ hãi, chỉ là một tên hầu mà thôi, bị đánh bại cũng không thể khiến hắn ta có một chút dao động tâm lý. Hắn ta vẫn khoanh tay đứng sừng sững tại chỗ, có thể đánh bại nô lệ của tao, ở chỗ chúng mày chắc hẳn xem như là kẻ có trình độ cao nhất. Vốn dĩ tao không định giết mày. Đáng tiếc, bây giờ tao thay đổi chủ ý rồi. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ,
mày dám động vào hắn thì chính là động vào tao. Có thể chết trong tay tao cũng được xem như là phúc phận, bởi vì bộ kinh phong tao chưa bao giờ giết người vô danh. Khi đang nói, bộ kinh phong đã bước về phía trước. Tốc độ của hắn ta không nhanh, cực kỳ trầm ổn có lực. Sau ba bước thì tiết tấu thay đổi, thân hình bộc phát, tốc độ nhanh kinh người, uy áp khủng khiếp vừa giống như sóng lớn cuồn cuộn gào thét giữa đại dương, vừa giống như ngọn núi đang chuyển động. Trong nháy mắt, cùng với từng trận tàn ảnh do di chuyển tốc độ cao lưu lại, thân hình của hắn ta đã sắp đến gần Trần Đức. Đồng thời trong tay hắn ta bắt đầu điên cuồng hội tụ linh khí, bắp thịt cuồn cuộn, linh khí gom lại, quyền pháp được thi triển, trực tiếp nhắm về phía Trần Đức. Đoàng đoàng đoàng, quyền ảnh lướt qua không gian, phát ra tiếng như hạt đậu nổ, linh khí hội tụ ở năm ngón tay, quả đấm được đập ra. Nhất thời, cỏ cây và núi đá xung quanh phát ra tiếng loạn xạ. Cộng hưởng cùng với quả đấm của anh, một vài nhánh cây yếu ớt thậm chí còn gãy lìa đổ nát. Sức mạnh tùy ý mà bá đạo, từ nắm đấm của bộ kinh phong lan tràn ra bốn phương tám hướng, dường như sắp đè ép và biến dạng không gian bên này. Sức mạnh như vậy có thể nói rất nhanh, dù là Trần Đức cũng xuất hiện từng tia kinh ngạc. Quả thực, bộ kinh phong này rất mạnh. So với tên hầu của hắn ta thì không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Quả đấm vung lên có thể khiến người ta cảm nhận được nỗi khiếp sợ và kinh hãi. Hắn ta còn mạnh hơn huyết lãnh 2-3 bậc. Điều quan trọng chính là hắn ta vẫn chưa vượt qua linh căn kỳ, mà đang ở căn linh kỳ đỉnh phong giống như huyết lãnh. Chương 950. Cái này thì rất kinh khủng. Chí ít chứng minh được thiên phú của người này vượt quá huyết lãnh. Và lại võ kỹ hắn ta thi triển cùng là quyền pháp, so với chấn sơn quyền của huyết lãnh càng cao cấp và tinh chuẩn hơn. Đó là một loại quyền pháp cực kỳ tốt. Chiến với tao mà mày còn dám phân tâm. Bộ kinh phong nổi giận, rõ ràng hắn ta nhìn thấy Trần Đức mất tập trung, đây là không tôn trọng đối thủ, điều này khiến hắn ta vô cùng khó chịu, sức mạnh trên nắm đấm trong nháy mắt lại tăng cường thêm một lần nữa, hắn ta thi triển ra 120% sức mạnh kinh khiếp không giữ lại chút nào. Vù vù, cuồng phong gào thét, một quyền chạy thẳng đến đầu Trần Đức. Nhưng... Một giây sau đó, khi quả đấm của hắn ta gần tới thì Trần Đức biến mất. Bộ kinh phong sợ ngây người, con người trợn trừng, thật sự không dám tin cảnh tượng trước mắt này. Đến tận bây giờ, một quyền của hắn ta chưa từng thất bại. Người đâu? Phân tâm chỉ là vì mày quá yếu, khi bộ kinh phong còn đang nghi ngờ thì một giọng nói xa vời truyền tới từ sau lưng hắn ta. Bộ kinh phong theo bản năng quay đầu. Nhưng... Thứ hắn ta nhìn thấy là một quyền. Toàn thân bộ kinh phong bùng nổ. Đập vào mắt là quả đấm như bao cát lớn mềm nhũn và nhẹ bẫng, nhưng lại khiến hắn ta cảm thấy một sự kinh khủng vô hình. Có điều, kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta phong phú, dưới tình huống không có thời gian né tránh, gần như hắn ta theo phản xạ có điều kiện giơ quả đấm lên nghênh đón. Bùm! Một giây kế tiếp, quả đấm đụng vào nhau, xuất hiện một tiếng nổ vang nặng nề. Ngay sau đó, đạp đạp đạp, lại thấy Trần Đức lùi liên tiếp ba bước. Năm ngón tay tràn ra một ít máu tươi, chảy ra nhìn thấy cả thịt. Còn bộ kinh phong liên tục thụt lùi hơn 20 bước, hắn ta đâm vào một cái cây già, mượn điểm tựa của nó, khó khăn lắm mới dừng lại. Chương 951. Quả đấm của hắn ta gần như bị phế rồi, năm ngón tay hoàn toàn gãy lìa, máu thịt lẫn lộn còn thấy cả xương. Sắc mặt hắn ta trắng bệch như tờ giấy. Hắn ta hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn Trần Đức phía xa xa, trong lòng sợ hãi không thôi. Mặc dù, một quyền kia của Trần Đức nghi ngờ có đánh lén. Nhưng, hắn ta có thể cảm thấy rõ ràng đối phương vận dụng cùng lắm 70% sức mạnh. Không sai, chính là 70%. Còn hắn ta trước đó không hề giữ lại chút nào, một quyền mất 120% sức mạnh lại còn bị người ta ung dung né tránh. Tổng thể mà nói. Hắn ta thất bại rồi. Tên nhãi trước mắt này có thể giết hắn ta. Trong lòng bộ kinh phong run rẩy đưa ra kết luận. Từ lúc nào Côn Luân Hư có một người mạnh như vậy? Hắn ta thân là người đứng thứ 10 trong bảng thanh niên của Côn Luân Hư, vậy mà lại. Không biết. Còn về giới thế tục người đó nói vừa nãy. Hắn ta trực tiếp bác bỏ. Giới thế tục sao có thể có người mạnh như vậy? Đừng nói đến hắn ta, cho dù người hầu của hắn ta đến giới thế tục. Chỉ cần không gặp phải số ít mấy người kia thì gần như là vô địch. Mấy người kia hắn ta đều quen biết.
ngẩng đầu đưa mắt nhìn Trần Đức phía xa xa, hắn ta lại hỏi, mày rốt cuộc là ai? Tôi họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang, Trần Đức nói ra từng chữ một tên của mình, đồng thời anh lại nói, đến từ thế tục. Trần Bát Hoang, Bộ Kinh Phong hiện ra chút suy tư, quả thật không tìm thấy tên nhân vật này ở Côn Luân Hư. Anh, thật sự đến từ thế tục. Đánh nhau với tao, sao mày lại phân tâm? Giữa lúc Bộ Kinh Phong đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng nói châm chọc lướt nhẹ đến bên tai hắn ta. Cùng lúc đó, Bộ Kinh Phong cũng thấy được khuôn mặt của Trần Đức. Đó là một khuôn mặt sạch sẽ, bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy thoải mái ấm áp. Cùng với đó là một trường. Bộ Kinh Phong vô thức dùng mình, một cảm giác sợ hãi như cái chết sắp ập tới lập tức bủa vây hắn ta. Cơ thể hắn ta như rơi vào hầm băng, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Ầm ầm. Một trường của Trần Bát Hoang dần dần phóng to, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chương 952. Tốc độ nhanh đến nhóng mặt. Bộ Kinh Phong hoàn toàn không thể trốn thoát, cũng không kịp trốn. Ánh mắt hắn ta toát ra vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm một trường kia, chờ đợi cái chết buông xuống. Trong lòng thì lại vô cùng hối hận. Sớm biết thế, sao hắn ta còn dừng lại chất vấn Trần Đức chứ? Rõ ràng có thể rời đi một cách an toàn và thuận lợi, mà không nên dừng lại tìm đường chết. Vù vù. Gió lớn gào thét, rít gào chói tai, Bộ Kinh Phong cảm thấy mình sắp chết. Thế nhưng, một trường kia bỗng dưng ngừng lại. Ngay khi cách hắn ta chưa đến một mm thì nó bỗng nhiên ngừng lại, sức mạnh và linh khí chợt tan đi, rồi biến mất sạch sành sanh. Dù vậy, Bộ Kinh Phong vẫn sợ tới mức chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sắc mặt như quét một tầng nước sơn trắng bóc, nhợt nhạt trông hết sức khó coi. Tại sao lại không giết tao? Bộ Kinh Phong kinh ngạc hỏi với vẻ khó hiểu. Trần Bát Hoang tôi có giết người hay không cũng cần lý do à? Trần Đức nhàn nhạt nói như đang nói một chuyện hết sức nhỏ bé, không đáng kể gì. Nhưng, thực ra là có lý do của nó. Vì anh nhìn chúng Bộ Kinh Phong. Đầu tiên, Bộ Kinh Phong có thể làm anh đổ máu, cho thấy được tiềm lực và thực lực của hắn ta. Thứ hai, từ cách ăn mặc và hành vi cử chỉ của Bộ Kinh Phong, vừa nhìn đã biết lai lịch không tầm thường. Mà từ đầu cuối, Bộ Kinh Phong lại chưa hề nhắc đến người nhà, không lấy lai lịch của mình ra đàn áp người khác. Điểm này khiến Trần Đức khá là thưởng thức. Thứ ba, anh chỉ vừa đến Côn Luân Hư nên vẫn chẳng biết hay chẳng hiểu gì về nơi này. Vì vậy, anh tạm thời không muốn giết người. Trần Đức chưa bao giờ là một người nói nhiều, dù có lý do thì anh cũng sẽ không nói. Bởi vì lười nói, tim Bộ Kinh Phong đập thình thịch, một cảm giác sống sót từ trong cõi chết và nghĩ mà sợ chợt bủa vây hắn ta. Cảm ơn cậu Trần đã bỏ qua cho tôi. Bộ Kinh Phong cũng không phải một người nhát gan, trái lại, thực ra hắn ta rất gan dạ, cũng vô cùng thông minh, nên đã đoán được một số lý do tại sao Trần Đức không giết mình. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã bình tĩnh lại. Cậu Trần, chuyện ngày hôm nay, vốn là lỗi của Bộ Kinh Phong tôi. Tôi xin lỗi cậu, Bộ Kinh Phong tôi nợ cậu một mạng. Bộ Kinh Phong biết rõ ngọn nguồn của chuyện ngày hôm nay. Trước đó, hắn ta không xin lỗi là vì cảm thấy Trần Đức quá yếu, yếu đến mức không xứng để mình xin lỗi, càng chẳng có tư cách xuất hiện sát khí với mình. Kẻ yếu là không có quyền lên tiếng. Giống như con người sẽ không vì lỗi lầm của mình mà xin lỗi một con kiến, con heo hay con chó. Không những chẳng xin lỗi. Mà còn có khả năng tâm trạng không tốt sẽ lấy chúng ra làm đồ ăn, biến chúng thành thức ăn trong bụng mình. Chương 953. Nhưng, giờ Trần Đức đã có tư cách ấy. Đối với người có tư cách, Bộ Kinh Phong luôn hành xử một cách có chơi có chịu. Huống chi, Trần Bát Hoang không những có tư cách, mà còn là người có thể giết chết hắn ta. Bộ Kinh Phong khựng lại một chút rồi nói tiếp, sau này, nếu cậu Trần có việc gì... Chỉ cần đến nhà họ Bộ báo tên tôi ra thì tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Ha ha, tôi thích nói chuyện với người thông minh, Trần Đức càng đánh giá cao Bộ Kinh Phong hơn, người này rất có mắt nhìn, được rồi, anh đi đi, tôi còn có việc. Được, có điều, cậu Trần này, có một câu tôi không biết có nên nói hay không, Bộ Kinh Phong hơi chần chừ nói. Thế khỏi nói, Trần Đức bình tĩnh nói. Bộ Kinh Phong, của gì vậy? Thường thì không phải mình nói vậy sẽ bảo mình nói đi ư. Bộ Kinh Phong ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng chủ động nói, cậu Trần, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, nơi này là Côn Luân Hư, không phải thế tục, có rất nhiều chuyện. Là không nói lý. Không phải ai cũng giống như tôi,
Nếu là người khác, sau khi rời khỏi đây, về đến nhà hoặc thế lực của mình khả năng sẽ đến trả thù cậu. Thế nên, cậu tuyệt đối không thể mang lòng nhân từ ở thế tục của mình đến nơi này. Bộ Kinh Phong cẩn thận, nghiêm túc nói, ở Côn Luân Hư không có pháp luật, cậu hãy bảo trọng. Bộ Kinh Phong chỉ để lại một câu như vậy rồi dẫn theo đám tay sai của mình rời đi vì còn có chuyện quan trọng trong người. Còn cần anh nói sao, Trần Đức nhìn bóng lưng đi xa của hắn ta, bĩu môi nói. Từ khi đám tay sai của Bộ Kinh Phong vô duyên vô cớ muốn giết mình là anh đã biết Côn Luân Hư không có quy tắc hay nói lý lẽ gì rồi. Tất cả mọi thứ đều phải dùng thực lực của bản thân để nói chuyện, giống như muốn có một câu xin lỗi của Bộ Kinh Phong thì phải có tư cách vậy. Trần Đức qua loa xử lý miệng vết thương trên tay, sau đó tiếp tục đi đến Thiên Kiếm Phong. Dưới ánh trắng, dáng người anh mạnh mẽ, bước chân cực nhanh, nắm chặt thời gian chạy về phía Thiên Kiếm Phong. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vừa le lói, tốc độ của Trần Đức cực nhanh, dựa theo vị trí trên bản đồ thì anh đã cách Thiên Kiếm Phong rất gần. Cùng lắm chỉ một ngày hay nửa ngày nữa là đến. Thế nên, anh bèn dừng lại. Sắp phải đối mặt với một tên có thực lực cực mạnh sống lâu cả mấy chục năm như Phương Tâm Ngọc, nên anh phải cẩn thận, không thể kiêu căng, ngạo mạn mà phải giữ trạng thái tốt nhất. Trần Đức nhảy lên một cây cổ thụ, khoanh chân ngồi trên nhánh cây vận chuyển âm dương kinh, quét sạch mọi sự mệt mỏi mấy ngày nay. Bỗng nhiên, Trần Đức mở mắt ra nhìn thẳng về phía trước. Gần như cùng lúc đó, một tiếng sư tử giống chợt vang lên. Trần Đức lập tức cảnh giác. Chỉ thấy trong rừng đi ra một con sư tử đực khổng lồ, cả người phủ kín một lớp lông rậm rạp màu nâu nhạt, ít nhất cũng phải 100.200 kg. Chương 954. Mỗi khi nó hít thở thì sẽ phát ra tiếng hầm hừ, một cảm giác khủng bố tỏa ra xung quanh, trông vô cùng kinh người. Mà trên lưng nó không ngờ lại ngồi một người. Con sư tử cao to, mạnh mẽ ở dưới mông gã lại giống như một con ngựa vô cùng ngoan ngoãn, vững vàng chở gã. Đây là một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi. Gã vừa xuất hiện, phút chốc đã có 6-7 người đi tới. Xem ra, bọn họ đều là tôi tớ của gã. Cậu Mục, chúng ta mất sức chín châu hai hổ chạy tới đây chỉ vì đón Lục Thư Tuyết, đáng sao, một tên cấp dưới bên cạnh gã hỏi. Ha ha, đương nhiên đáng giá. Lúc trước, nếu không có nhà họ Lục thì lấy đâu ra nhà họ Mục chúng ta? Ông còn nhớ không, lúc đó... Lục Phúc của nhà họ Lục cứ nói tôi tâm địa độc ác. Giờ lại tới cầu xin tôi, ông nói xem khi gặp hắn ta, tôi phải đối xử với hắn ta thế nào, người đàn ông ngồi trên sư tử được đắc ý, cười cợt hỏi. Ha, vậy cũng được, bên cạnh gã, tên người hầu kia cũng tỏ vẻ đắc ý, trước khác nay khác, lúc trước Lục Phúc luôn ngăn cản cậu Mục qua lại với Lục Thư Tuyết, nhưng hiện tại, cậu đã có thể đứng trước mặt Lục Thư Tuyết, giao lưu trao đổi thật tốt với cô ta rồi. Dù sao vẫn còn vài ngày lộ trình nữa mới đến nhà họ Lục, trên đường đi, nếu cậu Mục có thể chiếm được cô ta thì... He he, ngày sau, nói không chừng nhà họ Lục sẽ thuộc về cậu rồi. Tên đàn em nhấn mạnh hai chữ trao đổi bằng giọng điệu cực kỳ quái đản. Thông minh, cậu Mục cười một cách khoái trá, sau khi tán dương đàn em, gã mới nói tiếp, đi thôi, chúng ta đến trước đợi bọn họ. Vâng, đoàn người nhanh chóng tiến về phía trước, càng lúc càng xa. Trần Đức ẩn mình trên chạc cây, anh đã ẩn giấu hơi thở của mình nên đám người phía trước không hề phát giác. Không bao lâu sau, đại khái khoảng 5 phút, có hai bóng người xuất hiện. Lần này là một nam một nữ. Nam độ khoảng 50 đến 60 tuổi, là một ông lão ăn mặc khá là bảo thủ, cánh tay phải của ông ta chỉ còn lại một nửa. Hiển nhiên, cánh tay này vừa bị chém đứt không lâu và chỉ được băng bó qua loa, trên băng gạc rỉ ra rất nhiều máu. Mặt ông ta trắng như tờ giấy, hơi thở bất ổn, trạng thái cực kỳ tệ hại. Cô gái còn lại mặc một bộ đồ tím, bên trên cũng có dính máu, vài chỗ đã bị rách toạc ra, để lộ ra thịt trắng như tuyết. Thoạt nhìn, hai người này có chút thê thảm, lúc này, kiếm mang theo trên người đã được dùng làm gậy để chống đỡ thân thể, gian nan bước từng bước một. Cô chủ, chúng ta đi nhanh một chút, chỉ cần gặp được mấy người Mục Lâm là sẽ an toàn. Giọng ông lão mang theo mừng rỡ và kích động, cô dáng kiên trì thêm chút nữa. Bác Phúc, tôi biết rồi. Lục Thư Tuyết khẽ gật đầu. Thật ra cô ta đã rất mệt, suốt mấy ngày chạy trối chết, cô ta đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cố gật đầu, cắn răng đi về phía trước. Chương 955. Biết chắc sẽ chết mà vẫn còn cố dẫy dụa, các người không thấy mệt à?
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng, kế đó, có một bóng người nhanh chóng đáp xuống đất. Người nọ vững vàng hạ xuống trước mặt Lục Thư Tuyết và Lục Phúc. Nhìn thấy hắn, Lục Thư Tuyết và Lục Phúc đồng thời đề cao cảnh giác. Cô chủ, cô lui ra sau đi. Gần như theo bản năng, Lục Phúc lấy ra một cây đoạn đao, nắm chặt trong tay, cắn răng nói, Mãng Tùng, các người cũng là người của nhà họ Lục, nhất định phải giết chúng ta sao? Năm đó, ông chủ đã đối xử với các người không tệ, lương tâm của anh bị chó ăn à, sao lại vong ân phụ nghĩa như vậy hả? Đó là một gã mặc áo đen, trên khuôn mặt vuông của gã tràn đầy sát ý, lộ vẻ lạnh lùng và vô tình. Gã liếc nhìn cánh tay đã bị chặt đứt của Lục Phúc cùng với máu trên người Lục Thư Tuyết, người nọ không trả lời câu hỏi của Lục Phúc mà nói, xem ra, ba tên đồng bọn của tôi đã bị hai người giết chết, có đúng không? Vâng, nhưng chúng tôi cũng đã trả một cái giá đắt, trên khuôn mặt trắng trẻo của Lục Thư Tuyết lộ vẻ tuyệt vọng. Hai người bọn họ liên tục đối chiến với ba người, đã sớm sức cùng lực kiệt, hơn nữa, Lục Phúc cũng đã mất đi một cánh tay. Hiện tại, bọn họ thật sự không có cách nào đối kháng với Mãng Tùng. Chẳng lẽ cô ta sẽ chết ở đây? Cô ta thở dài. Mãng Tùng là cao thủ linh căn trung kỳ, Lục Thư Tuyết không có lòng tin có thể đánh lại gã. Lục Phúc, tôi có thể cho phép hai người tự sát, xem như báo đáp ân tình của ông chủ năm xưa. Hẳn ông biết rất rõ, chưa từng có kẻ nào chết toàn thây trong tay tôi, Mãng Tùng lạnh lùng nói, đừng trách tôi vong ân phụ nghĩa. Đây là việc cuối cùng mà tôi có thể làm cho các người. Hừ, muốn làm tổn thương cô chủ thì trước hết bước qua xác tôi đã, bác Phúc ra tay, cây đao trong tay ông ta lóe lên. Có điều. Ngay sau đó, keng, một âm thanh trong trẻo vang lên. Đao trong tay Lục Phúc bị gãy làm đôi. Mãng Tùng chỉ dùng một tay đã đánh gãy đao của Lục Phúc. Mặt gã không có chút cảm xúc, liều mạng chống cự à. Nếu ông đã ngu xuẩn như vậy, thì để tôi tiễn ông một đoạn đường. Tay còn lại của Mãng Tùng bắt được một đoạn đao gãy, liền thuận thế chọc vào bụng Lục Phúc. Đừng! Lục Thư Tuyết hoảng hốt, bất giác thét lên khi thấy Lục Phúc sắp bị giết. Nhưng ngay lúc đó, gần như chỉ trong một tích tắc. Giống! Trong rừng vang lên tiếng sư tử gầm. Kế đó, xa xa, một con sư tử hung hăng nhảy chồm lên, trên lưng nó là Mục Lâm. Nó bay vọt qua người Mãng Tùng. Sau đó hạ xuống sau lưng gã. Chương 956. Phập. Cây dao găm trong tay Mục Lâm trực tiếp đâm vào lưng Mãng Tùng. Dao trắng đi vào, dao hồng đi ra. Mãng Tùng đờ người, gã đau đớn xoay đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói gì đó nhưng không còn kịp nữa. Gã đã ngã lăn ra đất, miệng trào ra máu tươi. Giết hắn. Thoáng cái, đám tôi tớ sau lưng Mục Lâm đã lao đến. Thẳng tay giết chết Mãng Tùng. Cách đó không xa, trên trà cây, Trần Đức lẳng lặng quan sát tất cả. Thứ nhất, anh biết chắc chắn đám người Mục Lâm sẽ ra tay, bởi vì bọn họ đã sớm đứng quan sát từ xa. Thứ hai, ở cái nơi xa lạ, không hề nói đạo lý này, anh cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ yên lặng chờ đợi những người này rời đi. Mục Lâm, bên dưới, nhìn thấy người đến, khuôn mặt già nua của bác Phúc lộ vẻ mừng rỡ. Tâm trạng cũng buông lỏng rất nhiều, mới đây thôi, mạng ông ta còn như chỉ mảnh treo chuông, nếu không có Mục Lâm thì. Ông ta ngồi bệt xuống đất, há miệng thở dốc, Mục Lâm, nhờ có cậu, nếu không thì chú Phúc đã chết ở đây rồi. Chỉ chênh lệch một giây mà thôi. Nếu Mục Lâm xuất hiện muộn một giây thì. Hiện tại e là người chết không phải Mãng Tùng, mà chính là ông ta. Chú Phúc, không nên nói vậy, năm đó, cũng là chú nhìn tôi lớn lên. Không phải sao, Mục Lâm đứng từ trên cao nhìn xuống Lục Phúc, gã vẫn ngồi trên con sư tử dũng mãnh kia, khóe môi nhếch lên, không chút che đậy sự mỉa mai của mình. Bất kể thế nào vẫn phải cảm ơn cậu, đương nhiên Lục Phúc cũng nghe ra giọng điệu châm chọc của Mục Lâm. Từ nhỏ, Mục Lâm đã là một kẻ có lòng dạ đen tối, lúc trước, khi còn ở nhà họ Lục, Lục Phúc đã không ít lần mắng gã. Tuy rằng cho đến hiện tại, Lục Phúc vẫn không thích Mục Lâm, thế nhưng... Tình thế mạnh hơn người, ông ta không thể không cúi đầu. Mục Lâm, mới 2-3 năm không gặp mà cậu đã mạnh như vậy rồi, đúng là hậu sinh khảo ý. Lục Phúc, ông có tư cách gọi Mục Lâm à, một tên đàn em quá to, gọi cậu Mục. Không được vô lễ. Mục Lâm thầm khoái trá, nhưng vẫn giả vờ quát đàn em, kế đó nói với Lục Phúc, chú Phúc, đàn em không hiểu chuyện, chú chớ nên trách. Nào có,
Cậu Mục, hắn nói không sai, tôi chỉ là một tên người hầu, không nên gọi thẳng tên của cậu mới phải. Lục Phúc là người thông minh, lập tức thay đổi xưng hô với Mục Lâm. Mục Lâm càng cảm thấy vui sướng, lúc này, gã mới lệnh cho thủ hạ của mình giúp Lục Phúc chữa thương, còn bản thân gã thì nhảy khỏi người sư tử, đi thẳng đến chỗ Lục Thư Tuyết. Em gái Thư Tuyết, em có sao không? Để anh xem em bị thương ở đâu. Tôi không sao. Chương 957. Giọng Lục Thư Tuyết có chút hờ hững, sâu trong đôi mắt cô ta lóe lên sự bi ai. Mục Lâm. Cậu chủ nhỏ nhà họ Mục, được gia tộc chiều chuộng hết mực. Trước kia, khi ông nội Lục Thư Tuyết còn sống, nhà họ Lục ngày càng lớn mạnh. Khi đó, nhà họ Mục từng là gia tộc phụ thuộc nhà họ Lục. Và Mục Lâm, cùng lắm thì gã cũng chỉ như một tùy tùng của cô ta mà thôi, địa vị còn không bằng Lục Phúc. Lúc trước, gã vẫn luôn gọi cô ta một tiếng cô chủ. Nào dám có gan gọi cô ta là em gái. Đáng tiếc, 3 năm trước, sau khi ông nội qua đời, gia tộc không có cao thủ chống đỡ, các gia tộc phụ thuộc lần lượt tách ra, lúc đó, nhà họ Mục cũng nhân cơ hội ăn bớt ăn xén không ít tài sản, địa bàn cùng với tài nguyên tu luyện của nhà họ Lục. Do đó, bọn họ bắt đầu lớn mạnh và tách khỏi nhà họ Lục. Vốn dĩ, dù như vậy nhưng Mục Lâm vẫn phải cung kính đối với cô ta, vì lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù nhà họ Lục có suy tàn thì với thân phận của nhà họ Mục, sao Mục Lâm dám tơ tưởng đến Lục Thư Tuyết? Nhưng giờ thì khác rồi. Một tuần trước, đột nhiên bố của Lục Thư Tuyết qua đời. Ông ấy chỉ có một cô con gái là Lục Thư Tuyết. Chuyện xảy ra đột ngột, ngay thời điểm đó, Lục Thư Tuyết cũng đã ra ngoài tu luyện. Bố cô ta vừa chết, vấn đề về người thừa kế lập tức được đưa ra, Lục Phúc là người thân cận của ông nội và bố Lục Thư Tuyết nhiều năm, thấy có chuyện không ổn, ông ta liền rời khỏi nhà họ Lục, đi đón Lục Thư Tuyết quay về tranh đoạt vị trí gia chủ nhà họ Lục. Lục Thư Tuyết vốn không có hứng thú với cái ghế gia chủ, nhưng cô ta buộc phải tranh giành, bởi lẽ, theo như lời Lục Phúc thì không tranh chỉ có một con đường chết. Gia đình chú thím hai vẫn luôn ngấp nghé vị trí gia chủ, vì để ổn định địa vị của mình và vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô ta. Chính vì nhà họ Lục xảy ra nội loạn nên mới tạo cơ hội cho Mục Lâm. Trước kia, gã nào dám mơ tưởng đến cô chủ Lục vừa có địa vị lại vừa xinh đẹp, nhưng... giờ thì dám rồi. Không chỉ mơ tưởng, mà gã còn hành động. Vào lúc này, chỉ cần chiếm được Lục Thư Tuyết, sau đó đưa cô ta về nhà họ Lục một cách an toàn, thuận tiện kết hôn, sinh con, há chẳng phải nhà họ Lục sẽ hoàn toàn rơi vào tay gã sao? Thậm chí, trên đường, gã đã nghĩ sẵn tên cho con luôn rồi. Gã cực kỳ có lòng tin với kế hoạch của mình. Lại đây, Thư Tuyết, chúng ta nghỉ ngơi một lát, đợi khỏe lại rồi đi tiếp nhé. Mục Lâm chu đáo cởi áo khoác trên người mình xuống, khoác lên vai Lục Thư Tuyết, cẩn thận che đi những nơi quần áo bị rách, dịu dàng nói, Thư Tuyết, mấy ngày nay chắc em đã chịu khổ nhiều rồi. Không sao đâu, mọi việc đã qua rồi, có anh ở đây thì không ai dám khi dễ em đâu. Lục Thư Tuyết không có ý đáp lại, Mục Lâm đứng quá gần khiến cô ta cảm thấy không thoải mái, cố sức lui về sau. Đúng rồi, đến xem vật cưỡi mới của anh đi. Mục Lâm có ý muốn khoe khoang với Lục Thư Tuyết, thấy không, đây là quà do bố anh tặng đấy, nó tên là Truy Phong Sư, chạy rất nhanh. Chương 958. Xa xa, Trần Đức đã sớm mất đi kiên nhẫn. Cuối cùng, anh thật sự nhìn không nổi nữa. Ai biết đám người này muốn nghỉ ngơi bao lâu, thời gian của anh không nhiều lắm, mỗi một phút giây trôi qua đều là lãng phí. Lúc này, anh nhảy từ trên cây xuống. Ai? Trần Đức lập tức bị phát hiện, và người đầu tiên phát giác sự có mặt của anh chính là tên người hầu cực kỳ thân cận với Mục Lâm. Hắn ta cau mày, đề cao cảnh giác. Đồng thời, đám người xung quanh cũng vây lại, chưa đến 3 giây, bọn họ đã bao quanh anh. Ngại quá, tôi vô tình quấy rầy, chỉ là đi ngang qua thôi, Trần Đức khiêm tốn nói. Giọng anh rất bình thản, anh không muốn có thêm chuyện.